Diệp Thần giờ phút này, nhưng là không thèm để ý chút nào hình dáng, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải hỏi ta, dựa vào cái gì nghe ta sao? Một khắc sau, hắn trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nói, bằng cái này. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần bóng người chính là hướng Tất Độc, Tật Lược đi, tốc độ kia nhanh, lại là để cho Thanh Hoàng Thánh Tử cũng con ngươi co giúp một cái, có chút phản ứng không kịp. Giờ phút này, nguyên bản còn mặt lộ vẻ cười lạnh Tất Độc trong lòng bỗng nhiên điềm báo sinh nhiều, theo bản năng mở ra vậy bảo vệ tánh mạng vật tiến hành phòng ngự, mà Thanh Hoàng Thánh Tử cũng là ánh mắt động một cái, liền muốn ra tay. Chỉ cần vậy bảo vệ tánh mạng vật, ngăn cản Diệp Thần một cái chớp mắt, hắn liền có tự tin cứu Tất Độc. Diệp Thần nhìn màu vàng kia màn sáng, nhưng là khinh miệt cười một tiếng, tiện tay hướng vậy màu xanh màn sáng duỗi đi. Tất Độc cùng Thanh Hoàng Thánh Tử thấy vậy, trong lòng buông lỏng một chút, thằng nhóc này mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng, cuối cùng là coi thường cái này bảo vệ tánh mạng vật lực lượng, cái này bảo vệ tánh mạng vật liền từ thắng long giận dữ nhất kích cũng có thể ngăn được, thằng nhóc này tùy tiện đưa tay một chút, có thể làm à? Có thể, vào thời khắc này một màn quỷ dị xuất hiện. Màu vàng kia màn sáng lại là ở Diệp Thần dưới quyền ngay tức thì bể tan tành, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Diệp Thần tay chính là vô cùng là dễ dàng bắt được Tất Độc cổ. Thanh Hoàng Thánh Tử cùng Tất Độc đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Trong chốc lát, Thanh Hoàng Thánh Tử trong lòng cũng là đối với Diệp Thần rất kiêng kỵ đứng lên. Tất Độc cặp mắt đột trống, cả người màu xanh biếc độc lửa điên cuồng hướng Diệp Thần vọt tới, nhưng, Diệp Thần ở ngọn lửa này thiêu hủy bên trong, nhưng là mặt không đổi sắc, tựa như vậy độc lửa đối hắn không có chút nào ảnh hưởng vậy, mà không bàn về Tất Độc giãy giụa như thế nào. Đều là từ đầu đến cuối không cách nào từ Diệp Thần bàn tay bên trong tránh thoát được. Diệp Thần nhìn Tất Độc, nụ cười lạnh như băng một phần nói, người trước muốn gọi ta cái gì tới. Tất Độc nghe vậy, trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn không biết, một cái liền thuần huyết đều không phải là, càn khôn cảnh tiểu tử, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thực lực à. Hắn muốn mở miệng, cầu cứu, cầu xin tha thứ, nói xin lỗi, có thể, cổ bị Diệp Thần xít sao bóp. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Bỗng nhiên, Diệp Thần bàn tay chậm rãi dùng sức, Tất Độc gương mặt ngay tức thì ứ máu, con người đều phải bị gạt bỏ hốc mắt, trong mắt sợ hãi thật là đều phải thực chất hóa. Diệp Thần cười lạnh nói, nguyên bản, không dự định và ngươi so đo, ngươi vẫn còn ở nơi này quạt gió thổi lửa. Giữ lại ngươi cũng là một mối họa, vậy, liền chết đi. Một khắc sau, bành một tiếng rên, Diệp Thần lại là trực tiếp đem Tất Độc cổ miễn cưỡng bóp vỡ. Mà Tất Độc đầu lâu cùng thân thể chia lìa, rơi ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh mạng hơi thở, biến thành một cái to lớn bích rắn thi thể, đầu rắn cùng thân rắn, từ thất thốn chỗ, nứt ra tới. Diệp Thần trong mắt sắc bén chớp mắt, thần hồn phun trào, đem Tất Độc hồn phách vậy cùng nhau mất đi. Rồi sau đó, hắn chậm rãi chuyển hướng đã nhìn trợn mắt hốc mồm Thanh Hoàng Thánh Tử nói, hiện tại, người cảm thấy hẳn nghe ta sao? Thanh Hoàng Thánh Tử nghe vậy, nuốt nước miếng một cái, hiện tại, liền hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Thần thực lực à. Mặc dù, Diệp Thần triển hiện thực lực cũng chỉ còn thật cảnh hậu kỳ, nhưng huyết mạch trực giác nói cho hắn, Diệp Thần rất nguy hiểm, xa xa so hắn biểu hiện ra còn nguy hiểm hơn. Thanh Hoàng Thánh Tử sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, ta sẽ không lại can thiệp thắng Long Thánh Tử ở phần Long Tử Địa bên trong bất kỳ hành động nào. Diệp Thần nghe vậy, nhìn Thanh Hoàng Thánh Tử ngược lại là mặt lộ liền vẻ ngoài ý muốn vẻ, trên thực tế, hắn là dự định mượn cơ hội này cho Thanh Hoàng Thánh Tử một cái dạy bảo. Cho nên, không có lộ ra quá mạnh mẽ thực lực, cũng coi là vì từ thắng long trở thành yêu hoàng trên đường, xóa bỏ một cái chướng ngại, nhưng, không nghĩ tới, cái này Thanh Hoàng Thánh Tử lại là so hắn tưởng tượng bên trong sáng suốt rất nhiều, có thể trở thành huyền yêu thánh tử, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Diệp Thần thật sâu nhìn một cái Thanh Hoàng Thánh Tử, không có nói gì nhiều, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp từ lều vải bên trong biến mất. Cho tới giờ khắc này, Thanh Hoàng Thánh Tử mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn lướt qua Tất Độc thi thể, trong mắt lộ ra lau một cái nghĩ mà sợ vẻ. Một ngày sau, phần Long Tử Địa khu vực nòng cốt, Chu Tử Lăng đột nhiên vô cùng mừng rỡ hô lớn, Diệp Công Tử, Thắng Long Thánh Tử, chúng ta có phát hiện. Diệp Thần cùng Từ Thắng Long sắc mặt vui mừng, lúc này, đi tới Chu Tử Lăng bên người. Diệp Thần hỏi, phát hiện cái gì? Chu Tử Lăng chỉ dưới chân một khối đá địa đạo, căn cứ ta cảm giác, thi thể này phía dưới 100 mét vị trí,
hẳn là chính giữa, rất có thể, là một cái lối đi. Vừa nói, nàng nhìn về phía Long Yên Nhi mỉm cười nói, may mà Yên Nhi, ở phụ cận đây cảm nhận được liền một chút khác thường hơi thở, ta mới có thể nhanh như vậy tìm được. Diệp Thần cười nói, Tử Lăng, Yên Nhi, cảm ơn. Long Yên Nhi nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái ngượng ngùng vẻ, có thể giúp Diệp Thần bận bịu, để cho nàng rất vui vẻ. Đây là, Tử Thắng Long quá to, tất cả mọi người đều tới đây, hướng về phía mảnh đất này mặt, tiến hành công kích. Phần Long Tử địa đất đá, có thể không bình thường, đều phải bị ngọn lửa này nung thành thần thiết, đám người hợp lực sợ rằng mới có thể đem đánh xuyên. Có thể, Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, không cần như vậy, tất cả người, tất cả tản ra. Tử Thắng Long có chút bất ngờ nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp đại ca, đây là. Diệp Thần cười một tiếng, trong mắt nổi lên lau một cái tinh mang nói, bất quá là 100 mét mà thôi, bằng ta lực một người, liền đủ để đánh xuyên. Cái này đất đá mặc dù vững chắc, Diệp Thần muốn chui vào lòng đất tự đi tìm đầu mối, cũng là khá là khó khăn, nhưng, nếu là có xác định vị trí nói, tình huống, lại bất đồng. Đám người nghe vậy, đều là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn một người đem nơi này đất đá đánh xuyên 100 mét. Thật là không thể tưởng tượng nổi à. Phải biết, cho dù bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, cũng cần mấy ngày mấy đêm liên tục không ngừng công kích, mới có thể làm được chứ. Đám người bên trong, Bạch Dĩnh ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn Diệp Thần, nàng hy vọng Diệp Thần lỡ tay, mất thể diện. Cho đến hiện tại, Bạch Dĩnh còn cho rằng Diệp Thần mặc dù có thể đánh bại nàng, là dở trò lừa bịp, dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, không phải thực lực chân thật, một mực ở tìm cơ hội phơi bày Diệp Thần. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần chính là một tên lường gạt, thằng hề. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay một phen nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, rồi sau đó, Thái Thượng Thiên Ma Thể, Phần Huyết Quyết, Thiên Yêu Thân Thể, Bách Tà Thể, Hỗn Độn Khí Diễm Vân. Vân, tất cả đều thi triển. Một cổ vô cùng động trời uy thế, từ Diệp Thần trong cơ thể khuếch tán ra, một đám yêu tộc nhìn thời khắc này Diệp Thần, trong lòng lại là mơ hồ sinh ra một loại muốn sùng bái cảm giác. Diệp Thần ngưng mắt nhìn mặt đất dưới chân, khẽ quát một tiếng nói, Nguyệt Hồn Trảm. Nháy mắt tức thì, một kiếm bão tố ra lạnh thấu xương kiếm quang, làm mọi người thần hồn đều là khẽ run lên. Kiếm quang kia tiếp xúc tới mặt đất ngay tức thì, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra. Toàn bộ phần Long Tử địa tựa hồ cũng làm run rẩy một tí. Mà bền chắc không thể gãy kia đất đá lại là ở dưới một kiếm này, liền trực tiếp bị đánh ra một vài 10 mét sâu trong cái hố sâu à. Những cái kia yêu tộc, ngay tức thì trợn tròn mắt, đầu óc cũng không đủ dùng. Một kiếm này bên trong, so bọn họ tất cả người liên thủ còn mạnh hơn liền thành thiên lần chứ. Bọn họ trong lòng rối rít dâng lên thấy lạnh cả người, vị này nhìn như chỉ có càn khôn cảnh Diệp công tử, kết quả mạnh đến vì sao bước to như vậy à. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần trong mắt thần quang cuồng tránh, tiếp liền không ngừng quơ trường kiếm, đạo đạo kiếm quang đánh xuống, cái hầm kia động. Ở nơi này cuồng bạo năng lượng bên trong, không ngừng hướng dưới đất kéo dài đi. Một nén nhang công phu sau đó, một đạo 100 mét sâu trong cái hố sâu, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà những cái kia yêu tộc, giờ phút này đã hoàn toàn ngây người như phỗng. Liền liền Tử Thắng Long đều là mặt hiện cười khổ, hắn lấy vì mình đối với Diệp đại ca thực lực phỏng đoán đã rất cao, có thể, không nghĩ tới vẫn là thấp, thấp quá nhiều. Phải biết. Hắn tiến vào huyền yêu chân giới sau đó, những lão gia hỏa kia nhưng mà dồn hết sức đào tạo hắn, mà hắn lại là ở cửu tử nhất sanh dưới tình huống bác tới vô số nghịch thiên cơ duyên, mới có thể trong vòng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến bây giờ bước, có thể, và Diệp đại ca, nhưng vẫn không có bất kỳ có thể so sánh à. Thật là một ngày đầy đất, mà Bạch Dĩnh sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng, nàng lộ ra một cái nụ cười tự giễu, lúc đầu, nàng mới là tên lường gạt. Một cái không có thuốc chữa tên lường gạt, càng đáng buồn phải, nàng lừa gạt không phải người khác, chính là chính nàng. Lúc đầu, Diệp Thần thực lực đã sớm vượt quá nàng tưởng tượng, mà nàng đâu. Nhưng giống như một thằng hề như nhau, không chịu thừa nhận, còn hoài nghi. Diệp Thần hướng cái hầm kia động bên trong nhìn, tiện tay bắn ra một món sao hỏa, ở đó sao hỏa chiếu rọi xuống, chỉ gặp, 100 mét dưới, bất ngờ xuất hiện một cái đi thông lòng đất lối đi, Diệp Thần thấy vậy. Không khỏi được mặt hiện vui mừng. Thật tìm được. Bất quá, hắn ánh mắt lóe lên một tí, nhìn về phía Long Yên Nhi nói, Yên Nhi,
ngươi nói ngươi cảm nhận được liền vậy khí tức cường đại, trong lòng đất dưới, còn có thể cảm nhận được sao? Long Yên Nhi gật đầu một cái nói, có thể, hơn nữa, lòng đất dưới mãnh liệt hơn. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi khẽ cau mày. Nói cách khác, vậy không biết tồn tại vậy tiến vào qua đất này để lối đi. Mấu chốt nhất là, còn ở trong một đêm lần nữa đem lối đi này phía trên đất đá lần nữa san bằng, còn để cho người, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Bất luận như thế nào, chắc hẳn, người này thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Như vậy, đạo hỏa mồi lửa biết hay không đã bị hắn lấy được. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói, ta muốn đi xuống xem xem. Giờ phút này, Tử Thắng Long các người cũng là tụ họp tới đây, có thể, khi bọn hắn hướng vậy lòng đất nhìn thời điểm, đều là không nhịn được sắc mặt biến đổi. Đất này để dưới, lại là truyền ra một cổ vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao. So với cái này khu vực nồng cốt bề mặt trái đất, còn đáng sợ hơn được hơn à. Cho dù là uống đạo linh hỏa đan cũng lấy được phần long thuộc tính ra chỉ cũng không cách nào chịu đựng chứ. Diệp Thần lại là muốn đi xuống. Đây không khỏi vậy quá nguy hiểm chứ. Có thể, Diệp Thần lại biết chính là bởi vì lòng đất dưới như vậy nóng bỏng, mới càng có thể tồn tại vậy đạo hỏa mồi lửa. Tử Thắng Long ánh mắt đông lại một cái nói, Diệp đại ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Tại chỗ yêu tộc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thực lực cùng Diệp Thần tiến vào đất này để lối đi bên trong. Có thể, để cho người không có nghĩ tới phải, giờ phút này, Long Yên Nhi giống vậy mở miệng nói, Diệp công tử, ta. Ta cũng muốn cùng nhau đi xuống. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Long Yên Nhi đều là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Diệp Thần cho thấy nghịch thiên thực lực, có thể tiến vào đất này để bên trong, còn có thể hiểu, có thể Long Yên Nhi đâu. Cho dù nàng có phần long huyết mạch, cũng có chút không tưởng tượng nổi chứ. Trên thực tế, cho dù là một ít chân chính phần long tộc, đến nơi này phần long tử địa khu vực nòng cốt cũng sẽ cảm thấy áp lực, đất này để, sợ rằng liền giống vậy phần long tộc đều không cách nào đi xuống đi. Diệp Thần cau mày nói, không được, các ngươi hai cái cũng lưu trên đất, phía dưới này rất có thể gặp nguy hiểm. Long Yên Nhi nhưng là nói, công tử, đất này để dưới lối đi sợ rằng khá là phức tạp. Mà ta có thể cảm nhận được vậy đạo khí tức vô hình, có lẽ, có thể trợ giúp công tử chỉ ra phương hướng chính xác. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được ánh mắt chớp động một tí, ở mới vừa sao hỏa chiếu sáng dưới, đất này để lối đi quả thật tồn tại không thiếu chi nhánh. Nếu như mình đi tìm nói, còn thật chưa chắc có thể tìm được chính xác lối đi. Tử Thắng Long cũng là nói, Diệp đại ca, nếu là có nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát. Gật đầu nói, được, bất quá, ta để cho các ngươi lúc rời đi, các ngươi không thể chút nào do dự, bỏ mặc ta gặp phải dưới tình huống nào, biết không? Tử Thắng Long cùng Long Yên Nhi cùng đáp, ưng. Chúng ta đi xuống đi. Vừa nói, Diệp Thần ba người liền thân hình động một cái, đồng thời rơi vào vậy lòng đất lối đi bên trong. Mà còn lại một đám yêu tộc thì bảo vệ ở trên mặt đất. Đi tới bên trong lối đi, từng cổ một cực kỳ bạo liệt sóng nhiệt. Liền ở mấy người quanh thân phun trào, Tử Thắng Long khẽ cau mày, bề mặt bên trên thiêu đốt lên liền một tầng ngọn lửa màu đỏ rực, giờ phút này, hắn không thể không vận chuyển cái này xích nguyệt thần lửa, mới có thể ngăn cản chung quanh nhiệt độ cao. Ra hiện tại bọn họ trước mắt, chính là từng cái đường thông nhiều hướng ngã ba. Long Yên Nhi mắt đẹp lóe lên, chỉ một cái trong đó phương hướng nói, công tử, thánh tử đại nhân, đi bên này. Lúc này, đám người liền ở Long Yên Nhi dưới sự chỉ dẫn hướng sâu trong lòng đất đi. Càng đi sâu vào để, đám người liền cảm giác được nhiệt độ càng cao, nửa giờ sau đó, Diệp Thần và Long Yên Nhi còn không thế nào dạng, Tử Thắng Long đã là mồ hôi chảy ướt lưng, thở hổn hển không ngừng, vậy xích nguyệt thần lửa cũng đã vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, bọn họ trước mắt nhưng là bỗng nhiên sáng lên. Một cái to lớn lối ra ở bọn họ trước mắt hiện lên. Ra miệng bên trong là hết sức là mênh mông sóng nhiệt, cùng với đỏ đậm quang. Diệp Thần đám người đi tới lối ra vị trí, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Cái này lối ra sau đó tựa như một cái rộng rãi vô cùng thế giới dưới đất. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, ở các nơi dòng nước chảy, không khí bên trong thỉnh thoảng dấy lên một đạo tia lửa, khắp nơi đều là bị thiêu hủy là đen bóng kết tinh đất đá, nguyên tố lửa hơi thở, cơ hồ đậm đà đến muốn hóa là thực chất bước. Tử Thắng Long mặt hiện khó khăn vẻ nói, Diệp đại ca,
ta không cách nào tiếp tục đi tới. Diệp Thần gật đầu một cái nói, Thắng Long, ngươi và Yên Nhi ở lại chỗ này chờ ta. Hắn trong mắt hiện lên lau một cái hơi vẻ hưng phấn, tầm mắt rơi vào nào đó viên nham thạch mặt ngoài màu vàng đen mỏ sắt nói, ta tiến vào cái này thế giới lòng đất, tìm tòi kết quả. Vậy mỏ sắt, thà tại thiên lão thủ bên trong lấy được, độc nhất vô nhị. Nói cách khác, đạo hỏa mồi lửa rất có thể thật ở nơi này thế giới lòng đất bên trong à. Từ Thắng Long nghe vậy, nhưng là mặt hiện vẻ lo âu nói, Diệp đại ca, cái này phần long tử địa bên trong không cách nào phi hành, nếu như rơi xuống vậy nham thạch nóng chảy bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, nham thạch nóng chảy bên trong tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt lực, Từ Thắng Long dám cam đoan, cho dù phần long tộc rơi vào nham thạch nóng chảy, cũng sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn đi. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta có đúng mực. Một khắc sau, hắn chợt một đạp mặt đất, cả người liền giống như đạn đại bác vậy hướng thế giới lòng đất bên trong một khối hắc tinh nham thạch, bay đi. Từ Thắng Long con người co giúp một cái này nham thạch điểm đặt chân có thể chỉ lớn chừng bàn tay à, hơn nữa, cái này thế giới lòng đất bên trong, nóng gió cuồng trào, sức gió không kém gì 100 cấp bão lớn, hơn nữa, càng thêm hỗn loạn, cuồng bạo. Ở loại hoàn cảnh này dưới, cho dù là còn thật đỉnh cấp võ giả, cũng có thể sai lầm. Dẫu sao, không cách nào phi hành, rất khó trên không trung điều chỉnh vị trí. Có thể, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là vô cùng tinh chuẩn mũi chân chỉa xuống đất, rơi vào vậy trên nham thạch, đối với lực lượng khống chế có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Thấy một màn này, Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Diệp Thần thân hình liền ở nơi này thế giới lòng đất bên trong, nhanh chóng tránh động, không ngừng tìm kiếm liên quan tới đạo hỏa mồi lửa tung tích, nhưng mà, càng tìm, hắn chân mày liền càng nhíu chặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần cơ hồ đem cái này vào miệng vùng lân cận thế giới lòng đất cũng vòng vo một lần, có thể nhưng thủy chung không có tìm được đạo hỏa mồi lửa lưu lại dấu vết. Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa lúc hắn chuẩn bị đến gần nào đó khối hắc mỏ vàng đá khám xem kỹ một phen, xem có thể hay không có thu hoạch lúc đó, sau lưng nhưng là bỗng nhiên vang lên Long Yên Nhi tiếng kinh hô, công tử, chú ý sau lưng. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái, hôm nay, hắn thân ở giữa không trung bên trong, có thể không có cách nào mượn lực. Ngay tại lúc này, vậy cuồn cuộn nham thạch nóng chảy dưới đột nhiên toát ra vô số bong bóng, ừng ực tiếng, không ngừng vọng về, ngay chớp mắt. Một cái bóng đen, chợt từ vậy nham thạch nóng chảy bên trong lao ra, mang theo nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hướng Diệp Thần nhào tới. Trong chốc lát, Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi tim cũng chìm xuống. Không nghĩ tới, kinh khủng này nham thạch nóng chảy bên trong vẫn còn có sinh vật tồn tại. Cảm nhận được bóng đen kia tản ra hơi thở, Diệp Thần sắc mặt chợt trầm xuống, hắn ở trong lòng khẽ quát một tiếng nói, Tuyển Nhi. Một khắc sau. Diệp Thần dưới chân chợt bạo phát ra một đạo kim ngọn lửa màu bạc, ngọn lửa hình thành mạnh mẽ lực đẩy kéo theo Diệp Thần thân thể, hơi nghiêng một cái. Cùng vậy vọt tới bóng đen, sát bên người mà qua, rơi vào một khối nhô ra hắc tinh trên nham thạch. Giờ phút này, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy rơi xuống, bóng đen kia vậy hiển lộ ra thân hình, ba người thấy bóng đen kia bộ mặt thật lúc đó, đều là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Bóng đen này bản thể, bất ngờ là một cái cự long. Cái này cự long sinh một đôi màu đỏ thẫm mắt rồng, đối với xoắn ốc hình, giống như màu vàng thủy tinh giống vậy sừng rồng, mà cả người lại là trải rộng màu xích kim miếng vảy, nhìn như, oai rồng kinh thiên. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cái này cự long lại tản ra cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng. Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, lại là một cái thật thái cổ phần long. Và huyết long thái cổ tổ long truyền thừa thuộc về một cái thời đại, khó trách. Có thể không sợ tại cái này vô cùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Cái này nham thạch nóng chảy, sợ rằng liền thái chân cảnh nhất tầng thiên võ giả, dính, vậy sẽ bị thương, nếu như rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, lại có thể mới có thể có trọng thương, thậm chí chết nguy hiểm, có thể, cái này ước chừng còn sót lại còn thật cảnh hậu kỳ lực lượng cự long, lại có thể thản nhiên xử chi. Đủ để chứng minh hắn chỗ bất phàm. Diệp Thần không khỏi phải hỏi nói, Huyền tiên tử. Cái này thái cổ phần long là cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, truyền thuyết bên trong, quá thời xưa, có một rồng chồng, trời xanh chính là trong lửa vương giả, có thể thiêu hủy vạn vật, không sợ ngọn lửa, liền bị gọi là thái cổ phần long.
Đồng thời, cái này thái cổ phần long cũng là phần long tộc tổ tiên, phần long tộc lửa kháng năng lực, chính là được từ thái cổ phần long. Bất quá, trước mắt người đầu này cự long, mặc dù có thái cổ phần long huyết mạch hơi thở, nhưng đã cực kỳ mỏng manh, chỉ là, đặt ở hôm nay cái thời đại này, vậy đủ để gánh nổi tổ tiên tên. Diệp thần, ở nơi này thế giới lòng đất bên trong, trước mắt người đầu này thái cổ phần long, có thể khó đối phó. Diệp thần sắc mặt, cũng là ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể yêu khí toàn lực bùng nổ, hướng thái cổ phần long gào thét đi, trầm giọng quát lên, nhiệt xúc, cho ta cút. Hắn muốn dựa vào huyết mạch uy áp nhiếp phục đầu này thái cổ phần long. Vậy thái cổ phần long cảm nhận được liền cái này sợ hãi yêu khí, mắt rồng bên trong thoáng hiện một phân vẻ kiêng kỵ, nhưng là không có lùi bước. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, huyết mạch uy áp lại thất bại. Phải biết, hắn hiện ở trong người nhưng mà có 2% tả hữu huyền yêu tinh huyết à. Đây là, sóc lão mở miệng nói, thằng nhóc, thái cổ phần long đặt ở thái thượng thế giới, vậy coi như mạnh mẽ long chủng một trong, đặc biệt. Là ở phần long tử địa cái loại này vô cùng là thích hợp bọn họ hoàn cảnh bên trong, mà huyết mạch người uy áp, đối với yêu tộc có thể hiệu quả tuyệt cao, nhưng, cái này thái cổ phần long nhưng mà long tộc. Hơn nữa, bên trong cơ thể người huyền yêu tinh huyết, chỉ là một giọt bên trong 2%, đầu này thái cổ phần long huyết mạch mặc dù mỏng manh, nhưng, chỉ ít vậy có 10.000 giọt máu rồng, cho nên, người không cách nào đem chấn nhiếp. Diệp thần cũng không khỏi được có chút buồn bực. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này và tên này giao thủ. Đây là, vậy thái cổ phần long phát ra một tiếng thét điên cuồng, lần nữa hướng Diệp thần nhào tới, đồng thời, dưới người nham thạch nóng chảy lại là được hắn điều khiển vậy, lượn lờ ở hắn quanh thân, hướng về phía Diệp thần chút xuống tới, biến thành một hồ nham thạch nóng chảy mưa. Diệp thần ánh mắt trầm xuống, bề mặt bên trên, kim ngọn lửa màu bạc chớp động, ngay tức thì biến thành một tầng ngọn lửa y. Vậy nham thạch nóng chảy mưa rơi vào ngọn lửa này trên áo, bốc lên chấm khói xanh, nhưng không cách nào đem xuyên thủng. Thái cổ phần long thấy vậy, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp thần ngọn lửa như thế mạnh mẽ. Mà cho dù là nó, nhìn vậy kim ngọn lửa màu bạc đều có một loại khá là sợ hãi cảm giác. Nếu như nói, giữa trời đất có ngọn lửa gì có thể uy hiếp được thái cổ phần long, vậy cũng chỉ có đạo linh lửa. Có linh trí. Diệp thần khẽ cau mày, thông thường mà nói, yêu thú và yêu tộc không cùng, là không có linh trí, nhưng, thái cổ phần long hiển nhiên không phải đơn thuần yêu thú, đã có thể tính là long tộc. Ngay chớp mắt, vậy thái cổ phần long liền nhào tới Diệp thần trước mặt, ánh vàng rực rỡ long chảo lôi cuốn dâng trào hỏa lực, hướng Diệp thần hung hăng chộp tới. Diệp thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sát kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, hướng về phía vậy long chảo không tránh. Một kiếm chém tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới lòng đất tựa hồ cũng kịch liệt lắc lư một tí, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, cũng là giống như sóng lớn vậy lật dâng lên, có thể thái cổ phần long lại là ở Diệp thần dưới một kiếm này, phát ra một tiếng thét điên cuồng, vảy rồng tan vỡ, cuồn cuộn long máu chảy ra, mà thân thể cao lớn cũng là bị chém được đổ bay ra. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, chợt tung người lên, hướng xuất khẩu phương hướng nhảy tới. Ở nơi này thế giới lòng đất bên trong cùng thái cổ phần long chiến đấu, quá là bất lợi. Mấy cái chớp động sau đó, Diệp thần đã nhích tới gần xuất khẩu vị trí. Nhưng vào lúc này, vậy rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong thái cổ phần long nhưng là lần nữa ló đầu, hắn mắt rồng bên trong là vô cùng lửa giận, chợt há miệng, lại là phun ra vô cùng nham thạch nóng chảy. Vậy nham thạch nóng chảy ngay tức thì biến thành một đạo to lớn nham thạch nóng chảy trụ, hướng Diệp thần bắn nhanh tới. CMN. Diệp thần không nhịn được mắng một tiếng, hắn không thì không cách nào tránh thoát cái này nham thạch nóng chảy trụ, mà là nếu như hắn trực tiếp né tránh, vậy, nham thạch nóng chảy trụ liền sẽ đem từ thắng long cùng long yên nhi chìm ngập à. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái ngoan sắc, chợt quay người lại, trên không hướng về phía vậy nham thạch nóng chảy trụ, chém xuống một kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, nham thạch nóng chảy trụ bị Diệp thần một kiếm này, chém được tứ tán phi kiếm. Nhưng, vẫn là có nhiều nham thạch nóng chảy rơi vào Diệp thần trên thân hình, mặc dù có đạo linh lửa phòng vệ, Diệp thần cũng là bị nóng một hồi nhe răng tuét miệng. Hắn hung tợn trợn mắt nhìn xa xa thái cổ phần long, nếu như tên này lại như thế không biết điều nói, hắn đều phải vận dụng lá bài tẩy trực tiếp đem nghiền giết. Một khắc sau, Diệp thần liền rơi vào thế giới lòng đất lối vào,
đang chuẩn bị mang Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi rời đi trước nơi đây, lại đơn độc hồi đi đối phó tên này thời điểm, vậy Thái Cổ Phần Long lại là chợt chợt từ nham thạch nóng chảy bên trong lấy ra một tảng đá lớn, đem vậy nóng bỏng vô cùng hòn đá, hướng lối vào bay ném tới. Hơn nữa, đá này khối còn không phải là nhắm chính xác Diệp Thần các người, mà là, nhắm ngay Diệp Thần đỉnh đầu vách đá. Bành đích một tiếng, hòn đá kia giống như đạn đại bác vậy, hung hăng đập vào vậy vách đá bên trên, đạo đạo liệt ngân, nhanh chóng ở vách đá bề ngoài lan truyền. Diệp Thần con người có giúp một cái này đáng chết Thái Cổ Phần Long lại rất tin tưởng cái này vách đá yếu kém điểm. Sắc sắc một tiếng, cái này vách đá ở nơi này kịch liệt đánh vào dưới, lại là vỡ vụn ra, cuồn cuộn đất đá hướng Diệp Thần ba người rơi xuống. Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi, kiếm trong tay quang cùng nhau, liền đem ba người đỉnh đầu nham thạch, chém vì nghiền, có thể, lối ra lối đi, cũng bị cái này nham thạch phong kín. Diệp Thần muốn đem những thứ này nham thạch chém bể, cũng không phải là việc khó, bất quá, cần một hai hô hấp thời gian, có thể Thái Cổ Phần Long căn bản không định cho hắn cái này một hai hô hấp à. Thái Cổ Phần Long miệng rồng bên trong đột nhiên sáng lên một đạo vô cùng là chói mắt vàng rực. Toàn bộ thế giới lòng đất nhiệt độ cũng mơ hồ trên thăng lên, một loại cực kỳ kinh khủng tựa như có thể thiêu vạn vật hỏa chi đạo vận tràn ngập ở chỗ này không gian bên trong. Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, hiện tại, bọn họ nhưng mà không thể tránh né à. Có thể, đối mặt sắp khạc ra ngọn lửa Thái Cổ Phần Long, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười. Hắn ngưng mắt nhìn Thái Cổ Phần Long mắt rồng nói, xem ra. Người đối với Tuyển Nhi ngọn lửa có chút không phục à. Vội vã chứng minh mình mới là trong lửa vương giả. Phải dùng ngọn lửa chiến thắng ta. Ngươi ngược lại là đủ kiêu ngạo. Vậy Thái Cổ Phần Long tựa như nghe hiểu Diệp Thần đối với mình kiêu ngạo thừa nhận. Mắt rồng bên trong hiện lên vẻ đắc ý. Có thể, một khắc sau, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng xuống nói. Đáng tiếc, ngươi kiêu ngạo, để cho ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Vậy Thái Cổ Phần Long nghe vậy. Trong mắt hiện lên lau một cái giận dữ vẻ, lửa đế vương kiêu ngạo không cho làm nhục. Một khắc sau, vậy ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên từ trong miệng bộc phát ra, hóa là một đạo vô cùng to lớn màu vàng hỏa trụ, hướng Diệp Thần bắn nhanh tới. Ngọn lửa kia tốc độ tuyệt mau, từ hắn khạc ra trong miệng một khắc kia, tựa hồ, cũng chưa có né tránh có thể. Long Yên Nhi cùng Từ Thắng Long sắc mặt bộc phát trắng bệch. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo hỏa diễm. Nhưng là nhàn nhạt nói, Tuyển Nhi, ra tay đi. Diệp Thần thức hải bên trong, nhàn Tuyển Nhi mắt to bên trong bỗng nhiên hiện lên vẻ ác liệt vẻ, khẽ quát một tiếng nói, huyền cực tuyệt lửa. Hắn quanh thân ánh lửa, bỗng nhiên lớn thả, cùng lúc đó, một đạo vô cùng năng lượng tinh thuần đột nhiên tràn vào cái này kim ngọn lửa màu bạc bên trong. Điều này có thể tính chính là Diệp Thần góp nhặt huyền linh lực. Nhàn Tuyển Nhi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái này huyền linh lực quá mức mạnh mẽ, nàng ngọn lửa muốn đem hấp thu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần gợi lên 120% tinh thần. Bất quá, nếu như huyền diễm hấp thu cái này huyền linh lực, như vậy, người là đạo linh lửa uy năng lấy được một cái kinh khủng biên độ tăng trưởng. Đây chính là Diệp Thần ở khoảng thời gian này lịch luyện bên trong, tìm tòi ra sát chiêu một trong, huyền cực tuyệt lửa. Không nói khoa trương, cho dù là còn thật cảnh đỉnh cấp tồn tại. Nếu như dính liền loại trạng thái này xuống huyền diễm, cũng là sẽ có vô cùng phiền toái lớn. Một khắc sau, vậy kim ngọn lửa màu bạc lại là dần dần hiện ra dịch hóa trạng thái, đây là lửa khả năng tính tinh thuần đến trình độ nhất định biểu hiện. Giờ phút này, vậy thế giới lòng đất bên trong, màu vàng hỏa trụ đã tới Diệp Thần trước người, Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi đều là không nhịn được kinh hô, Diệp đại ca. Công tử, đối mặt cái này màu vàng hỏa trụ. Diệp Thần lại là tựa như đã buông tha vậy, không có làm ra chút nào phản ứng. Liền chống cự cũng không muốn chống cự dáng vẻ. Thái Cổ Phần Long thấy vậy, mắt rồng bên trong hiện lên vẻ châm chọc, ở hắn xem ra, trước mắt côn trùng nhỏ đã quyết định hóa là cho bụi vận mệnh. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần thân thể liền bị màu vàng hỏa trụ hoàn toàn chiếm đoạt, Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi thấy vậy đều là mặt hiện vẻ tuyệt vọng, làm xong cùng nhau bị ngọn lửa cắn nuốt chuẩn bị. Có thể quỷ dị chính là màu vàng hỏa trụ ở chìm ngập Diệp Thần sau đó lại là quỷ dị ngừng lại, không có lại tiếp tục hướng Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi vọt tới. Thái Cổ Phần Long thấy vậy, mắt rồng bên trong cũng là hiện lên vẻ không hiểu. Ngay tại mấy đạo ánh mắt rối rít tập trung ở vậy ngọn lửa màu vàng bên trên lúc đó, đột nhiên,
tất cả mọi người là thần sắc động một cái. Bọn họ trong mắt khẽ run, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình thấy được một màn. Chỉ gặp, vậy ngọn lửa màu vàng giờ phút này lại là nhanh chóng tiêu tán đứng lên. Không, không phải tiêu tán, mà là, bị hấp thu cắn nuốt. Ngọn lửa bên trong, nổi lên một đạo nam tử bóng người, ở cơ thể đồng hồ bên trên thiêu đốt một tầng phảng phất dịch hóa kim ngọn lửa màu bạc. Vậy kim ngọn lửa màu bạc, nhanh chóng đem thái cổ phần long phun ra kim viêm quét sạch không còn một mống. Sẽ ở đó thái cổ phần long mặt lộ không tưởng tượng nổi vẻ, khó có thể tin nhìn Diệp Thần lúc đó, đối với dịch hóa ngọn lửa hình thành vũ dực, xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn hai cánh rung lên, bước chân chợt đạp ở trên mặt đất, cả người lấy một loại vượt quá suy nghĩ tốc độ, bắn ra. Giờ phút này, tựa hồ liền phần long tử địa cấm không lực đều không cách nào trói buộc Diệp Thần. Ngay chớp mắt, Diệp Thần liền đi tới thái cổ phần long trước người. Vậy dịch hóa kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì quấn quanh ở Diệp Thần dưới trường kiếm, hướng về phía thái cổ phần long chém xuống một kiếm. Vậy thái cổ phần long ngưng mắt nhìn trường kiếm kia lên vàng bạc ánh lửa, trong mắt lần đầu tiên có một loại sợ hãi thần sắc. Thân là thuộc tính lửa long chủng nó, càng là có thể cảm giác được, cái này dịch hóa ngọn lửa bên trong hàm chứa biết bao sợ hãi năng lượng. Hôm nay Nhan Tuyền Nhi còn thuộc về mồi lửa giai đoạn. Căn bản không cách nào đem đạo linh lửa uy lực chân chính phát huy được, mà có huyền linh lực trợ giúp, mới có thể hơi cho thấy đạo linh lửa có uy thế. Đây chính là huyền cực tuyệt lửa. Vậy thái cổ phần long thân hình động một cái, tựa hồ thì phải lẻn vào nham thạch nóng chảy bên trong né tránh, nhưng, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt nhưng là sạch bóng chớp mắt, nạt nhỏ, phệ hồn thông thiên. Một đạo hồn lực chập chờn, bỗng nhiên xông ra, hóa thành cự nhân hư ảnh, tay cầm trường kiếm. Một kiếm chém vào thái cổ phần long thức hải bên trong. Vậy thái cổ phần long thần hồn bị đánh vào, phát ra một tiếng kêu đau, mặc dù không có thật bị quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng, động tác cũng không khỏi được làm cứng đờ. Liền tại nháy mắt tức thì này, Diệp Thần kiếm đã hung hăng đập vào đầu lâu bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, thái cổ phần long đầu lâu bị đập được chảy ra rách thịt, hàng loạt máu rồng xông ra, kim ngọn lửa màu bạc từ đỉnh đầu bắt đầu. Ngay tức thì tràn đầy kéo dài tới thái cổ phần long toàn thân. Số này gọi trong lửa đế vương, có thể coi thường bất kỳ ngọn lửa năng lượng thái cổ phần long, lại là ở đó kim ngọn lửa màu bạc bên trong, phát ra một tiếng hét thảm, điên cuồng vùng vẫy, cả người bên trên khói xanh lượn lờ, vảy rồng màu vàng hóa là nám đen vẻ, thậm chí bắt đầu hòa tan, một cổ thịt thơm ngay tức thì truyền vào mọi người trong mũi. Diệp Thần mượn công kích thái cổ phần long phản xông lên lực, một cái xoay mình rơi vào một khối màu đen tinh thạch bên trên, lạnh lùng nhìn trước mặt vậy ở ngọn lửa bên trong phát ra thê lương hét điên cuồng cự long. Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi nhìn trước mắt một màn, óc đều là một hồi choáng váng, cảm giác muốn đã hôn mê. Một khắc trước, bọn họ còn ở lo lắng, Diệp Thần phải chăng ở ngọn lửa bên trong biến thành hư không, một khắc sau, Diệp Thần không chỉ có bình yên vô sự, còn trực tiếp bị thương nặng thái cổ phần long. Cái loại này xoay ngược lại, kích thích, quá mạnh mẽ, giống như ngồi vân tiêu xe bay vậy, chợt cao chợt thấp, cho dù lấy võ giả tâm tính đều có chút không chịu nổi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Diệp Thần sử dụng vẫn là ngọn lửa à. Có thể phỏng thái cổ phần long ngọn lửa. Thật là chuyện không có thể à. Cho dù Từ Thắng Long biết Diệp Thần có đạo linh lửa, giờ phút này, vẫn bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động. Khó có thể tưởng tượng. Ngọn lửa này bên trong kết quả có hạng nghịch thiên uy năng. Ngay tại lúc này, vậy thái cổ phần long chợt gào thét một tiếng, đúng con rồng trực tiếp chui vào nham thạch nóng chảy chỗ sâu, không thấy bóng dáng, tựa hồ, thật sợ Diệp Thần trốn chạy nơi này. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy nham thạch nóng chảy dưới, qua tốt sau một hồi, xác định cái này thái cổ phần long thật rời đi, mới ánh mắt buông lỏng một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thế giới lòng đất bên trong còn dư lại mấy chỗ không thăm dò khu vực. Diệp Thần đầu tiên là liền ra mấy kiếm, đem sau lưng trận lại cửa ra đất đá, hoàn toàn đánh nát sau đó, đối với Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi nói, các ngươi rời đi trước nơi này, trở lại trên mặt đất chờ ta. Từ Thắng Long gật gật đầu nói, Diệp đại ca. Vừa nói, liền dẫn Long Yên Nhi hướng phía sau đi tới. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn thực lực ở lại chỗ này, vậy không giúp được gì, ngược lại, sẽ kéo Diệp Thần chân sau. Để cho nó bó tay bó chân. Tiếp theo, Diệp Thần thân hình động một cái cứ tiếp tục hướng không thăm dò khu vực nhảy tới, ánh mắt rơi vào vậy hắc kim hỏa mỏ sắt bên trên.
Rất nhanh, Diệp Thần liền tới vậy hắc kim hỏa mỏ sắt chỗ ở vị trí, hắn đem lửa này mỏ sắt từ vách đá bên trên gỡ xuống, ngưng mắt nhìn cái này cái lửa mỏ sắt, chỉ chốc lát sau, trong mắt hiện lên một chút vẻ mừng rỡ, hắn lúc trước đối với chỗ này lửa mỏ sắt xem xét bên trong, không có phát hiện bất kỳ liên quan tới đạo hỏa mồi lửa đầu mối, có thể hiện tại, trong tay lửa mỏ sắt, rõ ràng dính liền một chút đạo hỏa mồi lửa hơi thở. Nói cách khác, đạo hỏa mồi lửa rất có thể thật tồn tại tại đất này để bên trong. Ngay tại Diệp Thần, chuẩn bị tiếp tục ở vùng lân cận tìm kiếm một phen, xem còn có cái gì không liên quan tới đạo hỏa mồi lửa đầu mối lúc đó, phía sau, bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Đó là Long Yên Nhi tiếng kinh hô. Diệp Thần chợt quay đầu lại, nhưng là ngay tức thì con người có giúp một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, lối vào nham thạch nóng chảy phía dưới bỗng nhiên chui ra một đầu cả người khắp nơi nám đen, vết thương chồng chất cự long, vậy đồ sộ trong long nhãn hung quang cuồng tránh, chặt chẽ nhìn chằm chằm vẫn chưa ra khỏi thạch lâm lối đi từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi. Giờ phút này, cái này thái cổ phần long đáy mắt là nồng nặc cừu hận, hắn biết mình không phải là Diệp Thần đối thủ, lại là đem mắt tiêu đổi thành từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi, muốn thông qua bọn họ trả thù Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, giận dữ hét, xúc sinh, ngươi dám. Sau lưng thể lỏng ngọn lửa hai cánh, lần nữa hiện lên, thân hình một cái chớp động, liền hướng lối ra bắn nhanh đi, cùng lúc đó, Diệp Thần mượn dùng tiểu hắc lực lượng, cuồng bạo linh khí ở huyết mạch bên trong dòng nước chảy, hắn con người bên trong hiện lên hai đạo phù văn, khí tức trên người vậy dần dần phát sinh thay đổi, giờ phút này, Diệp Thần đã không có lại nương tay dự định, liền luân hồi huyết mạch đều muốn ngắn ngủi kích hoạt. Hắn mặt đầy ý định giết người, ngưng mắt nhìn vậy thái cổ phần long bị mình đánh bị thương đỉnh đầu, lần này, hắn ắt sẽ chém chết đầu này nhiệt xúc. Có thể, giờ phút này, cho dù Diệp Thần đã nhanh chóng chạy tới, có thể tựa hồ vẫn là hơi chậm một chút. Vậy thái cổ phần long chợt miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm nhanh chóng hiện lên, thì phải hướng lối đi bên trong phun tới. Từ Thắng Long trong mắt hung hăng run lên, kéo Long Yên Nhi. Liền ở bên trong lối đi nhanh chóng chạy đứng lên, có thể, hắn tim nhưng là dần dần chìm xuống, hắn biết mình tốc độ, xa xa không bằng thái cổ phần long ngọn lửa à. Giờ phút này, Long Yên Nhi cũng là mặt đầy trắng bệch vẻ, nàng nhìn vậy dần dần ở thái cổ phần long trong miệng sáng lên ánh lửa, mắt đẹp bên trong, tràn đầy đối với chết sợ hãi. Bỗng nhiên, Long Yên Nhi dừng chân một cái, chợt ngừng lại, từ Thắng Long hơi biến sắc mặt, kéo một cái Long Yên Nhi nói, Yên Nhi. Ngươi làm gì? Chạy mau à? Có thể, làm hắn kinh ngạc chính là, giờ phút này hắn lại là có chút kéo không nhúc nhích dừng chân không tiến lên Long Yên Nhi. Hắn hướng Long Yên Nhi nhìn, nhưng là không nhịn được lộ ra kinh hãi thần sắc. Chỉ gặp, giờ phút này Long Yên Nhi hai tròng mắt đã hóa thành màu xích kim, từng viên màu đỏ miếng vảy ở hắn thân thể mềm mại vẻ nhanh chóng sinh ra, hơn nữa. Một loại vô cùng là kinh khủng huyết mạch hơi thở ngay tức thì từ Long Yên Nhi trong cơ thể bộc phát ra, cho dù là từ Thắng Long có xích nguyệt hổ vương huyết mạch, đều là mơ hồ được áp chế. Long Yên Nhi ngưng mắt nhìn vậy thái cổ phần long, trong mắt đã không tồn tại bất kỳ lý trí gì, chỉ có một loại bá đạo, một loại tôn quý, vậy tựa như vương giả vậy ánh mắt. Một khắc sau, Long Yên Nhi lại là đối thái cổ phần long, phát ra một tiếng gầm thét, cái này gầm thét nghe, bất ngờ cùng rồng ngâm không khác. Một màn quỷ dị, xuất hiện. Chỉ gặp, vậy thái cổ phần long nghe được tiếng này rồng ngâm sau đó, rõ ràng thử ra một tí, rồi sau đó hắn nhìn Long Yên Nhi ánh mắt lại là thật nhanh run rẩy, mơ hồ nổi lên sợ hãi cùng. Trung thành thần sắc, mà trong miệng nó ngọn lửa màu vàng, cũng là nhanh chóng tiêu tán đi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy tới thái cổ phần long đỉnh đầu, trong mắt phù văn tản mát ra một món hắc quang, luân hồi huyết mạch liền phải không tiếc bất cứ giá nào ngắn ngủi mở. Hắn trường kiếm trong tay vậy sắp hướng thái cổ phần long đỉnh đầu rơi xuống. Có thể, ngay tại lúc này, sóc lão nhưng là đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, dừng tay. Ừ, Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày, bỏ lỡ cái này cơ hội, vậy thái cổ phần long nhưng mà có thể tiếp tục đối với Long Yên Nhi bọn họ xuất thủ. Bất quá, từ đối với sóc lão tín nhiệm, Diệp Thần vẫn là thu hồi công kích, vốn chuẩn bị chém xuống trường kiếm vậy đình trệ ở giữa không trung bên trong. Đồng thời, hắn nhìn vậy thái cổ phần long, trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị, tại sao thái cổ phần long đột nhiên không nhúc nhích. Hơn nữa, mới vừa rồi Long Yên Nhi phát ra rồng ngâm lại là chuyện gì xảy ra? Đây là, sóc lão cười nói, nguyên bản, ta liền có một ít hoài nghi, bây giờ nhìn lại,
thật đúng là như vậy. Tiểu tử, không cần lo lắng vậy nha, đầu và đầu kia con cọp nhỏ, cái này Thái Cổ Phần Long đã sẽ không lại đối với bọn họ ra tay. Diệp Thần không hiểu nói, đây là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, lòng Yên Nhi có chút mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Thái Cổ Phần Long, mắt lớn chừng mắt nhỏ, tựa hồ đối với mới vừa rồi phát sinh hết thảy không có chút nào trí nhớ vậy. Sóc lão cười nói, con bé này trong cơ thể thừa kế một chút phần long tộc huyết mạch, mới đầu, ta liền cảm thấy có cái gì không đúng, nguyên bản, tiêu huyết mạch này là không đủ để cho nàng tiến vào cái này sâu trong lòng đất, có thể, tức liền đến nơi này, Long Yên Nhi cũng là không có chút nào khó chịu hình dáng, cho nên ta liền hoài nghi. Nói tới chỗ này, sóc lão thanh âm, cũng là không khỏi hơi trầm ngưng liền đứng lên nói, con bé này trong cơ thể phần long huyết mạch, phản tổ, hơn nữa. Còn không phải là thông thường phản tổ, mà là phản tổ trở thành Thái Cổ Phần Long nhất tộc vương loại huyết mạch. Vương loại. Sóc lão nói, long tộc bên trong, có vương chồng, ta nghĩ, vậy phần long tộc long hoàng chính là có một chút vương loại huyết mạch, có vương loại huyết mạch long tộc, không chỉ có thực lực, tiềm lực cũng muốn vượt qua xa đồng tộc. Hơn nữa, đối với đồng tộc có một loại vô cùng là cường đại trời xanh uy hiếp, trên căn bản, đồng tộc đối mặt có vương loại huyết mạch long tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thì ra là như vậy. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp ở đó Thái Cổ Phần Long đỉnh đầu đạp một cái, liền đến Long Yên Nhi cùng Từ Thắng Long trước người. Vậy Thái Cổ Phần Long gào thét một tiếng, tựa hồ khá là bất mãn, nhưng không có ra tay, hắn biết, Diệp Thần là Long Yên Nhi bằng hữu. Mà Long Yên Nhi, hôm nay ở nơi này Thái Cổ Phần Long trong mắt đã trở thành hắn nữ vương. Diệp Thần hướng về phía Long Yên Nhi cùng Từ Thắng Long hỏi, các ngươi, không có sao chứ? Hai người đều là lắc đầu một cái, Từ Thắng Long cau mày nhìn về phía vậy Thái Cổ Phần Long nói, Diệp đại ca, cái này cự long. Không cùng Diệp Thần mở miệng, Long Yên Nhi chính là có chút nghi ngờ nhìn Thái Cổ Phần Long nói, Thánh tử đại nhân, ta cảm thấy, đầu này cự long đối với chúng ta đã không có uy hiếp. Mặc dù, không biết tại sao, nhưng ta lại biết. Hắn sẽ không đối với chúng ta ra tay, hơn nữa. Long Yên Nhi cau mày chân mày, tựa hồ bộc phát khốn hoặc đứng lên nói, ta cảm thấy, ta có thể ra lệnh cho hắn. Từ Thắng Long nghe vậy, có chút thử ra, đây chính là một đầu trong lòng đất thực lực kinh người Thái Cổ Phần Long à. Hơn nữa huyết mạch cường hãn, đối mặt vậy còn thật cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng có sức đánh một trận chứ. Long Yên Nhi, lại có thể ra lệnh cho hắn. Cái này tương đương với. Trực tiếp có một người còn thật đỉnh cấp siêu cấp linh sủng à. Diệp Thần đối với Long Yên Nhi hỏi, Yên Nhi, mới vừa rồi ngươi nhiếp phục cái này Thái Cổ Phần Long, là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Long Yên Nhi lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy được, thân thể rất nóng, có một loại tức giận xông lên đầu, sau đó, liền cái gì cũng không nhớ, bất quá. Nàng mắt đẹp nhỏ tránh nói, ta có lòng tin, cái này Thái Cổ Phần Long sẽ phục tòng ta. Vừa nói. Long Yên Nhi đột nhiên đi tới vậy cự long trước người, mở miệng nói, Đại Long, người biết vậy đạo hỏa lửa trong ở nơi nào sao? Vậy Thái Cổ Phần Long nghe vậy, vừa quay đầu, nhìn xem mình dưới người nham thạch nóng chảy. Diệp Thần cùng Từ Thắng Long thấy vậy, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại nhíu mày, chẳng lẽ, cái này lửa mồi lửa mà lại ở nham thạch nóng chảy bên trong? Cái này, nhưng có chút không dễ làm. Từ Thắng Long đối với Diệp Thần hỏi. Diệp đại ca, người có thể đi vào cái này nham thạch nóng chảy bên trong sao? Mới vừa, hắn đã thấy qua đạo linh lửa khủng bố. Diệp Thần ở trong lòng đối với Nhan Tuyền Nhi hỏi, Tuyền Nhi, như thế nào? Nhan Tuyền Nhi có chút ngưng trọng nói, nếu như thi triển huyền cực tuyệt lửa, ta có thể ung dung thay chủ nhân ngăn cản cái này nham thạch nóng chảy bên trong nhiệt lực, nhưng, có ở đây không thi triển huyền cực tuyệt lửa dưới tình huống, nhưng không cách nào đem hoàn toàn ngăn cách. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, hắn cũng không có nhiều như vậy huyền linh lực dùng để kéo dài thi triển huyền cực tuyệt lửa. Vậy huyền linh châu mặc dù là chí bảo, nhưng, cho đến hiện tại Diệp Thần đều không cách nào nắm nó trong tay. Hắn lại hỏi nói, Tuyền Nhi, người có thể ngăn cách mấy thành nhiệt lực? Nhan Tuyền Nhi nói, 90%. Diệp Thần nhìn vậy cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, ánh mắt hơi lóe lên, nếu như ngăn cách 90% nhiệt lực, lấy hắn thể chất. Hẳn đủ để kiên trì nổi, bất quá, không thiếu được thống khổ là được. Hắn nhìn về phía Từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi nói, các ngươi đi lên trước đi, ta đi cái này nham thạch nóng chảy bên trong xem.
Long Yên Nhi cùng Từ Thắng Long, đều là có chút lo âu nói, công tử, nhiều hơn chú ý. Diệp đại ca, chú ý an toàn. Diệp thần gật đầu một cái, liền hướng vậy nham thạch nóng chảy đi tới, mà thái cổ phần long gặp Long Yên Nhi chuẩn bị rời đi, thân hình động một cái, lại là thật nhanh co rút lại, biến thành một đạo kim quang rơi vào Long Yên Nhi bả vai bên trên. Long Yên Nhi nhìn đầu vai kim sắc tiểu long, khẽ mỉm cười, lại có chút không thôi nhìn Diệp thần một mắt sau đó, mới đi trên lối đi phương đi. Diệp thần bề mặt bên trên, kim ngọn lửa màu bạc dần dần đốt đốt, một khắc sau, chính là hướng nham thạch nóng chảy, nhảy một cái đi. Một loại vô cùng là lửa đốt cảm giác nóng, ngay tức thì tràn ngập ở Diệp thần trên người, tí tách tiếng vang liên tục, Diệp thần ra rất nhanh liền bị vậy nhiệt độ cao nơi đả thương, đau được Diệp thần mặt mũi đều vặn vẹo một tí, bất quá, hắn cường đại sinh mệnh lực cũng là ngay tức thì xông ra, nhanh chóng chữa trị bị nhiệt độ cao gây thương tích thân thể. Đây là, Nhan Tuyền Nhi mang thanh âm mừng rỡ truyền tới nói, công tử, ta tiến vào cái này nham thạch nóng chảy sau đó đã cảm ứng được đạo hỏa mồi lửa hơi thở. Diệp thần ánh mắt sáng lên, lúc này, dựa theo Nhan Tuyền Nhi chỉ dẫn, hướng nham thạch nóng chảy chỗ sâu đi. Để cho Diệp thần bất ngờ phải, cái này nham thạch nóng chảy lại giống như biển khơi vậy, vô cùng là thâm thúy, hắn ước chừng ở nham thạch nóng chảy bên trong di động liền nửa giờ, cũng còn chưa đạt tới vậy đạo hỏa mồi lửa chỗ chỗ. Mà giờ khắc này, Diệp thần tình trạng thân thể vậy bộc phát không khá hơn, bề mặt bên trên, tràn đầy phỏng, nhìn như khá là thê thảm. Hắn chau mày, giờ phút này hắn giống như là lặn xuống nước như nhau, mặc dù, tạm thời vẫn có thể kiên trì, có thể cũng cần cân nhắc trở về thời gian. Nếu không, cho dù lấy Diệp thần sinh mệnh lực cũng có thể bị kinh khủng này nham thạch nóng chảy nơi chết chìm. Diệp thần đối với Nhan Tuyền Nhi nói, Tuyền Nhi, đã tới chưa? Nhan Tuyền Nhi nói, công tử, vậy đạo hỏa mồi lửa hơi thở càng ngày càng nồng đậm, có thể, cụ thể có còn xa lắm không, ta cũng không cách nào khẳng định. Diệp thần ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, lại qua một nén nhang thời gian, nếu như còn không có phát hiện, trước hết trở lại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một nén nhang thời gian liền phải đến. Diệp thần khẽ thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi vòng vèo lúc đó. Trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên Nhan Tuyền Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng nói, công tử, tìm được. À, Diệp thần thần sắc động một cái, lúc này hướng Nhan Tuyền Nhi chú ý phương hướng nhìn, chỉ gặp, nơi đó mơ hồ tản mát ra từng cơn lam quang. Mà lam quang bên trong, là hết sức hắn đậm đà ngọn lửa hơi thở, liền cái này nham thạch nóng chảy đều không cách nào đem che giấu. Diệp thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, toàn lực hướng vậy lam quang chỗ chỗ bơi đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới vậy lam quang trước. Đây là... Diệp thần trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc nói, úy linh hỏa thạch. Trước mắt cái này tản ra lam quang, chính là vậy úy linh hỏa thạch, mà đây vô cùng là hiếm thấy úy linh hỏa thạch, giờ phút này, nhưng là thành đoàn xuất hiện. Trước mắt đông đảo úy linh hỏa thạch, tựa như hình thành một cái xào huyệt vậy. Mà ở nơi này rất nhiều úy linh hỏa thạch bên trong. Còn có một cái ánh sáng màu hắc kim giống như đá trứng giống vậy dị vật. Cái này dị vật bên trong, tản ra cực kỳ minh mông hỏa đạo hơi thở, mãnh liệt đến liền Diệp thần cũng hơi kinh hãi bước. Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, cái này lửa mồi lửa mặc dù còn không có linh tính, nhưng, đã không phải là phàm lửa có thể so với, sợ rằng, là dựa vào bản năng, tìm được cái này úy linh hỏa thạch tụ tập chi địa, dựa vào úy linh hỏa thạch tới uẩn dưỡng tự thân, như vậy thứ nhất. Có thể nhanh hơn lên cấp đạo hỏa. Diệp thần hỏi, vậy màu vàng đen đá trứng vậy là cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, đây cũng là đạo hỏa mồi lửa lâu dài rèn luyện úy linh hỏa thạch mà tạo thành vật, chuẩn bị sẵn sàng, vậy đạo hỏa mồi lửa hẳn liền mai phục ở đá này trứng bên trong. Diệp thần ngưng mắt nhìn vậy đá trứng, thần sắc đông lại một cái, một khắc sau, đối với trước vậy đá trứng một chỉ điểm ra, một cổ kim ngọn lửa màu bạc liền ngay tức thì đem đá trứng bao phủ. Diệp thần, hiển nhiên là muốn thông qua huyền diễm đem cái này lửa mồi lửa cho bước ra, có thể, ngay tại lúc này, Nhan Tuyền Nhi nhưng là kinh hô một tiếng nói, công tử, đá này trứng bên trong, không có đạo hỏa mồi lửa tồn tại. Cái gì? Diệp thần sắc mặt biến đổi, chợt đem vậy đá trứng lấy vào tay bên trong, bỗng nhiên, hắn ở nơi này đá trứng bên trên lại là phát hiện một chút vết máu. Đây là... Ngay tại lúc này, sóc lão nhưng là đột nhiên nhẹ di một tiếng. Diệp thần hỏi, sóc lão, có phát hiện gì? Sóc lão nói, thằng nhóc,
ta có thể biết, lửa này loại là bị ai cho lấy đi. Hắn thanh âm bên trong, mang theo một món ngưng trọng nói, huyết dịch này bên trong, tản ra cùng vậy có vương loại huyết mạch nha đầu, tương tự hơi thở, nếu như ta không có đoán sai, lấy đi lửa này chồng, chính là vậy phần Long Long Hoàng. Diệp Thần hơi biến sắc mặt nói, sóc lão, người xác định sao? Phần Long Long Hoàng có thể trọng thương thiên lão tồn tại à? Chí ít, vậy có thái chân cảnh trở lên thực lực. Nếu như vậy đạo hỏa mồi lửa thật bị phần Long Long Hoàng lấy được nói, tình huống kia liền không ổn. Sóc lão nói, ta nói thế nào cũng là Long tộc, sẽ không cảm ứng sai. Diệp Thần cau mày nói, như thế xem ra, Yên Nhi cảm nhận được chính là Long Hoàng hơi thở. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể buông tha, vậy đạo hỏa mồi lửa, hiện tại sợ rằng đã bị Long Hoàng cắn nuốt. Sóc lão nhưng là mở miệng nói, phần Long tộc Long Hoàng quả thật có thể trở thành trong lửa đế vương, nhưng muốn phải chiếm đoạt đạo hỏa mồi lửa, lại không có đơn giản như vậy, nếu không, cũng sẽ không ở thu lấy lửa này loại lúc đó, lưu lại vết máu, lửa kia loại cần phải còn ở Long Vương trong tay. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên nói cách khác, nếu như muốn lấy được cái này lửa mồi lửa, ta phải từ nơi này chỉ ít có thái chân cảnh thực lực Long Hoàng trong tay, đoạt lại. Hắn sau khi nói xong, mình đều là không khỏi được lộ ra vẻ cười khổ, liền Diệp Thần cũng cảm thấy, làm như vậy và tự tìm cái chết không có bất kỳ khác biệt. Cho dù hắn kích hoạt luân hồi huyết mạch, cũng không khả năng là Long Hoàng này đối thủ. Giờ phút này, Huyền Hàn Ngọc nhưng là mở miệng nói, vậy không nhất định hoàn toàn không có cơ hội, nếu như vậy Long Hoàng ở thu lấy mồi lửa lúc bị thương, thực lực đại giảm, người kích hoạt luân hồi huyết mạch, thủ đoạn dốc hết, hơn nữa, vậy từ thiên thư sách cổ bên trong lĩnh ngộ ra chiêu thức, có lẽ còn có đoạt được lửa này chồng có thể, chỉ là. Nàng không khỏi được cười khổ một tiếng nói, dù vậy, quang là muốn ở nơi này mờ mịt tử địa bên trong, tìm được vậy Long Hoàng chỗ, cùng với mồi lửa vị trí, liền không khác nào mò kim đáy biển, mà ngươi thời gian, có thể không có quá nhiều. Diệp Thần thở dài, hắn trên thực tế chỉ có một hơn tháng thời gian, sau đó, còn cần trở lại Bắc Lăng Thiên Điện. Trong chốc lát, Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc cùng với Sóc Lão, đều có chút thúc thủ vô sách. Mắt thấy một phần đại cơ duyên, sắp tới tay, cuối cùng, nhưng thành trong nước tháng. Ngay tại lúc này, Nhàn Tuyền Nhi đột nhiên mở miệng nói, công tử, ta có biện pháp tìm được vậy đạo hỏa mồi lửa. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi trong mắt sáng lên nói, như thế nào? Trước người của nó ánh lửa chớp mắt, hiện lên một tên bé gái bóng người, người nữ kia đồng nhìn úy linh hỏa thạch bên trong vậy cái đá trứng nói, sẽ dùng cái này. Đá này trứng đi qua đạo hỏa mồi lửa lâu dài rèn luyện, đã cùng sinh ra một chút liên lạc, ta có thể đem đá này trứng luyện chế thành một loại pháp khí, dùng đi tìm một chút đạo hỏa mồi lửa. Bất quá, hết thảy, do công tử định đoạt. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm, ở Long Hoàng trong tay cướp đồ, nguy hiểm không thể bảo là chừng mực, chớ nói chi là, cái này phần Long tử địa chính là phần Long tộc đại bản doanh. Bất quá, chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt chính là hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, Tuyền Nhi, động thủ đi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nếu như hắn không dám mạo hiểm, thì như thế nào đi tới ngày hôm nay bước này? Hơn nữa, tuy nói ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch, rất có thể cũng không phải vậy bị thương Long Hoàng đối thủ, nhưng, dựa vào bữa trước sách cổ bên trong lĩnh ngộ một chiêu kia, thoát thân vẫn là có mấy phần nắm bắt. Lúc này, Nhàn Tuyền Nhi liền biến thành một đạo hỏa quang, bọc lại vậy hắc kim thạch trứng, lần nữa sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần nhìn còn dư lại úy linh hỏa thạch, tiện tay một kiếm đem đá lửa từ nham thạch nóng chảy phần đáy màu đen trên vách đá chém xuống. Mang lửa kia đá cùng đá trứng, hướng phía trên bơi đi. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở bề mặt trái đất bên trên, từ Thắng Long cùng Long Yên Nhi thấy Diệp Thần trở về, đều là mặt hiện vui mừng, cái khác yêu tộc, cũng là rối rít lộ ra nụ cười. Từ Thắng Long có chút kích động đối với Diệp Thần hỏi, Diệp đại ca, vậy đạo hỏa mồi lửa đã tới tay sao? Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu nói, không có, mồi lửa cần phải đã bị Long Hoàng lấy được. Lũ yêu nghe vậy, đều là một hồi xôn xao, truyền thuyết kia bên trong phần Long Long Hoàng lại cùng chuyện này có liên quan. Từ Thắng Long trong mắt, lóe lên lau một cái trầm ngưng vẻ, nhìn Diệp Thần nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ ngươi? Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai,
ta muốn thử một chút có thể hay không từ Long Hoàng trong tay, đem mồi lửa giành được. Lời vừa nói ra, vậy rất nhiều yêu tộc hoàn toàn kinh sợ. Đây chính là Long Hoàng à, đem danh xưng là thiên nhân vực siêu cấp cường giả, cũng không quá đáng. Liền năm đại thiên điện, đều phải làm kiêng kỵ tồn tại, Diệp Thần lại muốn từ Long Hoàng trong tay cướp đồ. Không thể tưởng tượng nổi. Từ Thắng Long nghe vậy, chặt chẽ siết chặt quả đấm, hắn biết, Diệp Thần quyết định chuyện liền sẽ không dễ dàng thay đổi, có thể hắn cũng biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại, hắn chỉ hận mình quá nhỏ yếu, liền đi theo Diệp Thần đồng hành thực lực cũng không có. Từ Thắng Long hít sâu một hơi, ánh mắt thần mang bạo tránh, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải mau sớm đạt được vậy yêu hoàng vị. Giờ phút này, Diệp Thần đột nhiên vung tay lên, một đạo xanh thẳm ánh sáng xuất hiện ở lũ yêu trước mắt, hắn mỉm cười nói, Thắng Long, cái này đưa cho ngươi. Một đám yêu tộc, rối rít hướng vậy xanh thẳm ánh sáng nhìn, chỉ gặp, xuất hiện ở bọn họ trước mắt bất ngờ là một thốc mỏ sắt. Một thốc tản ra nồng nặc thuộc tính lửa hơi thở mỏ sắt. Úy linh hỏa thạch, như thế nhiều. Trong chốc lát, tất cả yêu tộc đều là mặt hiện khó tin thần sắc, bọn họ nhiệm vụ chỉ là tìm được một khối úy linh hỏa thạch mà thôi, có thể, Diệp Thần nhưng trực tiếp đưa cho bọn họ một thốc à. Cái này ước chừng để được cho mấy trăm khối úy linh hỏa thạch liền chứ. Lam Tuyết Linh hưng phấn được thanh âm cũng có chút run rẩy địa đạo, thánh tử đại nhân, nếu như đem như thế nhiều úy linh hỏa thạch mang về, cho dù huyền yêu chân giới những trưởng lão kia, cũng sẽ bị rung động được không nói ra lời chứ. Có thành tích như vậy, các trưởng lão tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn đối với ngài đánh giá. Từ Thắng Long trịnh trọng đối với Diệp Thần nói, Diệp đại ca, cảm ơn. Còn lại một đám yêu tộc, cũng là đối với Diệp Thần trịnh trọng nói, đa tạ Diệp công tử. Bọn họ đều là Từ Thắng Long người theo đuổi, siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, giống vậy có thể lấy được to lớn khen thưởng. Diệp Thần đối với Từ Thắng Long tùy ý cười một tiếng nói, cũng là huynh đệ, cần gì phải nói những thứ này. Giờ phút này, chỉ có Long Yên Nhi thần sắc, nhìn như có chút tịch mịch, nàng biết, nếu lấy được úy linh hỏa thạch, như vậy bọn họ sẽ phải rời khỏi phần Long Tử Địa, mà Diệp Thần vậy phải tiếp tục tìm đạo hỏa mồi lửa, hai người cũng chỉ có thể lúc này phân biệt. Nhìn Long Yên Nhi thần sắc, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, Yên Nhi, đi về sau nếu là có cơ hội. Ta sẽ tới huyền yêu chân giới đi xem một chút. Long Yên Nhi nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên nồng nặc vui mừng, nàng rực rỡ cười một tiếng nói, công tử, ngài nhất định phải nói chuyện giữ lời mới được, ngài nếu như không tới, Yên Nhi sẽ đợi người cả đời. Vừa nói, nàng hai gò má ửng hồng, lại lần nữa cúi đầu xuống. Sóc lão có chút trêu chọc địa đạo, thằng nhóc, xem ra, lại thêm một cái cùng người của ngươi. Diệp Thần có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Từ Thắng Long nói, Thắng Long, lần sau tạm biệt. Từ Thắng Long nặng nề gật đầu một cái nói, Diệp đại ca, bảo trọng. Sau khi nói xong, Từ Thắng Long liền dẫn một đám yêu tộc hướng phần Long Tử Địa đi ra ngoài. Mà Diệp Thần, thì đưa mắt về phía phần Long Tử Địa chỗ sâu hơn. Vậy cơ hồ không có người đến qua khu vực. Một ngày sau, một nơi màu đỏ thẫm đất cát bên trên. Một đạo thân ảnh đang chạy, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía dưới chân khẽ chấn động cát, ánh mắt chớp mắt, trực tiếp hướng một bên bắn lên, một khắc sau, một tấm miệng lớn ngay tức thì xuất hiện ở hắn mới vừa chỗ ở vị trí. Ầm một tiếng, một đầu lửa to lớn đỏ con thằn lằn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, cái này con thằn lằn thực lực, bất ngờ đạt tới còn thật cảnh 7 tầng thiên. Nhưng ngay khi cái này con thằn lằn hiện thân ngay tức thì, một đạo kiếm quang, cũng đã hướng nó cuồn cuộn tới. Con thằn lằn phát ra một tiếng gào thét, chợt lại mở miệng to, nóng rực hơi thở, ở trong miệng ngưng tụ, một khắc sau, một đạo hỏa diễm roi dài, hướng về phía kiếm quang kia, càn quét ra. Mà vậy roi dài, chính là con thằn lằn đầu lưỡi. Ngay chớp mắt, kiếm quang cùng roi dài, ầm ầm đụng nhau, mà vang lên theo, chính là vậy con thằn lằn kêu thảm thiết. Hắn đầu lưỡi, lại là ở kiếm quang dưới, chia làm hai. Bị miễn cưỡng chặt đứt. Con thằn lằn trong mắt mang vô cùng là sợ hãi thần sắc, nhìn trước mặt vậy so mình nhỏ nhiều lắm bóng người, hắn không rõ ràng mình vậy vô cùng bền bỉ đầu lưỡi tại sao như thế dễ dàng liền gãy lìa. Diệp Thần nhìn vậy hoảng sợ con thằn lằn, mặt không cảm giác, trường kiếm trong tay hồi sinh, vô cùng kiếm quang ngay tức thì đem vậy con thằn lằn chìm ngập. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đứng ở đó con thằn lằn thi thể trước,
lẩm bẩm nói, tiến vào cái này tử địa chân chính chỗ sâu sau đó, gặp phải dị thú cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá, một ngày này ta gặp được, lại không có một đầu là còn thật cảnh trung kỳ dưới, xem ra, những cái kia nhỏ yếu dị thú đã bị dọn dẹp được xong hết rồi, chỉ có những thứ này người mạnh mới có thể tiếp tục sinh tồn ở nơi này chỗ. Hắn nhìn phía trước, ánh mắt hơi lóe lên nói cách khác, ta rất có thể đã nhích tới gần vậy phần long tộc đại bản doanh. Rất nhanh, Diệp Thần chính là lần nữa lên đường, hướng phía trước đi, bất quá, lần này hắn nhưng là phủ thêm một kiện trong suốt lụa mỏng, đem thân hình hoàn toàn che giấu. Lại qua nửa ngày, làm Diệp Thần vượt qua một tòa lửa đỏ đại sơn sau đó, không khỏi con ngươi co rúm một cái. Xuất hiện trước mắt hắn bất ngờ là một tòa dáng vóc to thành trì. Nơi cửa thành, canh giữ trước từng cái thân hình cao lớn, thân trong lòng long tộc huyết mạch binh lính, thỉnh thoảng có một ít phần long tộc ở bên trong bên ngoài lui tới. Mà cửa thành bên trên bất ngờ sách có khắc mấy cái hắn xem không hiểu chữ viết. Sóc lão nói, đây là long ngữ, trên cửa thành viết phải, thứ ba thành. Diệp Thần nhìn vậy cửa thành, khẽ cau mày nói, căn cứ Tuyền Nhi chỉ dẫn, đạo hỏa mồi lửa ở nơi này thứ ba thành phía trước vị trí, xem ra, muốn vòng qua thành này tiếp tục đi tới. Có thể, sóc lão nhưng là nói, thằng nhóc, ngươi không vòng qua được đi. Ừ. Diệp Thần không hiểu nói, có ý gì. Sóc lão nói, xem thành trì này kiến trúc phong cách, hẳn là dùng long tộc một loại cổ đại xây thành phương thức, tên là Lục Long Nâng Châu. Chủ thành ra 6 thành trì lớn, vừa là thành, lại là tường thành, tên là Hộ Thành Thành. Đơn giản mà nói, ngay cả có 6 tòa thành lớn đảm nhiệm thành tường tác dụng, đem chủ thành vây quanh ở trung tâm, mà ở chủ thành cùng trung tâm thành trì tới giữa, chính là hoang dã. Vậy đạo hỏa mồi lửa, cần phải ngay tại chủ thành bên trong, mà ngươi muốn đi vào chủ thành, thì cần xuyên qua cái này Hộ Thành Thành, tiến vào vậy phiến trung tâm hoang dã bên trong mới được. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc có chút âm trầm xuống, cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ thở dài, che giấu thân hình, hướng vậy thứ ba thành đi. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Diệp Thần đi tới cửa thứ ba trước cửa thành, hít sâu một hơi, liền giống như âm hồn vậy nhẹ nhàng đi vào, vậy một đám phần long tộc binh lính ngược lại là không có chút nào phát hiện. Thuận lợi vào trong thành sau đó, Diệp Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn trước thời hạn kinh động Long Hoàng. Diệp Thần nhìn trên đường phố lui tới không ngừng phần long tộc, ánh mắt nhỏ tránh, thân hình ngay cả động, ở nơi này chút phần long tộc tới giữa xuyên qua, hiện tại, hắn muốn làm chính là xuyên qua chỗ tòa này thứ ba thành. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền đi tới thứ ba thành một đầu khác, trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, sự việc lại là vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Một khắc sau, thân hình động một cái liền trực tiếp nhảy qua đầu tường, rơi vào tầng thứ ba cùng chủ thành tới giữa trong hoang dã. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử, chính là ở Diệp Thần trong tai vang lên nói, thằng nhóc, ngươi thật chẳng lẽ lấy là, mình có thể dễ dàng như vậy xâm lược ta phần long tộc thành trì sao? Diệp Thần nghe vậy, hơi biến sắc mặt, chợt quay đầu nhìn về phía sau nhìn, chỉ gặp, ở xem đầu tường bên trên, đứng một tên thân trong lòng ngút trời phần long huyết mạch phần long tộc người. Giờ phút này, hắn đang ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú mình. Còn thật cảnh 9 tầng trời. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, mình ẩn hình lại đã sớm bị khám phá. Không phải nói xong thái chân cảnh đều không cách nào đoán được sao. Sợ rằng tên này phần long tộc sở dĩ không có ở đây trong thành động thủ, vậy chỉ là vì tránh phá hoại thành phố đi. Vậy phần long tộc trên mặt hiện lên lau một cái vẻ kỳ dị nói, một cái càn khôn cảnh loài người. Lại có thể đi tới chỗ này. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Giờ phút này, Diệp Thần nhưng là không chút nào để ý vậy phần long tộc ý, sau lưng ngọn lửa hiện lên, chợt đạp một cái mặt đất, liền hướng trước mặt hoang dã, bắn nhanh đi. Trên tường thành phần long tộc người cười lạnh một tiếng nói, muốn từ ta thứ ba thành thành chủ Huyền Giá đưa tay bên trong chạy khỏi, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng như vậy tình. Một khắc sau, vậy Huyền Giác trong cơ thể còn thật cảnh đỉnh cấp hơi thở hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thân thể cũng là bị một hồi ngọn lửa màu đen bao vây, hóa là một đạo hắc hồng, hướng Diệp Thần truy đuổi đi. Ánh trăng xuyên thấu qua màu máu đỏ không khí chiếu sáng đúng phiến mặt đất, tựa như đem cái này phần long tử địa mạ lên một tầng huyết quang. Đột nhiên tới giữa, một đạo thân ảnh, cực nhanh chớp mắt, từ huyết sắc kia dưới ánh trăng, bay vút qua. Mà ở sau lưng, còn có một đạo bóng đen không ngừng theo sát.
Diệp Thần sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua đuổi theo sau lưng Huyền Giác, cái này Huyền Giác không biết có thủ đoạn gì, hắn che giấu thân hình phương pháp, lại là đối hắn không có chút nào tác dụng, mà hôm nay, mình sẽ bị hắn đuổi kịp. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về Huyền Giác nhìn. Huyền Giác thấy vậy, cũng là dừng chân một cái, hắn quanh thân hắc quang tản đi, lộ ra một tấm mang cười lạnh long tộc khuôn mặt nói, làm sao, không chạy. Tiểu tử, bây giờ nói ra ngươi như thế nào lẻn vào nơi này lại có mục đích gì, bổn tôn còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít, nếu không. Hắn ánh mắt dần dần chơi mùi nói, hành hạ loài người, chúng ta phần long tộc, nhưng mà rất có kinh nghiệm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Giác, nhàn nhạt nói, nếu như ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Huyền Giác cười lạnh một tiếng nói, ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Giác cả người ngọn lửa màu đen, lần nữa một thịnh, cả người một cái chớp động liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, tiện tay hướng Diệp Thần đầu vai đánh. Hắn khóe miệng tránh ra, lộ ra uy nghiêm long nha, ngọn lửa này tên là Hắc Sát Lửa. Cho dù ở sở trường hỏa đạo phần long tộc bên trong đều là thuộc về vô cùng là cao đẳng ngọn lửa. Chỉ cần đem một chút hắc sát lửa đánh vào Diệp Thần trong cơ thể, liền có thể đem cả người mỗi một tấc máu thịt cũng hoàn toàn hòa tan, không biết ở loại đau khổ này dưới, trước mắt quỷ dị này tiểu tử còn có thể hay không như thế ổn định. Khi đó, sợ rằng hắn sẽ xin mình, đem biết hết thảy toàn bộ phun ra chứ. Diệp Thần nhìn Huyền Giác đánh tới bàn tay, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý. Lại là không tránh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Huyền Giác thấy vậy trong mắt vẻ tàn nhẫn bộc phát nồng nặc, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã bị sợ choáng váng, cũng không biết tránh né. Nháy mắt tức thì, một chưởng này liền đè ở Diệp Thần bả vai bên trên, đồng thời, một món màu đen ngọn lửa cũng là chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Huyền Giác cười gằn nói, thằng nhóc, thật tốt hưởng thụ đi. Có thể, giờ phút này... Diệp Thần nhưng là lộ ra lau một cái cười nhạt cho nói, ngươi thật giống như đối với mình ngọn lửa rất tự tin. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vàng bạc ngọn lửa bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, thiên yêu thân thể vân. Vân thần thông thi triển đến trình độ cao nhất, đột nhiên một quyền, hướng Huyền Giác đánh tới. Huyền Giác trên mặt cười gằn, ngay tức thì đọng lại, hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, căn bản không có nghĩ tới, Diệp Thần chúng hắn hắc sát lửa sau đó. Không chỉ không có bị chút nào tổn thương dáng vẻ, thậm chí còn dám trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Hơn nữa, Diệp Thần ra tay cực kỳ nhanh chóng, không có bất kỳ xúc thế, thuần túy lấy thân xác lực đánh ra một quyền. Cho dù Huyền Giác, thân là còn thật cảnh 9 tầng trời tồn tại, giờ phút này cũng có chút không kịp ngăn cản. Ngay chớp mắt, ầm một tiếng vang thật lớn, một quyền này hung hãn đập vào Huyền Giác mặt bên trên. Một cổ không cách nào hình dung bàng nhiên cự lực. Cuồng trào ra, ngay tức thì Huyền Giác mặt cốt bị đập được sụp đổ, hai cái răng rồng cũng là từ trong miệng vỡ bay, máu tươi giàn giụa, toàn bộ thân thể, đều ở đây cái này một quyền xuống lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau bay ngược. Nguyên bản, còn đối với Diệp Thần đánh bất ngờ có chút lơ đễnh Huyền Giác, mặt hiện một chút vẻ thống khổ, trong mắt lại là thoáng qua nồng nặc rung động. Một cái càn khôn cảnh tiểu tử, lại một quyền cầm hắn đánh bay. Hắn nhưng mà còn thật cảnh 9 tầng trời cường giả à. Bất quá, dưới mắt, Huyền Giác nhưng là không có tâm tư cân nhắc chuyện này, cuồn cuộn quy luật lực, ở hắn bể tan tành mặt chỗ kích động, điên cuồng hóa giải Diệp Thần lực lượng. Thấy một màn này, Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra, muốn chiến thắng một tên còn thật cảnh 9 tầng trời tồn tại, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, mình một quyền này, nhìn như hiệu quả không tệ, trên thực tế đối với Huyền Giác cũng chỉ có thể tạo thành một ít thương nhẹ thôi. Diệp Thần không có tiếp tục xuất thủ dự định. Mà là thừa dịp cái này cơ hội, vừa quay người tiếp tục hướng hoang dã bên trong chạy thục mạng. Nếu như có thể, hắn không dự định đem Tam Nguyên Thái Nhất Công thật vất vả ngưng tụ khai thiên linh khí lãng phí ở cùng Huyền Giác chiến đấu bên trên, dẫu sao, khai thiên linh khí cái loại này đặc thù linh khí là hắn đối mặt Long Hoàng lúc đó, lớn nhất lá bài tẩy. Rất nhanh, Diệp Thần sau lưng chính là truyền đến một tiếng giận dữ điên cuồng hét lên, loài người. Nếu để cho ta bắt ngươi, ta bảo đảm. Sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Giờ phút này, Huyền Giác dừng lại thân hình, hơi thở hổn hển, đầu rồng bên trên tràn đầy máu tươi, răng bể tan tành, xương cốt sụp đổ, hắn trong mắt, là cực hạn lửa giận, bất quá, ẩn hàm vẻ kinh dị. Huyền Giác điều chỉnh bị Diệp Thần một quyền chấn động được có chút xốc xếch linh khí,
lẩm bẩm nói, càn khôn cảnh, không chỉ có không sợ hắc sát lửa, còn có như thực lực này. Thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mà lúc này, Diệp Thần bóng người sớm đã biến mất ở hoang dã bên trong. Bất quá, Huyền Giác trên mặt, nhưng là không chút nào sốt ruột thần sắc, hắn bình tĩnh lấy ra một quả la bàn bên trên, lóe lên hai cái điểm sáng, một cái trong đó điểm sáng, đang nhanh chóng di động bên trong. Huyền Giác cười lạnh một tiếng nói, ngươi lấy là, mình thật chạy thoát. Từ tiến vào thứ ba thành một khắc kia, ngươi liền bị phong tỏa. Ầm một tiếng, khí tức cuồng bạo, như điên gió vậy cuộn sạch ra, Huyền Giác thân hình cuồng tránh, hướng Diệp Thần chỗ, truy đuổi đi. Nửa giờ sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, một ngọn núi lớn ở màu đen quả cầu lửa đánh dưới nổ tung, tung tóe đá vụn bên trong, một đạo thân ảnh rơi ở trên mặt đất, ở màu máu dưới ánh trăng lộ ra lãnh đạm khuôn mặt, chính là Diệp Thần. Hắn khẽ cau mày nói, xem ra, ta đã bị phong tỏa. Đây là, vậy đá vụn rối rít rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Huyền Giác sắc mặt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tuét miệng cười một tiếng nói, có phải hay không rất tuyệt vọng. Thật vất vả có một đường sinh cơ, kết quả, lại bị đuổi kịp. Bổn tôn đã nói qua, ngươi chạy không thoát. Hắn mắt dọc bên trong, lóe lên một chút là máu vẻ nói, ta khuyên ngươi tiếp tục chạy trốn, còn có thể sống thêm một hồi, lần này bổn tôn sẽ không cho ngươi bất kỳ đùa bỡn khôn vặt cơ hội. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, hắn mặt không thay đổi nhìn Huyền Giác nói, ai nói, ta muốn bỏ chạy. Nếu, đã bị phong tỏa, như vậy, chỉ có đánh một trận. Không chạy. Huyền Giác bộc phát hung tàn cười nói, ta thừa nhận, ngươi thực lực, liền bổn tôn đều cảm thấy vẻ khiếp sợ, nhưng, ngươi sẽ không thật lấy là, mình đánh lén dưới chiếm điểm tiện nghi nhỏ, thì thật là bổn tôn đối thủ chứ. Cổ tay hắn lộn một cái, một chuôi đỏ thấm súng trường xuất hiện ở trong tay, cả người cùng trong tay súng trường tựa như hợp làm một thể vậy, từng cơn đặc biệt quy luật lượn lờ ở súng trường bên trên. Diệp Thần nhìn giờ phút này Huyền Giác tản ra khí thế, ánh mắt cũng là ngưng trọng xuống nói, Sóc lão, nếu như mượn dùng ngươi cùng Huyền Tiên Tử lực lượng, ta có cơ hội chiến thắng hắn sao? Sóc lão trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, thằng nhóc, còn thật cảnh càng về sau thực lực sai biệt chính là càng lớn. Mà còn thật chín tầng trời lại là gần gũi nhất thành đạo một cái nhỏ cảnh, uy lực cực kỳ khủng bố, nếu như mượn dùng chúng ta bây giờ có thể điều động lực lượng, có thể còn chưa đủ, nếu như vận dụng huyền linh lực, thậm chí có thể để cho ngươi lực công kích, tạm thời đột phá tới còn thật chín tầng trời. Bất quá chỉ là tạm thời. Nhưng, cùng chân chính còn thật cảnh chín tầng trời, chênh lệch vẫn có một ít. Diệp Thần cau mày nói, chẳng lẽ, thật chỉ có kích hoạt huyết mạch. Đây là... Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, phụ cận đây không một bóng người, ngươi cùng hắn đánh một trận nói, ngược lại là có thể buông tay chân ra, không cần lo lắng bị phát hiện. Bất quá, mở huyết mạch trước, ngươi tốt nhất và người này giao thủ một phen, có lẽ đối với ngươi sau đó đối mặt Long Hoàng sẽ có chút trợ giúp. Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt, âm thầm gật đầu. Mà cùng lúc đó, Huyền Giác trên người như cũ thiêu đốt lên liền một tầng ngọn lửa màu đen, hắn mắt rồng bên trong ánh sáng bạo tránh. Từng cơn giống như sóng thần giống vậy đạo vận tràn ngập ở cái này một phương thiên địa tới giữa. Trong cơ thể hắn linh khí giống như nước chảy xiết vậy bơm vào đến trong tay súng trường bên trên, một đạo ánh sáng đỏ thẫm ngay tức thì từ súng trường trên lóng lánh ra, thân súng chỗ một đạo long văn sáng lên, hóa thành xích long hư ảnh, lượn lờ ở Huyền Giác sau lưng. Huyền Giác ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt không có chút nào buông lỏng, Diệp Thần mới vừa một quyền kia đã nhấc lên Huyền Giác cảnh giác. Lần này ra tay hắn đem sẽ thi triển toàn lực. Một khắc sau, Huyền Giác trong mắt thần mang một thịnh chợt hướng Diệp Thần, một thương đánh ra, một đạo hắc đỏ xen nhau thương mang, biến dạng không gian, lôi cuốn trình độ cao nhất sắc bén, nóng bỏng quy luật hơi thở, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Vậy màu đỏ thấm long ảnh, dung nhập vào trong đó, tăng thêm uy thế. Trong nháy mắt, toàn bộ phần long tử địa nguyên tố lửa tựa như cũng làm dẫn động. Vậy thương mang bên trong năng lượng hơn nữa nổ tung đứng lên. Ở nơi này phần long tử địa bên trong, phần long tộc có thể nói được trời ưu đãi, thực lực càng có một ít thêm được, nguyên bản liền vô cùng là kinh khủng thương mang càng kinh khủng hơn. Diệp Thần sắc mặt trầm ngưng, hắn hít sâu một hơi nói, Sóc lão, Huyền Tiên Tử, lực lượng. Nháy mắt tức thì, một cổ lực rồng sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể,
mà sát kiếm bên trong cũng là cuồn cuộn vô cùng là kinh khủng khí tức bén nhọn. Đối mặt cái này thương mang, Diệp Thần vậy không có chút nào nương tay chỗ trống. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống, một đạo kiếm quang ở khoảnh khắc tới giữa cùng huyền giác đánh ra thương mang, giống như vẫn thạch rơi trái đất vậy, cực nhanh đụng nhau. Hai bên công kích lẫn nhau đánh thẳng vào, huyền giác cái này một thương, hiển nhiên so Diệp Thần chém ra kiếm mang, mạnh mẽ rất nhiều, Diệp Thần kiếm mang nhanh chóng làm tan rã. Mà ngay lúc này, vậy thương mang bên trong ngọn lửa cuồng bạo lực lượng sau đó nổ, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, nóng rực ánh lửa nháy mắt đem hắn chìm ngập, một đạo mây hình nấm ở chỗ này dâng lên, kinh khủng sóng trùng kích ở nơi này trong hoang dã tràn ngập, mặt đất bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Huyền giác âm lãnh cười một tiếng, cái này một thương chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, thương đạo cùng hỏa đạo hoàn mỹ kết hợp, Diệp Thần sợ rằng đã bị mình một chiêu này, mất đi thành cho bụi chứ. Rất nhanh, tia sáng kia thu liễm đi xuống, nổ kịch liệt sau này, cái này hoang dã tựa hồ hơn nữa yên tĩnh liền xuống. Giữa lúc huyền giác chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, nhưng là sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt run lên, không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn phía trước. Một cái vô cùng to lớn trong cái hố sâu, xuất hiện ở hắn trước mắt, mà ở trong cái hố sâu bên trong nửa quỳ một tên tay cầm trường kiếm nam tử. Cái này nam tử trên thân hình, chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa, không thiếu chỗ vết thương, liền xương cốt đều rõ ràng có thể gặp. Hơn nữa, nơi ngực bất ngờ xuất hiện một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Nhìn như thương thế vô cùng thảm trọng. Có thể, huyền giác nhưng rất rõ ràng, nam tử kia còn chưa chết. Diệp Thần lại thật chống đỡ hắn một kích mạnh nhất. Huyền giác cảm giác mình kiêu ngạo, cũng bị vũ nhục liền à. Bọn họ phần long tộc, gần đây nhận vì mình so loài người mạnh mẽ rất nhiều, xem thường loài người, có thể lúc nào phần long tộc cường giả liền càn khôn cảnh loài người cũng không giết chết. Huyền giác thậm chí không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ, bọn họ ở tử địa bên trong ngăn cách quá lâu đã cùng cái thế giới này không ăn khớp. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, chậm rãi đứng lên. Vết thương trên người dần dần khép lại, hắn lẩm bẩm, hỏa đạo cùng võ đạo kết hợp sao? Cái này phần long tộc thủ đoạn quả thật có chỗ độc đáo, ngược lại là cho ta một ít dẫn dắt. Hắn nhìn về phía mặt đầy vẻ kinh sợ, tựa như bị đả kích lớn huyền giác, trong lòng có chút vui mừng, cái này một thương bên trong có một phần lớn uy năng, cũng đến từ hỏa đạo, mà hắn có đạo linh lửa cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu ngọn lửa tổn thương, hơn nữa thật to suy yếu uy lực nổ tung. Nếu không, hắn tuyệt không có như thế dễ dàng chống được cái này một thương. Huyền giác cầm, đều phải rớt xuống đất, không phải nói, loài người đều rất yếu ớt, không khỏi đánh sao. Tiểu tử trước mắt này sinh mệnh lực làm sao như thế mạnh. Bất quá, rất nhanh huyền giác chính là bình tĩnh hạ hai, hắn hử lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, bất luận ngươi có bao nhiêu quỷ dị, ngày hôm nay bổn tôn cũng sẽ để cho ngươi táng thân nơi này. Một khắc sau, huyền giác xuất thủ lần nữa. Mà Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, giống vậy khua kiếm nghênh địch, trong chốc lát, thương mang cùng kiếm quang ở nơi này trong hoang dã, không ngừng xen lẫn. Âm tiếng vang liên tục, cái này hoang dã tựa hồ cũng muốn ở hai bên chiến đấu bên trong bị san thành bình địa. Sau một nén nhang, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nặng nề nện xuống đất, mạng nhện vậy vết rách, hướng bốn phía lan truyền, Diệp Thần phun ra búng máu tươi lớn, xương cốt toàn thân đều hiện lên liền vết rách. Hắn khó khăn từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn. Một đạo nửa người nửa long bóng dáng, từ bụi khói bên trong đi tới, chính là huyền giác. Hắn mặt đầy ý định giết người nhìn chằm chằm Diệp Thần, mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền cường đại một phần. Diệp Thần ngưng mắt nhìn huyền giác, ánh mắt chớp động, hắn thực lực trước mắt vẫn là không cách nào chân chính trở thành cường giả loại này đối thủ, cho dù hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng ở huyền giác công kích. Rất nhanh liền bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nhìn từng bước ép tới gần huyền giác, khai thiên linh khí ở Diệp Thần huyết mạch bên trong phun trào ra, hắn thở dài, xem ra, cuối cùng vẫn là phải ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch. Hai bên ánh mắt ở trên không khí bên trong đụng chạm, cái này hoang dã bên trong bầu không khí bộc phát ngưng trọng, ngay tại Diệp Thần cùng huyền giác cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên ở hai người trong tai vang lên. Không nghĩ tới. Tới đây phần long tử địa, còn có thể thấy được một chàng thú vị như vậy chiến đấu, ngược lại không hư chuyến này. Diệp Thần cùng huyền giác, đều là thần sắc biến đổi, có người. Bọn họ ánh mắt quét qua bốn phía, cũng không có cảm ứng được chút khí tức nào. Đây là,
giữa hai người không khí hơi vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thân ảnh này chủ nhân, nhìn qua là một tên mặc áo dài trắng chàng thanh niên, cái này nam tử mặt mũi tuấn tú, khóe miệng mang nụ cười ấm áp, tựa như người vô hại vậy. Bất quá, Diệp Thần cùng Huyền Giác thấy hắn ngay tức thì, đều là con ngươi co rúm một cái, nội tâm bên trong cảm thấy to lớn áp lực. Người này, là loài người, mà một tên nhân loại có thể xuất hiện ở phần long tử địa chỗ sâu, chỉ có thể nói rõ, hắn hoặc là có đạo linh lửa, hoặc là được. Thái chân cảnh. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc nói, thái chân cảnh cường giả. Trước mắt tên này nhìn như trẻ tuổi, ôn hòa, người vô hại nam tử, còn không phải là mới vừa bước vào thái chân cảnh. So Diệp Thần càng kinh hãi, chính là Huyền Giác. Hắn sắc mặt ngay tức thì vô cùng khó coi, cơ hồ không có bất kỳ do dự, thân hình một cái chớp động liền hướng phía sau bay vút đi. Cho dù phần long tộc lại kiêu ngạo, hắn cũng rất rõ ràng, mình ở nơi này tên thái chân cảnh cường giả trước mặt, tuyệt đối không có bất kỳ có thể còn sống. Vậy bạch bào nam tử cười híp mắt nhìn Huyền Giác một cái nói, vị này phần long tộc đạo hữu, làm sao nói đi là đi đâu. Tiếng nói vừa dứt, đang chạy trốn Huyền Giác khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo một tí, toàn bộ thân thể đọng lại ở tại chỗ, phảng phất có một đôi tay vô hình đem hắn nắm chặt vậy. Diệp Thần ánh mắt lóe lên không chừng, Huyền Giác lại dễ dàng như vậy liền bị đối phương chế trụ. Hai người thực lực căn bản là một ngày đầy đất. Bất quá, ngay tại lúc này, Huyền Giác chợt phát ra một tiếng rồng ngâm, quanh thân hắc viêm hừng hực đốt đốt, cuồn cuộn quy luật kích động ra, nhất thời đem vậy trói buộc lực xông phá. Hắn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền phải tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, có thể Huyền Giác mới vừa bước ra bước chân, hắn mắt dọc bên trong chính là bỗng nhiên hiện ra một tơ vẻ sợ hãi. Tên kia bạch bào nam tử, chẳng biết lúc nào đã tới hắn sau lưng. Hơn nữa, một cái tay đã đè ở Huyền Giác bả vai bên trên. Vậy bàn tay trắng noãn vẻ, lóe lên bạch quang nhàn nhạt, cuồn cuộn hắc sát lửa lại là căn bản không cách nào đối với cái tay này tạo thành bất kỳ tổn thương. Bỗng nhiên, Huyền Giác trên gương mặt hiện lên vô cùng là thống khổ thần sắc, trong cơ thể xương cốt phát ra một hồi rắc rắc vỡ vang lên, máu tươi từ thân thể dưới, thật nhanh xông ra, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào thét nói, không. Một khắc sau, Huyền Giác cả người máu thịt bỗng nhiên nhăn nhó, tựa hồ có một cổ vô hình cự lực, chính tướng hắn thân thể làm rẻ lao vậy vận động. Bành đích một tiếng nổ vang, tên này còn thật cảnh 9 tầng trời phần long tộc cường giả, liền biến thành một hồi xương máu tiêu tán, liền thần hồn cũng hoàn toàn mất đi. Giờ phút này, vậy bạch bào nam tử vỗ tay một cái, mỉm cười xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần nói, tốt lắm, phiền toái đã giải quyết. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút, vị này tiểu huynh đệ, ta tên là Quyền Tôn, ngươi tên gọi là gì? Cái này nhìn người vô hại bạch bào nam tử, ra tay một cái lại là tàn nhẫn cực kỳ, thực lực lại là vô cùng sợ hãi, giết chết một tên còn thật cảnh 9 tầng trời tồn tại, lại là và bóp chết côn trùng không có quá lớn khác biệt. Cho dù là Diệp Thần, mặt đối với người này cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, Diệp Thần. Diệp Thần. Quyền Tôn trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn vẻ nói, gần đây nghe nói, Bắc Lăng Thiên Điện ra một cái thiên chi kiêu tử, chính là tiểu huynh đệ ngươi chứ. Hắn tựa hồ có chút tán thưởng gật đầu một cái nói, quả nhiên danh bất hư truyền, càn khôn cảnh liền có thể có như thực lực này yêu nghiệt, cho dù lấy Quyền Mỗ tầm mắt, cũng là đời người ước chừng gặp, Bắc Lăng Thiên Điện ngược lại là nuôi dưỡng một cái hạt giống tốt. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, tiền bối trước. Hẳn một mực đang quan sát ta cùng vậy phần long tộc người chiến đấu chứ. Ta nghĩ, tiền bối mục đích hẳn không chỉ là cùng ta chào hỏi đơn giản như vậy. Quyền Tôn nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, không sai, xem ra ngươi không chỉ là thiên phú hơn người, liền tâm trí vậy không đơn giản, Quyền Mỗ ngược lại là đối với ngươi bộc phát thưởng thức, Diệp Thần, có không có hứng thú, thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện, làm ta đệ tử thân truyền. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Xem Quyền Tôn cái loại này thực lực cơ hồ bao trùm ở thiên điện trên ẩn núp tồn tại, trên căn bản rất ít nhúng tay thiên nhân vực sự việc, ngày thường, cũng là xuất quỷ nhập thần, sợ bị vực ngoại thiên đạo cùng với thái thượng thế giới vạn khư, quá đáng chú ý, dĩ nhiên, vậy cũng không khả năng thu học trò. Có thể hiện tại, Quyền Tôn lại trực tiếp mở miệng, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đây có thể nói là một cái thiên đại cơ duyên, có thể trở thành cái này cùng chí cường đệ tử. Cho dù là năm đại thiên điện đế quân,
đều phải đối với hắn lễ nhượng ba phần chứ. Bất quá, Diệp Thần vẫn không do dự chút nào lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá, ta không có thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện dự định. Nếu như đổi thành người bình thường, đối với loại cơ duyên này có thể nói là cầu không được, nhưng, Diệp Thần cũng không phải là một cái gặp gió chiều nào theo chiều đó, người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng không khả năng chỉ dựa vào Quyền Tôn mấy câu nói, liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Quyền Tôn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá, cũng không có miễn cưỡng Diệp Thần, hắn có chút tiếc nuối cười nói, đáng tiếc, gặp qua ngươi sau đó, sợ rằng, ta tương lai vậy rất khó coi thêm những người trẻ tuổi khác. Dứt lời, hắn chính là nụ cười vừa thu lại, thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, ngươi nói không sai, ta lẻn vào cái này phần Long Tử Địa chỗ sâu, chính là vì một kiện chuyện quan trọng. Mà làm ta tình cờ phát hiện ngươi cùng vậy phần Long tộc người sau khi chiến đấu, liền lặn giấu ở các ngươi bên người, mục đích chính là vì xem xét ngươi. Xem xét ta. Quyền Tôn nói, Quyền Mỗ có chút hiếu kỳ, ngươi kết quả có hay không thực lực, giúp ta giúp một tay. Vừa nói, hắn khẽ mỉm cười nói, bây giờ nhìn lại, Diệp Thần, ngươi quả thật có thể giúp trên ta bận bịu. Diệp Thần cau mày nói, ta mặc dù tự nhận có mấy phần thực lực, nhưng, không nhận vì mình có tư cách giúp tiền bối vội vàng. Diệp Thần, mặc dù ngạo, nhưng vẫn là có mấy phần tự biết rõ, cái loại này thực lực siêu tuyệt thái chân cảnh tồn tại, đều cần giúp đỡ sự việc, lại không nói hắn có thể làm được hay không, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Quyền Tôn tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Thần trả lời, hắn cười nhạt một cái nói, Diệp Thần, ta muốn ngươi đi sâu vào phần Long Tử Địa, vì chính là vậy đạo hỏa mồi lửa chứ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động một tí, không trả lời, mà là hỏi ngược lại nói, tiền bối vì sao nghĩ như vậy. Quyền Tôn trong mắt tinh quang chớp mắt, cười nói, đầu tiên, ngươi mặc dù thực lực vượt xa cảnh giới, nhưng, dẫu sao còn không có đạt tới còn thật cảnh, có thể tiến vào phần Long Tử Địa như vậy sâu vị trí, chắc là có truyền thuyết kia bên trong đạo linh lửa chứ. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, không sai. Quyền Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, vậy đạo hỏa mồi lửa cần phải ở Long Hoàng trong Hoàng Cung, muốn từ Long Hoàng trong tay cướp đoạt mồi lửa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Thậm chí, không thể nào. Ngươi chắc phát hiện, mới vừa ngươi vừa tiến vào thứ ba thành cũng đã bị phong tỏa, đến vậy phần Long tộc chủ thành, ngươi căn bản không có đến gần Hoàng Cung cơ hội. Diệp Thần nghe vậy, cau mày nói, vậy ý của tiền bối là. Quyền Tôn nói, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta có thể mang ngươi lẻn vào chủ thành, hơn nữa, giúp đem ngươi vậy Long Hoàng dẫn ra. Cuối cùng, vừa nói, Quyền Tôn quanh thân linh khí cùng nhau, cả người lại là nhanh chóng thăng tới giữa không trung bên trong. Hắn cúi đầu nhìn kinh ngạc Diệp Thần, mỉm cười nói, thực lực đạt tới thái chân cảnh một cái nhỏ cảnh, liền có thể đột phá phần Long Tử Địa hạn chế, ở chỗ này phi hành. Đối đãi người thành công lấy được mồi lửa sau đó, cũng cần chạy khỏi phần Long Tử Địa thủ đoạn chứ. Ta có thể mang ngươi rời đi. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt ánh sáng lớn thả, hắn động lòng. Nếu là có Quyền Tôn tương trợ, như vậy hắn đạt được đạo hỏa mồi lửa tỷ lệ, đem sẽ đề cao thật lớn. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi nói, tiền bối ở nơi này phần Long Tử Địa bên trong, phải làm kết quả là chuyện gì? Quyền Tôn nghe vậy cười nói, trên thực tế, ta và ngươi kém không nhiều, cũng là vì một món bảo vật tới, bảo vật này cũng ở đó trong Hoàng Cung, ngươi muốn có được đạo hỏa mồi lửa, thì nhất định phải tiến vào Hoàng Cung, cho nên, đối với ngươi mà nói, trợ giúp ta cũng không cần gánh vác bao lớn nguy hiểm. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, bảo vật gì? Là cái gì, có thể để cho một cái siêu cấp cường giả, đều không tiếc đi sâu vào phần Long Tử Địa, trêu chọc vậy Long Hoàng? Vậy Long Hoàng, cũng không phải là dễ trêu, Bắc Lăng Thiên Điện Thái Thượng Trưởng Lão chính là tốt nhất chứng minh. Quyền Tôn nói, bảo này, tên là Long Nguyên Châu, là phần Long tộc mấy đời cung phụng ở trong Hoàng Cung dị bảo, đối với ta hữu dụng, người tiến vào Hoàng Cung liền có thể tùy tiện phát hiện bảo vật này tồn tại. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, gật đầu nói, được, đã như vậy, ta nguyện ý giúp tiền bối đem Long Nguyên Châu lấy tới. Quyền Tôn mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, được, như vậy, chúng ta hiện tại liền đi chủ thành đi vừa nói. Diệp Thần tự nhiên không hề phản đối, gật đầu một cái. Một khắc sau, Quyền Tôn liền trực tiếp kéo Diệp Thần, bay trên trời lên, đảo mắt biến mất ở chân trời chỗ. Một tòa nguy nga thành lớn bên ngoài, nơi nào đó núi đá bóng mờ sau đó,
đứng yên trước hai đạo thân ảnh, cái này hai đạo thân ảnh nhìn qua hiển nhiên không phải phần long tộc. Nơi này, chính là vậy phần long tộc chủ thành chỗ. Quyền tôn ngưng mắt nhìn tòa kia khí tượng rộng lớn chủ thành, trong mắt cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn nhìn về phía Diệp thần nói, dựa theo kế hoạch, một hồi ta trước đem người bí mật đưa vào chủ thành bên trong, tránh qua pháp khí dò xét, rồi sau đó, đem vậy long hoàng đưa tới bên ngoài thành, cùng một trận chiến, mà ngươi liền phải thừa dịp đoạn thời gian này, tiến vào trong hoàng cung, lấy đắc đạo lửa mồi lửa cùng Long Nguyên Châu, sẽ rời đi hoàng thành, đi chúng ta ước định tốt địa phương chạm mặt. Cũng hiểu chưa? Diệp thần gật gật đầu nói, rõ ràng. Được. Vừa nói, quyền tôn liền sử dụng một kiện pháp khí, treo lơ lửng ở hai đỉnh đầu của người, bỏ ra nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Diệp thần nhìn pháp khí này, chớp mắt sao, pháp khí bên trên lượn lờ bốn đạo pháp thì liên, bất ngờ là một kiện cấp 4 quy luật thần khí. Đem pháp khí sử dụng sau đó, quyền tôn liền dẫn Diệp thần hướng chủ thành bay đi, rất nhanh liền trực tiếp vượt qua chủ thành tới không. Một đường hướng chủ thành nơi trung tâm, một tòa cung điện nguy nga phi hành đi. Nơi đó, chính là phần long long hoàng cư trú hoàng cung. Hai người ở trong hoàng cung, nào đó cái vị trí rơi xuống sau đó, quyền tôn đối với Diệp thần truyền âm nói, cái này hoàng cung vị trí trung tâm, khác có chí bảo phòng vệ, cho dù bằng ta trong tay cái này kiện quy luật thần khí lẻn vào trong đó, cũng có bị phát hiện nguy hiểm, hiện tại, ta thì phải chủ động bại lộ đem vậy long hoàng đưa ra. Mà ngươi thì thừa dịp loạn vào trong cung. Diệp thần hướng về phía quyền tôn gật đầu một cái. Quyền tôn nhìn phía trước một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, sắc mặt cũng là có chút trầm ngưng. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, bỗng nhiên từ pháp khí ánh sáng bên trong bay ra. Ở quyền tôn bay ra nháy mắt, toàn bộ trong hoàng cung chính là vang lên một đạo chuông báo động tiếng. Đồng thời, rất nhiều phần long tộc rối rít hướng quyền tôn chỗ vào tới, quát to, địch tấn công. Có người xâm lược ta phần long hoàng cung. Nhìn vậy một đám phần long tộc cung đình thị vệ, quyền tôn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tiện tay một chưởng đánh ra, mênh mông quy luật ngưng tụ, biến thành một đạo kinh thiên chưởng ấn, bỗng nhiên hiện lên hoàng cung bầu trời, khẽ run lên, liền hướng vậy rất nhiều thị vệ trấn áp đi. Vậy từng cái kiếm bạt nỗ trương phần long tộc thị vệ, đang chuẩn bị đối với quyền tôn ra tay, có thể giờ phút này, thấy vậy ngút trời chưởng ấn. Từng cái trên mặt đều là hiện lên vô cùng là sợ hãi thần sắc, thân thể đều bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Dấu tay kia chưa chân chính rơi xuống, một ít thực lực hơi kém thị vệ cũng đã biến thành xương máu bạo tán. Phải biết, cho dù là những thứ này tên yếu cũng không phổ thông tồn tại à. Muốn trở thành cung đình thị vệ, tiêu chuẩn thấp nhất, cũng phải là nửa bước còn thật tồn tại. Có thể gặp cái này trưởng ấn uy lực có kinh người dường nào. Mắt thấy. Dấu tay kia thì phải rơi xuống, mấy ngàn thị vệ sắp chết oan uổng lúc đó, một tiếng giống giận ngay tức thì từ phía trước vậy tòa nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong, bộc phát ra nói, là ai? Dám can đảm xông vào ta phần long tộc hoàng cung. Một đạo đỏ thẫm bóng người đi đôi với một tiếng này gầm lên, bắn ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng dấu tay kia đánh tới. Ầm một tiếng, gió lớn cuộn sạch, dấu tay kia ngay tức thì biến thành hư không. Mà phía dưới một bọn thị vệ, cũng là vô cùng kích động phát ra một tiếng hoan hô nói, bệ hạ. Diệp thần hướng bóng đỏ kia nhìn, chỉ gặp, một tên thân hình cao lớn, ăn mặc thân màu đỏ long bào nam tử, đang cùng quyền tôn trên không giằng co, trên mặt, tràn đầy vẻ giận dữ cùng sát ý. Cái này nam tử quanh thân tản ra vô cùng là bá đạo, uy nghiêm, tôn quý hơi thở, hiển nhiên chính là vậy phần long tộc long hoàng. Làm Diệp thần có chút bất ngờ chính là, Long hoàng này mặc dù trên đầu cũng là dài sừng rồng, nhưng là sinh một bộ loài người khuôn mặt. Nhìn qua, liền giống như là một tên dương cương anh tuấn người đàn ông trung niên. Vậy quyền tôn gặp vậy Long hoàng hiện thân, cổ tay lộn một cái, một chuôi toàn thân trong suốt không màu trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, chợt hướng về phía Long hoàng chém ra một kiếm nói, phần long Long hoàng, nhận lấy cái chết. Quyền tôn giơ tay lên ngay tức thì có vô biên kiếm khí giống như kinh thiên gió bão vậy, vét sạch cả tòa chủ thành bên trong vô số kiến trúc ở kiếm khí này bên trong sụp đổ, từng tiếng kêu rên, từ trong thành truyền tới, thái chân cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân tới giữa, tựa như cũng có hủy thiên diệt địa uy năng. Kiếm quang kia nhanh chóng ngưng tụ, lấy đem chủ này thành cũng chém một cái hai đoạn khí thế, hướng Long Hoàng ngay đầu rơi xuống. Phần Long Long Hoàng thấy vậy, một đôi mắt dọc băng lạnh đến trình độ cao nhất. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí,
chỉ là một móng hướng kiếm khí kia đánh tới. Một đạo long chảo hư ảnh ngay tức thì hiện lên, móng nhọn tới giữa là đậm đà vô cùng quy luật chập chờn, thoáng qua tới giữa, kiếm quang cùng long chảo liền xảy ra va chạm. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng, lần này vậy đạo nhìn như uy thế vô cùng kiếm quang, lại là ở long chảo dưới, bị miễn cưỡng bắt vì nghiền. Quyền tôn thấy vậy hơi biến sắc mặt, một khắc sau, không chút do dự hướng chủ thành ra, chớp động đi. Chủ thành bên trong, phần long tộc người thấy loài người kia bị long hoàng dọa lui đều là phát ra từng cơn hoan hô. Mà phần long long hoàng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng nói, tất cả người cho ta ở trong cung giới nghiêm, bổn hoàng lấy vậy tặc nhân thủ cấp trở về. Vậy một bọn thị vệ lập tức cao giọng đáp, cần tuân bệ hạ mệnh lệnh. Phần long long hoàng phát ra một tiếng rồng ngâm, lắc mình một cái, liền biến thành một đầu trăm trượng cự long, một cái dọn ra vũ, liền hướng quyền tôn đuổi theo, đồng thời, miệng phun tiếng người nói, khiêu khích bổn hoàng, đã muốn đi. Loài người, người cầm ta phần long hoàng cung, làm hậu viện nhà mình liền sao? Diệp thần gặp quyền tôn cùng long hoàng rời đi, khẽ thở ra một hơi, những thứ này chân chính ẩn núp cường giả thực lực quả thật vô cùng kinh khủng, bất luận là mới vừa long chảo nhất kích vẫn là vậy quyền tôn một kiếm. Tại chưa có mở luân hồi huyết mạch dưới tình huống đều rất có thể nhất kích trực tiếp muốn mạng hắn chứ. Một khắc sau, Diệp thần ánh mắt chính là rơi vào vậy tòa nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong, căn cứ Nhan Tuyền Nhi chỉ dẫn, đạo hỏa mồi lửa liền ở trong cung. Vậy cung điện bảng hiệu bên trên, lấy long ngữ viết phần long điện ba chữ to. Thân hình hắn động một cái, liền hướng phần long điện chớp động đi, rất nhanh, chính là tiến vào cung điện bên trong, có thể... Hắn mới vừa tránh vào trong cung, chính là sắc mặt biến đổi, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu quy luật thần khí, bỗng nhiên ánh sáng buồn bã, mất đi hiệu dụng, cái khác che giấu thân hình thần thông cùng với pháp khí, vậy giống vậy không cách nào đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Sóc lão mở miệng nói, thằng nhóc, cái này phần long trong điện hiển nhiên có loại nào đó khắc chế ẩn hình pháp khí tồn tại. Ngay tại lúc này, một tên thị vệ đột nhiên từ một cái lối đi bên trong đi ra. Hắn nhìn trước mặt Diệp thần mặt lộ đờ đẫn vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới, vì sao ở phần long trong điện sẽ xuất hiện một tên nhân loại. Rất nhanh, thị vệ kia liền phản ứng lại, trong mắt, nổi lên vô cùng là cảnh giác thần sắc, liền phải hô to lên tiếng, đồng thời, trong cơ thể linh lực lao nhanh, liền muốn ra tay. Diệp thần nhìn thị vệ kia, sắc mặt có chút khó coi, mới vừa gia nhập phần long điện liền bị phát hiện. Mấu chốt nhất là... Người thị vệ này bất ngờ là một tên thực lực cực kỳ kinh khủng cường giả. Diệp thần ánh mắt trầm xuống, quyết định thật nhanh, vận chuyển lên liền khai thiên linh khí, cặp mắt bên trong, lóe lên hai đạo huyền ảo phù văn, một loại làm thiên đạo cũng làm thần phục nghịch đời hơi thở, ngay tức thì từ trong cơ thể dâng lên. Nháy mắt tới giữa, Diệp thần liền là đối vậy phần long thị vệ một kiếm chém ra. Hắn rất rõ ràng, dưới mắt đã không phải là nương tay thời điểm. Hiện tại. Hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ tìm được vậy đạo hỏa mồi lửa. Tên kia phần long thị vệ, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp thần tiện tay chém ra một kiếm lại là có như vậy sợ hãi uy lực. Ở kiếm quang này dưới, hắn cả người huyết mạch tựa hồ cũng muốn làm đống kết, cho tới bây giờ không biết giá rét vì vật gì phần long nhất tộc, lần đầu tiên trong đời biết cái gì, gọi là băng hàn thấu xương. Vậy phần long thị vệ liều chết vận chuyển linh khí, đánh ra một thương, một đạo đỏ thấm thương ảnh bão tố ra. Bất luận là tốc độ, góc độ, lực lượng vân, vân, đều đã thuộc về tốt nhất ngồi, có thể. Cái này thương ảnh, ở Diệp thần kiếm quang trước mặt, liền từng tia sức đề kháng cũng không có, liền ầm ầm bể tan tành, mà vậy phần long thị vệ cũng là bị một kiếm này chém bay, ngực búng máu tươi chảy ròng, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền trọng thương ngất đi. Nếu không phải Diệp thần không có hạ tử thủ, người thị vệ này giờ phút này đã hoàn toàn mất đi. Sợ rằng liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Ngược lại không phải là Diệp thần có bao nhiêu hiền lành, chỉ là giờ phút này nếu đã không cách nào che giấu thân hình, cũng không có hủy thi diệt tích cần thiết. Diệp thần tiện tay đem người thị vệ này giấu ở xó xỉnh, thân hình một cái chớp động, thuận tiện lấy cực kỳ sợ hãi tốc độ, hướng Tuyền Nhi chỉ dẫn phương hướng đi. Trên đường đi, càng ngày càng nhiều phần long thị vệ hướng Diệp thần đánh tới, nhưng, thực lực người cao nhất cũng bất quá là còn thật cảnh hậu kỳ. Ở Diệp thần hôm nay thực lực dưới, căn bản không cách nào ngăn trở ở hắn bước chân. Rất nhanh, Diệp thần liền đi tới một nơi to lớn tẩm cung trước, mà ngăn ở trước mắt, là một đạo thủy tinh mảnh mạc,
cho dù lấy Diệp Thần thị lực đều không cách nào xuyên thấu cái này mảnh mạc thấy rõ trong tầm cung hết thảy, chỉ có thể mơ hồ thấy, phảng phất có một bóng người. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị vượt qua trước đạo mảnh mạc, tiến vào cái này trong tầm cung lúc đó, Sóc lão nhưng là chợt mở miệng nói, thằng nhóc, cẩn thận. Diệp Thần thần sắc động một cái, cho dù thần niệm bị đóng chặt đóng, người là võ giả trực giác, cũng là ngay tức thì kích thích đến trình độ cao nhất, trong phảng phất, ở hắn bên trái phía sau, có một đạo khí tức nguy hiểm truyền tới. Chân hắn bước chợt một đạp mặt đất, hoàng cung vậy vững chắc vô cùng đá xanh trên sàn nhà, đều ở đây cái này đạp một cái dưới, nổi lên tí tí vết rách, mà Diệp Thần thân hình, vậy giống như thuấn gì vậy lướt ngang vài mét. Cũng chỉ ở Diệp Thần mới vừa mau tránh ra lúc đó, hắn mới vừa đặt chân chỗ, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo cực kỳ ác liệt năng lượng, đánh vào nơi đó, đem vậy đá xanh mặt đất cũng đập ra một cái không lớn không nhỏ trong cái hố sâu. Có thể, ở Diệp Thần trước mắt, cái này trong tẩm cung vẫn là trống rỗng, một bóng người cũng không có. Che giấu. Diệp Thần cau mày, ở nơi này thần niệm bị áp chế phần long tử địa bên trong, che giấu hiển nhiên là một loại cực lớn ưu thế, đặc biệt, là ở nơi này đối phương có thể che giấu, mà mình không cách nào che giấu trong hoàng cung. Mặc dù không thấy được đối phương, nhưng, từ mới vừa một kích kia uy lực xem ra, tên này che giấu ở trong bóng tối người công kích, chí ít, cũng là còn thật chín tầng trời tồn tại. Diệp Thần âm thầm hỏi, Sóc lão, có thể cảm giác được đối phương tồn tại sao? Sóc lão nói, có thể, nhưng không cách nào cảm giác được vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định đối phương còn ở đây trong tầm cung, ta mặc dù có thể nhận ra được người này tồn tại, chỉ là bởi vì ta đối với long tộc hơi thở vô cùng là nhạy cảm thôi. Trong chốc lát, Diệp Thần thần sắc có chút âm trầm xuống, cẩn thận lưu ý quanh thân, có thể, giờ phút này công kích kia người nhưng cũng lại thuộc về yên lặng, không có xuất thủ lần nữa, tựa như hắn mục đích chẳng qua là trì hoãn thời gian vậy. Cùng lúc đó, trong hoang dã, một người một rồng đang truy đuổi lẫn nhau trước, chính là Quyền Tôn cùng Phần Long Long Hoàng. Nhưng đột nhiên gian, vậy Phần Long Long Hoàng mắt rồng chấn động một cái, lại là không chút do dự buông tha đối với Quyền Tôn truy đuổi, vừa quay người liền hướng lối vào đi vòng vèo. Quyền Tôn thấy vậy, nhướng mày một cái, xoay người lại chính là một kiếm chém ra, đối mặt một kiếm này, Phần Long Long Hoàng thần sắc trầm xuống, một móng liền đem kiếm quang bóp nát. Có thể, Quyền Tôn hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn, trường kiếm trong tay liền múa, đạo đạo sợ hãi kiếm quang nối thành một phiến kiếm trận, chính là hướng Long Hoàng trấn áp đi. Hắn thực lực có lẽ ở Long Hoàng dưới, nếu như ở phần Long Tử Địa bên trong chính diện chiến đấu lại là sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nhưng, kiếm hắn nhưng cũng không phải là Long Hoàng có thể coi nhẹ. Lấy Quyền Tôn thực lực, muốn dây dưa ở đối phương, nhưng cũng không phải là một chuyện khó. Vậy Long Hoàng gào thét một tiếng nói, loài người đáng chết, đừng ngăn trở bổn Hoàng. Nếu như bổn Hoàng con gái ra bất kỳ sơ thất nào, bổn Hoàng thề nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Cái này gầm thét chấn động tại khắp nơi, vỡ nát mảng lớn núi đá, có thể gặp Long Hoàng lúc này đã là thật sự nổi giận. Nhưng Quyền Tôn nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút nào chậm lại tốc độ xuất thủ. Hai bên liền ở nơi này trong hoang dã, lớn chiến đấu. Mỗi lần Long Hoàng phá giải Quyền Tôn chiêu thức, muốn thoát thân rời đi, Quyền Tôn cũng sẽ giống như phụ cốt chi thư như nhau dính lên tới. Phần Long Long Hoàng gặp không cách nào thoát khỏi Quyền Tôn. Điên cuồng hét lên một tiếng, chợt một cái xoay người hướng Quyền Tôn nhào tới, hắn rất rõ ràng, nếu không phải đánh bại Quyền Tôn, căn bản không có trở lại Hoàng Cung cơ hội. Cho dù hắn hôm nay đã là lòng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể đem sự chú ý, tập trung ở chiến đấu bên trên. Đối mặt Long Hoàng gần như liều mạng công kích, Quyền Tôn sắc mặt, bộc phát trắng bệch, trong cơ thể linh lực lại là lưu thủy địa dũng ra, hắn trong mắt lóe lên một chút khói mù. Lẩm bẩm, Diệp Thần, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à. Trong hoàng cung, Diệp Thần gặp vậy người đánh lén từ đầu đến cuối cất giấu, thân hình một cái chớp động liền hướng thủy tinh kia mảnh mạc vọt tới, nguyên bản yên tĩnh lại tẩm cung lần nữa náo động, mãnh liệt năng lượng hướng Diệp Thần mãnh liệt tới, có thể, lần này Diệp Thần lại là không tránh, mặc cho vậy đạo năng lượng đánh vào trên thân hình. Ầm một tiếng, một kích này trực tiếp ở Diệp Thần bụng đánh ra một cái lỗ máu. Máu tươi chảy ròng. Vậy người ẩn núp trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, người này nguyên bản còn ở lo lắng Diệp Thần sẽ nhìn thấu hắn công kích, mỗi một lần cũng có thể tinh chuẩn né tránh, có thể bây giờ nhìn lại, mới vừa chỉ là vận khí thôi. Hiện tại,
Diệp Thần chết chắc, vận khí cũng không phải là vẫn luôn có thể có. Liền đang ẩn núp người chuẩn bị ra tay chung kết bị thương nặng Diệp Thần lúc đó, trong mắt nhưng là ngay tức thì dâng lên vẻ khó tin. Vậy nhìn như khá là thương thế nghiêm trọng nhưng là không chút nào ngăn trở Diệp Thần nhịp bước, hắn như cũ thật nhanh hướng thủy tinh kia mảnh mạc tiếp theo. Nàng một kích toàn lực lại chỉ có như vậy kết quả. Mà vậy phía sau rèm người vô cùng trọng yếu, nàng là tuyệt đối không thể nào thả Diệp Thần đi qua. Trong phảng phất, tựa hồ có một đạo hơi thở mơ hồ náo động. Diệp Thần khóe miệng hơi giơ lên, hiện lên một nụ cười, nếu chính ngươi không chịu đi ra, vậy ta cũng chỉ có thể ép ngươi, mà người bất kỳ đang nóng nảy, mất đi bình tĩnh lúc đó, đều là dễ dàng nhất phạm sai lầm thời điểm. Vậy người ẩn núp tiếp liền biến đổi vị trí, đánh ra mấy lần công kích sau đó, hoặc là bị Diệp Thần chặn, hoặc là bị Diệp Thần rất miễn cưỡng khiêng xuống. Trong chốc lát, vậy ẩn núp người thật sự có chút luống cuống, tên này vẫn là loài người sao? Làm sao đánh như vậy, vậy đánh không chết, đánh không lùi. Vậy đôi ẩn giấu ánh mắt bên trong lóe lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ, thân hình chớp mắt bỗng nhiên đi tới vậy mảnh mạc trước. Diệp Thần nhận chịu như thế nhiều lần công kích, từ đầu đến cuối không có tiến hành đánh trả, hiển nhiên, căn bản không cách nào phán đoán mình vị trí, cho nên, nàng quyết định lần này nàng muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, trực tiếp đem Diệp Thần chém chết ở nơi này mảnh mạc trước. Nếu trước khi công kích cũng không có bất kỳ tác dụng, như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn thông qua xúc thế, từ đó có mạnh hơn lực tàn phá, nhưng, nếu như xúc thế mà nói, nàng đem tạm thời không cách nào tiến hành di động, nói cách khác, nếu như Diệp Thần biết nàng vị trí, liền có thể ở hắn xúc thế hoàn thành trước, làm ra phản kích. Cái này nguy hiểm trong đó nàng tự nhiên không phải không biết, bất quá, từ Diệp Thần đồng hồ giờ xem ra, hiển nhiên căn bản không cách nào bắt được nàng vị trí. Nàng âm thầm cắn răng, vô luận như thế nào đều không thể để cho Diệp Thần đến mảnh mạc sau đó. Một khắc sau, hắn cả người linh khí điên cuồng vận chuyển, bơm vào đến đoạn kiếm trong tay bên trong, một loại thuộc về duy nhất nàng kiếm pháp tắc tràn ngập ra, không ngừng nổi lên, mà ở một kiếm này nổi lên bên trong, đánh lén này người quanh thân uy thế cũng theo đó bộc phát mênh mông đứng lên. Nhưng vào lúc này, nàng con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rúm một cái. Chỉ gặp trước mắt tên kia máu tươi đầm đìa loài người nam tử lại là không khỏi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hơn nữa, nụ cười này đang là đối nàng chỗ ở phương hướng. Cái này người ẩn núp trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại vô cùng là dự cảm xấu. Nàng cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển linh lực, không để ý bị thương, trước thời hạn đem chưa xúc thế hoàn thành công kích miễn cưỡng hướng Diệp Thần đánh tới. Đáy lòng của nàng có cái thanh âm tự mình nói, không ra tay nữa. Cũng chưa có xuất thủ cơ hội. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là ngưng mắt nhìn nàng chỗ ở phương vị, khẽ mỉm cười nói, tốt phán đoán, đáng tiếc. Đi đôi với lời nói vang lên, thân hình một cái chấp động liền vô cùng dễ dàng tránh được vậy đạo vô hình kiếm khí, ầm một tiếng vang thật lớn, một kiếm này hung hăng đánh vào cung tường bên trên, toàn bộ phần long điện cũng kịch liệt lắc lư. Từ vừa mới bắt đầu, người cũng đã sai. Phốc đích một tiếng. Vậy người ẩn núp chợt phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đánh ra chưa xúc thế hoàn thành chiêu thức, cho dù đối với còn thật cảnh hậu kỳ thậm chí còn cường giả đỉnh phong mà nói, cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Nàng chặt chẽ cắn răng, hướng thanh âm vang lên phương hướng, khua kiếm chém tới, Diệp Thần tùy ý giơ trường kiếm lên, đỡ được vô hình này một kiếm. Đinh một tiếng kim thiết va chạm âm ở nơi này trong tẩm cung vang vọng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, mặc dù không thấy được ngươi. Nhưng mạnh mẽ đi nữa che giấu thuật, làm ngươi ra tay lúc đó, đều khó miễn sẽ lộ ra sơ hở. Hắn ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang, giơ tay lên một quyền, chính là hướng vậy người ẩn núp chỗ ở vị trí đánh tới. Vậy người ẩn núp sắc mặt liền trắng, giờ phút này, nàng được cắn trả tạo thành tổn thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, đối mặt Diệp Thần một quyền này, liền né tránh dư lực cũng không có. Bành một tiếng rên. Ở đó nhìn như trống trơn như vậy vị trí vang lên, rất rõ ràng, Diệp Thần đánh trúng mục tiêu. Nhưng, hắn nhưng là không khỏi được khẽ cau mày, một quyền này đánh đi lên cảm giác, thật giống như không đúng lắm. Ừ, thật giống như đánh vào trên bông vải vậy, quá mềm, cũng quá có co giãn. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh ở Diệp Thần trước mặt lộ vẻ hiện ra, tựa như không cách nào chịu đựng một quyền kia bên trong lực lượng, thân ảnh này tiếp liền hướng phía sau thối lui. Mỗi lui một bước, cũng sẽ ở cái này kiên cố trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu chân.
Diệp Thần nhìn tên này cuối cùng hiện thân người ẩn núp, trên gương mặt không khỏi lóe lên lau một cái đờ đẫn vẻ, hắn nhìn xem mình quả đấm, lại nhìn trước mặt người đàn bà này, thần sắc có chút lung túng. Xuất hiện trước mắt, là một tên một đầu lửa đỏ mái tóc dài, dung nhan tinh xảo đẹp, mặc một kiện màu bạc khôi giáp cô gái. Hơn nữa, cô gái này cùng vậy long hoàng như nhau, mặc dù trên trán sinh đối với góc nhỏ, nhưng là loài người cô gái dung mạo. Trên người nàng vậy kiện khôi giáp, đạo đạo liệt ngân, từ nơi ngực không ngừng tràn đầy kéo dài trước, ngay tức thì trải rộng đúng kiện khôi giáp. Diệp Thần mới vừa đánh tới địa phương nào, không cần nói cũng biết. Hắn có chút cổ quái nhìn tên kia phần long tộc cô gái, không biết tại sao tên này phần long tộc cô gái nhưng sinh loài người khuôn mặt, còn như vậy đẹp. Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, những máu kia mạch tinh thuần phần long tộc, vừa sanh ra cũng không phải là nửa người nửa long, mà là hoàn toàn hình rồng, cho nên, hình người hình thái, trên thực tế là bọn họ biến ảo ra, nếu là biến ảo, như vậy cùng yêu tộc giống nhau, sẽ sanh ra loài người khuôn mặt. Tên kia phần long tộc cô gái khóe miệng lộ ra một vẻ vết máu, vô cùng là không cam lòng nhìn Diệp Thần, nàng giơ lên đoản kiếm trong tay, tựa hồ còn muốn cùng Diệp Thần giao thủ, nhưng vào lúc này, ầm một tiếng trên người vậy kiện khôi giáp, ở Diệp Thần một quyền kia lực hạ, ầm ầm bể tan tành. Phần long tộc cô gái động tác, ngay tức thì động lại, nàng không nghĩ tới, vậy khôi giáp chỉ như vậy bể. Mà giờ khắc này, cô gái này cũng là lộ hàng, mê người thân thể bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Vừa xem không bỏ sót. À! Một tiếng thét chói tai, vang dội cả tòa phần long điện, phụ nữ kia mặt đẹp đỏ tươi, nguyên bản cũng đã người bị thương nặng nàng, ở nơi này kích thích dưới, trực tiếp ngất đi. Diệp Thần nhìn trước mắt ngã nằm dưới đất, không phòng bị chút nào phần long tộc cô gái, có chút khó khăn thu hồi ánh mắt, vung tay lên đem một kiện trường bào đeo vào cô gái kia thân thể mềm mại bên trên, rồi sau đó, liền xoay người hướng mảnh mạc sau đó đi tới. Hiện tại, cũng không phải là thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, hắn muốn tranh đoạt từng giây từng phút cướp ở phần long long hoàng chạy về trước, đạt được đạo hỏa mồi lửa. Có thể, làm hắn vượt qua vậy đạo mảnh mạc, nhưng lại là không khỏi hơi sững sờ. Chỉ gặp, ở đó mảnh mạc sau đó, là một tấm giường ngọc, mà ở giường ngọc bên trên, nằm một tên còn nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ này, giờ phút này tựa hồ đang ngủ say bên trong, nàng giống vậy sinh một tấm loài người khuôn mặt. Chỉ là màu da vô cùng là trắng bệch, sức sống cũng vô cùng yếu ớt, tựa như một tòa ở gió lớn bên trong lảo đảo muốn ngã cát lầu. Hơn nữa, tên thiếu nữ này tản ra cùng long hoàng tương tự huyết mạch hơi thở, hắn bất ngờ vậy có vương loại huyết mạch. Đồng thời, một tòa trận pháp bao phủ tờ nguyên giường ngọc, mà ở trận pháp bên trong đang thiêu đốt một đóa tia lửa. Tia lửa này bên trong, hàm chứa một loại cực kỳ tinh thuần hỏa chi đạo vận. Ngọn lửa ánh sáng màu cùng vậy úy linh hỏa thạch khá làm tướng tựa như, từng cây một xiềng xích quấn quanh trên đó, hiển nhiên, tòa trận pháp này đem thiếu nữ giam cầm ở trận pháp bên trong, nóng bỏng ánh lửa ánh chiếu ở cô gái kia trên mình. Thấy tia lửa này ngay tức thì, Diệp Thần đầu óc bên trong, liền vang lên Nhan Tuyển Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng nói, chủ nhân, đây chính là đạo hỏa mồi lửa. Diệp Thần có chút không hiểu nhìn trước mắt một màn nói, đây là... Sóc Lão trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, chẳng lẽ là huyết mạch lên cấp? Diệp Thần thần sắc động một cái nói, huyết mạch lên cấp. Sóc Lão nói, xem loại này có vương loại huyết mạch long tộc hậu duệ, có cơ hội huyết mạch lên cấp sau đó, trong cơ thể vương loại huyết mạch sẽ thành được hơn nữa đậm đà, hoặc là, sinh ra loại nào đó không biết biến dị. Bất quá, bất kể là kia loại kết quả, cũng sẽ đối với thân thể của chủ nhân sinh ra gánh nặng cực lớn. Bởi vì, huyết mạch lên cấp, cần vô cùng là năng lượng khổng lồ, hơn nữa năng lượng muốn cùng huyết mạch này thuộc tính phù hợp. Như phần long nhất tộc vương loại huyết mạch, liền cần vô cùng là cường đại thuộc tính lửa năng lượng, để duy trì huyết mạch lên cấp, nếu không, chàng này cơ duyên đem sẽ hoàn toàn kéo sập thân thể của chủ nhân. Thiếu nữ này trong cơ thể hiển nhiên không có đầy đủ thuộc tính lửa năng lượng, mà vậy long hoàng lấy đạo hỏa mồi lửa, vì cũng không phải mình, mà là trước mắt tên thiếu nữ này. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nếu như hắn lấy đi đạo hỏa mồi lửa, vậy thì đồng nghĩa với. Hắn nhìn vậy trên giường ngọc thiếu nữ một mắt, lắc đầu một cái, đối với Nhan Tuyển Nhi hỏi, Tuyển Nhi, người có thể thu phục cái này lửa mồi lửa sao? Nhan Tuyển Nhi cười một tiếng nói, nguyên bản, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng, có cái này cái đá trứng sau đó sẽ ung dung rất nhiều.
Diệp Thần không do dự nữa, gật gật đầu nói, đã như vậy, động thủ đi. Một khắc sau, một đạo bé gái bóng người liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, ở trước người của nó lơ lửng một quả màu vàng đen đá trứng, nàng nhìn vậy xanh thẳm tia lửa, mắt to bên trong thành tựu xuất sắc liền liền, ngay tức thì, liền hướng trận pháp kia nhào tới. Kim ngọn lửa màu bạc, từ bé gái trong cơ thể mãnh liệt ra, ngay tức thì đem trận pháp kia màn sáng, hòa tan ra một cái lỗ thủng to, đúng tòa trận pháp, ở ngọn lửa dưới, hoàn toàn bể tan tành. Đạo hỏa mồi lửa lấy được tự do lần nữa, ánh lửa ngay tức thì chói mắt đứng lên, tựa hồ sẽ phải rời khỏi nơi này, có thể, ngay tại lúc này, một quả màu vàng đen đá trứng bỗng nhiên hướng lửa kia loại bay đi. Mồi lửa cùng đá này trứng tới giữa, tựa hồ có chút cảm ứng, tựa như tìm được nhà vậy, ngay tức thì tràn vào vậy đá trứng bên trong. Nhan Tuyền Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lóe lên vẻ vui mừng, cuồn cuộn kim ngọn lửa màu bạc xông ra, bọc lại vậy cái đá trứng, giữa đường lửa mồi lửa, theo bản năng cảm giác được có cái gì không đúng lúc đó, cũng đã quá muộn. Chỉ có một chút vùng vẫy, rất nhanh, cũng bị đạo linh lửa lực lượng, áp chế xuống. Diệp Thần tim đập, mơ hồ ra tốc đứng lên, truyền thuyết này bên trong đạo hỏa mồi lửa, rốt cuộc rơi vào trong tay hắn. Bất quá Diệp Thần ngay tức thì bình phục lại. Hắn ánh mắt lần nữa trở lại cô gái kia trên mình, cổ tay lộn một cái, sát kiếm lần nữa rơi vào trong tay. Hắn tay cầm trường kiếm, chậm rãi hướng vậy giường ngọc đi tới. Trong tẩm cung, vậy bảo vệ thiếu nữ này phần long tộc cô gái, giờ phút này vậy khôi phục ý thức, nhưng, thương thế như cũ vô cùng là nghiêm trọng, nàng vùng vẫy leo đến bước rèm sau đó, khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc đó, mắt dọc ngay tức thì co rúm một cái, kinh hô, không muốn. Mấy phút sau đó, màu máu không khí bên trong, một đạo thân ảnh ở hoang dã bên trong thật nhanh chạy, ngay tại lúc này, một tiếng rồng ngâm vang khắp thiên địa. Thân ảnh kia chợt một lần, hơi quay đầu, hướng sau lưng phần long chủ thành nhìn, chỉ gặp, một cái trăm trượng cự long đã hạ xuống chủ kia thành bên trong. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang suy tư cái gì, một lát sau, mới lần nữa lên đường. Nửa giờ sau đó, hắn liền đi tới một nơi quái thạch gầy trơ xương trên vách đá dựng đứng. Hắn ngừng lại, đứng ở tuyệt bích trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Không lâu lắm, một đạo có chút thanh âm khàn khàn, ở sau lưng vang lên nói, Diệp Thần, ngươi tới. Diệp Thần xoay người, chỉ gặp, xuất hiện trước mặt hắn liền một tên nhìn qua có chút yếu ớt chàng thanh niên. Chính là Quyền Tôn. Giờ phút này, Quyền Tôn bạch bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hiển nhiên đang cùng Long Hoàng chiến đấu bên trong, bị thương. Diệp Thần nhìn về phía Quyền Tôn nói, tiền bối. Quyền Tôn mỉm cười nói, quả nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng, vậy Long Nguyên Châu, ngươi lấy được không? Diệp Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, không có. Chưa. Quyền Tôn nghe vậy, khẽ cau mày, thần sắc tựa hồ âm trầm xuống, bất quá, ngay sau đó, hắn chính là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, xem ra, chí bảo này cùng ta vô duyên. Vậy đạo hỏa mồi lửa đâu? Diệp Thần nói, đạo hỏa mồi lửa ngược lại là ở ta trong tay. Quyền Tôn trên mặt vẻ cười khổ, càng đậm một phần nói, chúc mừng ngươi, đã như vậy, chúng ta cái này liền rời đi cái này phần long tử địa đi, nếu không, vậy Long Hoàng sợ rằng sẽ đuổi theo nữa. Vừa nói, Quyền Tôn liền hướng Diệp Thần đi tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là ngưng mắt nhìn Quyền Tôn, nhàn nhạt nói, Quyền tiền bối, ở chỗ này trước. Có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Diệp Thần sắc mặt bình thản nói, trên thực tế, cái này trong hoàng cung căn bản không có cái gì rồng nguyên châu, có đúng hay không? Ừ. Quyền Tôn nghe vậy, có chút không hiểu nhìn Diệp Thần nói, có ý gì? Diệp Thần nói, long tộc bên trong, căn bản không có cái gì cung phụng long nguyên châu truyền thống, mà tiền bối ngươi nói là để cho ta tiến vào hoàng cung trước, vì ngươi lấy được long nguyên châu. Nhưng đối với con rồng này Nguyên Châu vị trí cụ thể, nhưng nói không rõ ràng, duy nhất để cho ta biết, chính là con rồng này Nguyên Châu cùng đạo hỏa mồi lửa, cùng tồn tại một cung bên trong. Dẫu sao, nếu không phải như thế, muốn để cho ta đạt được đạo hỏa mồi lửa đồng thời, lại đạt được con rồng này Nguyên Châu, sợ rằng không dễ dàng đâu. Quyền Tôn nghe vậy cười một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi tưởng tượng lực có chút phong phú, mặc dù ngươi không có tìm được Long Nguyên Châu. Nhưng ta cũng không có ý trách ngươi, không cần lo lắng. Phải không? Diệp Thần đột nhiên cổ tay lộn một cái, một quả đá trứng xuất hiện ở trong tay nói, như vậy, ta hiện tại đem cái này lửa mồi lửa cắn nuốt,
đối với tiền bối mà nói, chắc không có bất kỳ ảnh hưởng chứ. Quyền Tôn nghe vậy, trên mặt nụ cười đột nhiên có một cái chớp mắt cứng ngắc. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, cái này lửa mồi lửa, mới là mục đích thật sự của ngươi. Quyền Tôn nhìn Diệp Thần ánh mắt, đột nhiên có chút chơi mùi nói, ta thật là tò mò, nếu ngươi như vậy cho rằng, vì sao còn phải đi tới chúng ta trước đó ước định xong đụng đầu địa điểm. Diệp Thần nói, cho dù ta chưa có tới, ngươi muốn tìm được ta cũng không là một chuyện khó đi, nếu không, cần gì phải ở trên người ta, lưu lại một đạo dấu vết đâu. Quyền Tôn nghe vậy, trầm mặc chốc lát. Sau đó nhưng là nhẹ nhàng thở dài một cái, mặt đầy vẻ tiếc nuối địa đạo, có lúc, người quá thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Giờ khắc này, hắn trên mặt vậy tơ ôn hòa, hoàn toàn tan thành mây khói, nụ cười vậy bộc phát tàn nhẫn đứng lên nói, nguyên bản, ta còn dự định để cho ngươi tại chưa có bất kỳ thống khổ dưới tình huống, rời đi cái thế giới này đây. Phần Long Điện bên trong, một tên người đàn ông trung niên, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, rất nhanh tiến vào một gian trong tẩm cung. Hắn xuyên qua mành mạc, sắc mặt trầm xuống, chỉ gặp mình là con gái chuẩn bị đạo hỏa mồi lửa, đã không cánh mà bay. Giữa lúc hắn mặt giận dữ, chuẩn bị đem mồi lửa đoạt về lúc đó, nhưng là ánh mắt chớp mắt, thấy được khắc ở trên tường một hàng chữ lớn. Nguyên bản mặt giận dữ long hoàng, ánh mắt run lên bần bật. Quyền Tôn tiếng nói vừa dứt, thần sắc ngay tức thì thâm độc xuống, một chuôi trong suốt trường kiếm rơi vào trong tay, bỗng nhiên hướng về phía Diệp Thần. Một kiếm chém tới. Lạnh thấu xương kiếm quang, chút xuống ra, tựa hồ ngay tức thì đem Diệp Thần kéo vào một cái hoàn toàn do kiếm đạo quy luật nơi tạo thành dị không gian bên trong. Vô tận kiếm quang, bao phủ quanh thân, căn bản liền né tránh cơ hội, cũng không có. Mà Diệp Thần, từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ, một hơi một tí, thậm chí, liền phản kháng cũng không có phản kháng hình dáng. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang bên trong cả tòa tuyệt bích cũng trải rộng đạo đạo liệt ngân, tựa như sắp sụp đổ vậy, đầy trời bụi đất tung bay. Quyền Tôn ánh mắt chớp động một tí, hơi nhíu mày, mới vừa một kiếm kia, tựa hồ có cái gì không đúng. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cát bụi, hướng Diệp Thần chỗ chỗ nhìn, nhưng là chợt con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, ở nơi đó tựa như xuất hiện hai đạo thân ảnh. Quyền Tôn trong cơ thể thái chân cảnh khí tức cường đại, ngay tức thì xông ra, một hồi gió lớn kích động. Đem đầy trời bụi mù thổi tan, làm hắn thấy rõ ràng, cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ là người phương nào lúc đó, sắc mặt ngay tức thì khó coi. Giờ phút này, đứng ở Diệp Thần trước người, bất ngờ là một tên mặc màu đỏ long bào người đàn ông trung niên, Phần Long Long Hoàng. Vậy Long Hoàng quét Diệp Thần một mắt, lạnh lùng nói, thằng nhóc, người nói người có thể trị hết con gái ta. Người tốt nhất không phải gạt ta, nếu không. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, mời Long Hoàng yên tâm. Ngươi hẳn rất rõ ràng, ta có thể tiến vào cái này Phần Long tử địa, là bởi vì cái gì, hiện tại. Hắn nhìn về phía Quyền Tôn, trong mắt ý định giết người bay lên nói, trước hay là đem người trước mắt giải quyết đi. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền phát hiện Quyền Tôn dự định, vì vậy, ở Phần Long trong điện hắn ở trên tường khắc xuống liền tin tức, cứu trị Long Hoàng con gái làm giá, mời Long Hoàng xuất thủ tương trợ. Diệp Thần tính cách từ trước đến giờ là có ân báo ân. Có cửu báo cửu, có người muốn giết hắn, hắn liền muốn giết người, cho dù đối phương là thái chân cảnh cường giả, cũng giống vậy. Hôm nay, hắn tuyệt sẽ không để cho Quyền Tôn còn sống rời đi Phần Long tử địa. Huống chi, thù đã kết, hắn cũng không hy vọng có cái kinh khủng như vậy siêu cấp cường giả trong bóng tối tính toán mình. Quyền Tôn sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Diệp Thần nói, ngược lại là Quyền mỗ xem thường ngươi, ha ha, bất quá. Ngươi lấy là kéo lên cái này Phần Long Long Hoàng vì ngươi động thủ, liền có thể giết ta. Hắn trong mắt, lóe lên như chó sói vậy tàn bạo ánh sáng nói, ta có thể từ trong tay hắn chạy khỏi một lần, là có thể chạy khỏi lần thứ hai, mà một khi, ta rời đi cái này Phần Long tử địa. Quyền Tôn khóe miệng dương lên một cái vô cùng thâm độc nụ cười nói, ta bảo đảm, biết nhúc nhích dùng ta hết thảy lực lượng, đem ngươi từ thiên nhân vực xóa bỏ, không chỉ là ngươi. Liền Bắc Lăng Thiên Điện cũng phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Đối với Quyền Tôn uy hiếp, Phần Long Long Hoàng mắt dọc bên trong sát khí cùng nhau, nói, loài người, bỏ mặc ngươi là ai, bổn hoàng có thể không cho phép ngươi từ trong tay của ta chạy trốn hai lần. Tiếng nói vừa dứt, thân hình động một cái, liền biến thành một cái ngút trời cự long, lôi cuốn vô tận oai rồng, hướng Quyền Tôn nhào tới. Quyền Tôn thấy vậy, thần sắc đông lại một cái,
hắn rất biết mình khỏe hẳn lúc đều ở đây cùng Long Hoàng chiến đấu bên trong bị thương mới miễn cưỡng chạy khỏi, hơn nữa còn là ở Long Hoàng không muốn cùng dây dưa dưới tình huống. Hôm nay đối mặt Long Hoàng, dùng thông thường thủ đoạn, đã rất khó từ trong tay thoát thân. Một khắc sau, Quyền Tôn chợt cầm trong tay trong suốt trường kiếm, giơ ở trước ngực, khẽ quát một tiếng nói, lục huyết kiếm, mở. Từng cái màu máu phù văn theo thứ tự ở trên thân kiếm sáng lên, nguyên bản trong suốt trường kiếm theo huyết sắc này phù văn sáng lên, dần dần biến thành màu máu, mà mỗi thắp sáng một cái phù văn, Quyền Tôn thân thể liền sẽ hung hăng run rẩy một tí, mà dung nhan cũng theo đó giả nua một phần. Mà cùng lúc đó, chuôi này yêu dị trường kiếm cùng bản thân hơi thở nhưng cũng bộc phát cường thịnh đứng lên. Làm trên thân kiếm 7 cái phù văn toàn bộ thắp sáng lúc đó, nguyên bản nhìn như trẻ tuổi, anh Tuấn Quyền Tôn đã biến thành một tên tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn ông già. Nhìn như, so Thiên Lão cũng còn muốn già một phần. Diệp Thần con người có giúp một cái, thần sắc cũng có chút âm tình bất định đứng lên, cái này Quyền Tôn ngược lại cũng là một người tàn nhẫn. Hắn biết, Quyền Tôn là thông qua trong tay thanh trường kiếm kia, thiêu đốt sinh mạng căn nguyên cùng thọ nguyên, thi triển loại nào đó cường hóa tự thân bí pháp. Loại này bí pháp từ trước đến giờ đều là giá phải trả càng lớn, hiệu quả càng mạnh, hôm nay Quyền Tôn trả giá to lớn như vậy giá phải trả, Long Hoàng còn có thể hay không đem chu diệt ở nơi này phần Long Tử Địa bên trong. Giờ phút này, Quyền Tôn đôi mắt biến thành màu máu, hắn nhìn vậy bay vút lên mà đến phần Long Long Hoàng, giữ tợn cười một tiếng. Cả người màu máu sát khí dâng trào ra, giơ tay lên một kiếm, hướng về phía Long Hoàng chém tới. Một đạo tà dị vô cùng huyết sát kiếm quang, ở nơi này phần Long Tử Địa bên trong, phóng lên cao. Quyền Tôn vốn là kiếm chiêu, trên thực tế đã vô cùng là cường đại, nhưng, hôm nay một kiếm này, lại là so với lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Cho dù là phần Long Long Hoàng giờ phút này cũng là con người co rúc lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn cả người oai rồng rung động. Một quả màu vàng quả cầu lửa, ở trong miệng cháy, giống như đạn đại bác vậy, hướng huyết sắc kia kiếm quang, đánh ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng kia quả cầu lửa cùng huyết sắc kiếm quang lại là ở nơi này va chạm dưới, song song mất đi. Nổ bên trong, Quyền Tôn ngay tức thì hóa là một đạo huyết ảnh, hướng bầu trời bên trong bay đi, thì phải bỏ chạy, có thể đây là vậy phần Long Long Hoàng, nhưng là chỉ vào uy lực nổ tung hướng Quyền Tôn vào tới. Trên người miếng vảy bộ phận bể tan tành, nhưng, không có bị tổn thương quá lớn. Giờ phút này, Long Hoàng cả người vòng quanh một tầng ngọn lửa màu vàng, mỗi một cái động tác bên trong cũng tản ra trình độ cao nhất bạo liệt hơi thở. Hắn phát ra một tiếng rồng ngâm, hướng về phía Quyền Tôn đánh ra một đạo hỏa diễm long chảo. Quyền Tôn thấy vậy, chửi nhỏ một tiếng nói, đáng chết. Nhưng, đối mặt Long Hoàng một kích toàn lực, cũng chỉ được xoay người lại xuất kiếm lần nữa đem một chảo này chặn. Trong chốc lát, Long Hoàng cùng Quyền Tôn lập trường tựa hồ cùng lúc trước đều quay lại. Đối mặt Long Hoàng vậy gần như điên cuồng, liều mạng, không sợ chết lối đánh, Quyền Tôn rất nhanh liền phát hiện, nếu như hắn muốn rời đi nơi đây, ít nhất cũng phải đem Long Hoàng trọng thương mới có thể làm được. Làm như vậy, nguy hiểm tự nhiên lớn hơn, dẫu sao dựa vào lục huyết kiếm cường hóa tự thân nhưng mà có lúc giới hạn, hơn nữa, thời gian một chút đều không dài. Nhưng, nếu như hắn thành công, liền có thể trực tiếp nghịch chuyển toàn bộ thế cục, đem Diệp Thần tại chỗ chém giết à. Quyền Tôn trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, hắn ngược lại cũng là một người quyết đoán, quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, liền lại nữa chạy trốn, mà là cùng Long Hoàng chiến ở một nơi. Thi triển lục huyết kiếm sau đó, Quyền Tôn thực lực bạo tăng, máu kia sát kiếm khí kích động tới giữa, cho dù là Long Hoàng đều là bị áp chế ở hạ phong, mảng lớn máu rồng vẩy vào mặt đất bên trên. Phải rồng mảnh vỡ, rối rít lên cao từ trên trời hạ xuống. Không tới một nén nhang thời gian, Long Hoàng cũng đã vết thương chồng chất. Nhưng, dù vậy, Long Hoàng nhưng cũng vẫn không có lùi bước chút nào ý. Hắn cùng Diệp Thần ước định, chính là chém giết Quyền Tôn sau đó, Diệp Thần liền xuất thủ cứu trị con gái hắn, đạo linh lửa cũng là Long Hoàng hôm nay hy vọng duy nhất. Cho nên, trận chiến này, hắn cho dù chết cũng phải kéo Quyền Tôn cùng xuống nước. Diệp Thần ánh mắt không ngừng chớp động, đột nhiên, hắn lẩm bẩm nói, xem ra, là phải dùng chiêu đó. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần liền hướng kinh khủng kia chiến trường đi tới, đặc thù khai thiên linh khí ở kinh mạch bên trong dòng nước chảy, mỗi bước lên trước, hơi thở liền mạnh mẽ một phần, cặp mắt bên trong luân hồi phù văn yếu ớt lóe lên. Giờ phút này, Long Hoàng ánh mắt chớp mắt,
lại là kiên quyết đương đầu trước một đạo huyết sát kiếm khí, chợt hướng quyền tôn nhào tới, vậy nồng nặc kiếm sát xé Long Hoàng miếng vảy, ở hắn thân rồng bên trên để lại một đạo 10 mét dài vết thương khổng lồ, máu tươi cuồn cuộn xuống. Quyền tôn thấy vậy cả kinh, cái này phần Long Long Hoàng muốn làm gì? Ngay tại lúc này, Long Hoàng thân thể nhanh chóng co rút lại, thoáng qua liền biến thành cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu thể hình, một cái chớp động liền quấn quanh ở quyền tôn trên thân hình, cả người ngọn lửa hừng hực, tựa hồ, muốn đem quyền tôn thiêu hủy hầu như không còn. Quyền tôn thấy vậy, trên mặt nhưng là hiện lên vẻ mừng như điên vẻ, hắn quanh thân huyết sát cuồn cuộn, ngăn cản Long Hoàng ngọn lửa, đồng thời trong tay lục huyết kiếm phát ra một tiếng như khóc như cười ông minh, huyết quang đại thịnh. Quyền tôn khẽ quát một tiếng nói, lục huyết kiếm trận. Một đạo mây máu bỗng nhiên ở hắn quanh thân hiện lên, chậm rãi nổi lên, vô biên kiếm ý từ máu kia vân bên trong, tràn ngập ra, cho dù là Long Hoàng cảm giác được vậy sợ hãi kiếm ý, đều là không khỏi con ngươi chấn động một cái. Nếu là bị cái này mênh mông kiếm khí ở như vậy dưới khoảng cách xuyên thủng thân thể, cho dù lấy hắn vương loại huyết mạch chỉ sợ cũng sẽ ngay tức thì trọng thương chứ. Bất quá, Long Hoàng nhưng là hung hãn cắn răng một cái không chút nào buông lỏng đối với quyền tôn trói buộc. Quyền tôn trên mặt vui mừng, bộc phát nồng nặc, hắn không biết Long Hoàng này là bị điên gì, nhưng, cái loại này không cách nào né tránh, nhúc nhích mục tiêu sống, nhưng mà kiếm tu thích nhất à. Đặc biệt là xem hắn như vậy vô cùng cường đại kiếm tu. Những cái kia chân chính lực tàn phá nghịch thiên chiêu thuật, thường thường, cũng rất khó đánh chúng cùng cấp đối thủ, ví dụ như, cái này lục huyết kiếm trận. Có thể, hiện tại, phần Long Long Hoàng nhưng là đem điều này thật tốt cơ hội đưa đến mình trước mặt. Hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Rất nhanh, từng đạo kiếm quang liền từ máu kia vân bên trong tách thả ra ra, miếng vảy vỡ vụn, bắp thịt biến dạng, xương cốt gãy lìa thanh âm không ngừng ở nơi này hoang dã bên trong vang lên. Từng cái lỗ máu xuất hiện ở Long Hoàng trên thân hình, kiếm này trận chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã đối hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Long Hoàng ánh mắt trầm ngưng vô cùng, hắn sở dĩ lại đột nhiên đem quyền tôn quấn quanh ở, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần trước khi giao phó à. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn có phải hay không có chút quá tín nhiệm tiểu tử này. Cho dù thằng nhóc này chiến thắng Long Phỉ vậy nha đầu, biểu hiện ra cực mạnh thực lực kinh khủng. Có thể tưởng tượng phải dựa vào hắn đánh bại quyền tôn, không khỏi vậy hơi quá không tưởng tượng nổi chứ. Mà giờ khắc này, quyền tôn đã cười, nắm chặt phần thắng, tựa như đã thấy mình đem phần Long Long Hoàng cùng Diệp Thần cùng nhau chém chết, đoạt đắc đạo lửa mồi lửa một màn kia. Hắn có tự tin, ở kiếm trận thành hình một khắc kia, có thể ngay tức thì trọng thương, thậm chí còn chém chết phần Long Long Hoàng à. Trên thực tế, cho dù hiện tại phần Long Long Hoàng buông ra trói buộc, lấy thương thế, sợ rằng đều không cách nào lại lưu lại quyền tôn. Dĩ nhiên, quyền tôn hiện tại đã đến gần đèn cạn dầu, nếu như tới một người còn chân cảnh cường giả đỉnh phong, hắn đều có thể không địch lại. Nhưng dưới mắt, làm sao có thể xuất hiện loại người này đâu? Có thể, ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp, khó hiểu, cổ xưa âm luật, bỗng nhiên ở giữa đất trời này hiện lên, Long Hoàng cùng quyền tôn nghe được cái này âm luật ngay tức thì đều là ánh mắt chớp mắt. Theo bản năng bị thanh âm này hấp dẫn, hướng hắn chuyển tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, một tên thanh niên đang hướng bọn họ đi tới, trong miệng tựa hồ ở tụng nhớ tới kinh văn gì, nhưng kinh văn này vừa ra miệng lại là giống như âm nhạc vậy, tự thành nhịp điệu. Mà tụng niệm kinh văn Diệp Thần cũng là tản mát ra một loại gần như thần thánh vậy trang nghiêm khí tượng. Cùng lúc đó, từng đạo đen nhánh đường vân ở Diệp Thần tay trái bên trên duyên thân, dần dần bao phủ hắn một nửa cánh tay. Quyền tôn nhìn Diệp Thần, khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Lại còn ba cái hô hấp, kiếm hắn trận liền phải hoàn thành, mà khi đó chính là Diệp Thần ngày rỗ. Hắn biết, Diệp Thần rất nghịch thiên, có thể muốn ở nơi này ba cái hô hấp bên trong, đánh bại mình. Ha ha, cho dù là bây giờ phần Long Long Hoàng cũng chưa chắc làm được. Cái này Diệp Thần, lấy là mình có chút thiên phú, thì thật vô địch thiên hạ. Ở quyền tôn xem ra, Diệp Thần bất luận đùa bỡn chính là thủ đoạn gì, hết thảy đều đã định trước. Diệp Thần bước chân, càng lúc càng nhanh, tụng niệm kinh văn tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, hắn trên gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, trán đã rịn ra tầng mồ hôi mịn, mà vậy trên cánh tay màu đen đường vân vẫn còn tiếp tục leo lên. Trên thực tế, quyền tôn phán đoán trình độ nào đó là đúng. Lấy quyền tôn thực lực, Diệp Thần cho dù thi triển diệt tuyệt thần quang,
chỉ sợ cũng không cách nào giết hắn, cho nên, muốn trong vòng thời gian cực ngắn này, đem Quyền Tôn tiêu diệt, như vậy thì chỉ có vận dụng so diệt tuyệt thần quang kinh khủng hơn thần thông. Mà ửng đỏ bên trong tản ra kiếm sát càng ngày càng ác liệt, phần long long hoàng thân thể đã bắt đầu khẽ run, tựa như sắp đến cực hạn. Rất nhanh, hai cái hô hấp thời gian liền qua. Quyền Tôn nụ cười hoàn toàn tách thả ra, mà phần long long hoàng ánh mắt nhưng là phai nhạt xuống, chẳng lẽ ngày hôm nay, hắn và Diệp Thần cũng phải chết ở chỗ này. Quyền Tôn thần sắc một nghiêm túc thì phải đem vậy lục máu kiếm trận uy lực hoàn toàn thả ra ngoài, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là chợt từ trên mặt đất tung người lên, thoáng qua tới giữa, liền xuất hiện ở Quyền Tôn trước người. Đối với Diệp Thần vậy đôi đen thui con ngươi, Quyền Tôn chẳng biết tại sao, tim lại là chợt co rúc lại một tí. Giờ phút này, đôi tròng mắt kia bên trong, tản ra phảng phất là vô tận mất đi hơi thở. Một loại vô cùng là cảm giác xấu xông lên đầu, Quyền Tôn đột nhiên đấu tranh, nguyên bản còn đối với Diệp Thần bất thiết nhất cố Quyền Tôn, giờ khắc này, nhưng là sợ. Một tiếng lạnh như băng, lãnh đạm thanh âm nam tử, ở hắn vang lên bên tai nói, lục đạo luân hồi pháp, diệt nói. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần vậy chỉ bị đen nhánh đường vân phân bố bàn tay, nháy mắt tức thì, xuyên thấu Quyền Tôn hộ thân huyết sát, đè ở Quyền Tôn trên trán. Thời gian, phảng phất dừng lại, toàn bộ phần long tử địa cũng làm định cách. Một loại không cách nào hình dung mất đi hơi thở bồng bềnh ở cái này ở giữa thiên địa, giờ khắc này, phần long long hoàng trong lòng tựa hồ có loại cảm giác, tựa như cả thiên đạo cũng sẽ ở Diệp Thần cái bàn tay này xuống bể tan tành chứ. Một khắc sau, lúc ấy gian bắt đầu lần nữa lưu động lúc đó, ầm một tiếng, Quyền Tôn đầu lâu cứ như vậy ở Diệp Thần bàn tay dưới, trực tiếp nổ tung mở, liền thần hồn cũng hoàn toàn biến thành hư không. Vậy cái thi thể không đầu mất đi huyết sát bảo vệ, ở long hoàng ngọn lửa dưới thiêu hủy được không còn một mống. Trong chốc lát, phần long long hoàng có chút ngây ngốc nhìn một màn này, ngay sau đó, mắt rồng bên trong hiện lên vô cùng là chấn tủng thần sắc. Quyền Tôn lại chết như vậy. Dù là Quyền Tôn bị mình kiềm chế, cũng không khả năng chỉ đơn giản như vậy chết tại một cái càn khôn cảnh tiểu tử trên tay à. Hắn nghĩ tới Diệp Thần ra tay sau rất nhiều loại có thể, nhưng, chính là không có nghĩ đến, Diệp Thần nhất kích trực tiếp giết trong nháy mắt. Đừng xem nhẹ vậy hộ thân huyết sát, phần long long hoàng thân là vương loại long tộc, ngọn lửa mạnh đã xa xa vượt qua thần hỏa, có thể, tạm thời nửa khắc, như cũng không cách nào đột phá Quyền Tôn huyết sát. Có thể, Diệp Thần tay nhưng phảng phất có ma lực vậy dễ dàng liền làm được. Hết thảy các thứ này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi à. Luân hồi, diệt đạo mấy chữ này, sợ rằng sẽ bị phần long long hoàng vĩnh viễn khắc ghi ở sâu trong đáy lòng. Cái này luân hồi diệt đạo chính là Diệp Thần ở trên trời sách sách cổ bên trong, lĩnh ngộ được thần thông. Giờ phút này, Diệp Thần thân hình thoát một cái, bỗng nhiên từ không trung rớt rơi xuống. Hắn khóe miệng không ngừng khạc ra máu tươi, hơi thở cực độ uể oải. Giống như sắp chết dấu hiệu. Phần long long hoàng ánh mắt chớp mắt, lần nữa biến thành hình người, đem Diệp Thần tiếp lấy hỏi, thằng nhóc, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần chật vật lắc đầu một cái, nhưng là đột nhiên mặt hiện vẻ thống khổ, chợt đè xuống cánh tay trái của mình. Long hoàng ánh mắt rơi vào Diệp Thần vậy nguyên bản bị đen nhánh đường vân bao trùm cánh tay lúc đó, nhưng là mặt hiện vẻ kinh dị. Không nhịn được hỏi, thằng nhóc, tay ngươi. Giờ phút này, Diệp Thần tay lại là tựa như bị axit hòa tan vậy, bốc lên khói xanh, từng điểm tan rã. Diệp Thần nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Luân hồi diệt nói, chỉ có ở Diệp Thần mở luân hồi huyết mạch dưới tình huống mới có thể thi triển, hơn nữa, còn sẽ duy nhất tiêu hao nhiều khai thiên linh khí. Mấu chốt nhất là, sử dụng xong sau đó, Diệp Thần sẽ tạm thời rơi vào yếu ớt bên trong, hơn nữa. Cái này luân hồi diệt đạo lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù lấy Diệp Thần hôm nay thể chất như cũ không cách nào hoàn mỹ chịu đựng, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực miễn cưỡng duy trì chốc lát, sau đó, hắn cánh tay liền sẽ bắt đầu phá hoại. Dĩ nhiên, uy lực cũng là cực kỳ sợ hãi, chỉ cần bị hắn cái tay này chạm được, thái chân cảnh cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Bất quá, nếu như đối mặt đỉnh cấp Quyền Tôn, Diệp Thần căn bản không có cơ hội thi triển. Nói tóm lại, luân hồi diệt nói, mặc dù cường hãn, nhưng, tác dụng phụ cùng với giá phải trả cũng là to lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không biết sử dụng. Diệp Thần hơi khôi phục một ít, đem Quyền Tôn chuôi này lục huyết kiếm cùng với túi đựng đồ lấy đi sau đó, liền đối với phần long long hoàng mở miệng nói, long hoàng, đi chủ thành đi,
hôm nay công chúa không có đạo hỏa mồi lửa năng lượng chống đỡ, thân thể không kiên trì được quá lâu. Long Hoàng nghe vậy, chợt gật đầu một cái, liền trực tiếp nắm Diệp Thần chiều chủ thành bay đi, không lâu lắm, hai người liền đi tới vậy phần long trong điện. Giờ phút này, Diệp Thần cánh tay mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn mọc ra, nhưng thân thể đã khôi phục mấy phần. Hắn đi tới công chúa mép giường, âm thầm đối với Nhan Tuyền Nhi nói, Tuyền Nhi, đem ngươi ngọn lửa rót vào cái này công chúa trong cơ thể, giúp hắn hoàn thành huyết mạch lên cấp. Một khắc sau, một đạo vàng bạc ngọn lửa ngay tức thì tràn vào công chúa trong cơ thể, điên cuồng đốt đốt, phần long công chúa thân thể mềm mại bên trên ngay tức thì dâng lên đạo đạo hỏa quang. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, huyết mạch lên cấp điều kiện, hắn đã cung cấp cho tên thiếu nữ này, còn như, có thể không thể lên cấp thành công liền xem chính nàng. Long Hoàng cùng tên kia là Long Phỉ cô gái đều là vô cùng là khẩn trương nhìn trước mắt một màn, âm thầm cầu nguyện công chúa nhỏ có thể bình yên vô sự. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đột nhiên hướng vậy công chúa nhỏ một chút, một đoàn vàng bạc ngọn lửa liền lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Long Hoàng có chút lo lắng hỏi, oanh nhi nàng thế nào? Diệp Thần đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, trên giường ngọc thiếu nữ nhưng là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Hoàng nói, phụ hoàng. Long Hoàng nghe vậy, thân hình cao lớn hung hăng run lên, cái này uy nghiêm nam tử đang bị quyền tôn kiếm quang xuyên thủng quanh thân lúc đó, cũng không có phát ra một chút thanh âm, giờ phút này, nhưng là hốc mắt đỏ, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía nữ nhi mến yêu nói, oanh nhi, cảm giác như thế nào? Phần Long Oanh nghe vậy, có chút mê mang ngồi dậy tới, nàng hoạt động thân thể một chút, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng nói, phụ hoàng, ta cảm giác, ta bây giờ thân thể còn có khí lực. Long Hoàng cười ha ha một tiếng, hắn biết, ý vị này con gái mình huyết mạch lên cấp thành công. Tương lai tiềm lực thậm chí còn muốn vượt xa mình. Mà hết thảy các thứ này cũng may mà. Long Hoàng nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta tên là Phần Long Khôi, đây là con gái ta, Phần Long Oanh. Vừa nói, hắn lại một chỉ vậy bị Diệp Thần thấy hết long tộc cô gái nói, nàng tên là Long Phỉ, là ta con gái nuôi, cũng là Oanh Nhi cận vệ. Giới thiệu xong đám người sau đó, Long Hoàng Phần Long Khôi trịnh trọng mở miệng nói, lần này, đa tạ ngươi, ngươi cứu con gái ta một mạng, ta Phần Long Khôi liền thiếu ngươi một mạng. Đi về sau, ngươi chính là Phần Long tử địa quý khách, tùy thời có thể tiến vào chỗ tòa này chủ thành bên trong. Tương lai có cần gì bổn hoàng giúp địa phương, cứ mở miệng chính là. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, mỉm cười nói, ta còn thật có một việc cần Long Hoàng giúp. À, Phần Long Khôi cười một tiếng nói, chuyện gì? Diệp Thần lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Phần Long Khôi nói, ta cần mùi này thuốc chủ yếu, nghe nói. Chủ này thuốc chỉ sinh trưởng ở phần long tử địa bên trong, Long Hoàng trong tay nhưng có. Giải long hoa. Long Hoàng nhìn lướt qua ngọc giản kia, lúc này gật đầu cười nói, không thành vấn đề. Rất nhanh, thì có người đưa tới một cái hộp ngọc, trong hộp có để chính là vậy có thể đủ chữa trị thiên lão thuốc chủ yếu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hộp ngọc này sau đó, liền đối với Long Hoàng nói, nếu chuyện chỗ này, tại hạ, liền đi trước cáo từ. Long Hoàng cũng không có ép ở lại Diệp Thần, gật đầu nói, bảo trọng, nhớ ta đã nói, có bất kỳ chuyện, đến tìm ta. Được. Vừa nói, liền xoay người hướng Phần Long Điện ra đi. Đây là, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp tiểu tử, ngươi cứ như vậy đem vậy công chúa nhỏ chữa hết. Sẽ không sợ Long Hoàng cùng ngươi trở mặt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Tuyền Nhi ở công chúa nhỏ trong cơ thể gieo một quả mồi lửa, lửa này trông. Một mặt có thể dùng để củng cố nàng lên cấp sau huyết mạch, mặt khác. Hắn ánh mắt chớp động một chút nói, nếu như Long Hoàng có bất kỳ dị động, lửa này loại đem trực tiếp bùng nổ, cho dù công chúa nhỏ huyết mạch thân là phần Long Vương chồng, huyết mạch lại lấy được lên cấp, nhưng, như cũ sẽ bị đạo linh hỏa thiêu chết, cho dù sống sót, vậy lại cũng không cách nào tu hành. Đây là, Phần Long Oanh nhìn Diệp Thần hình bóng, có chút hiếu kỳ nói, phụ hoàng, người này là ai à? Long Hoàng ánh mắt có chút thâm thúy địa đạo, người này, tên là Diệp Thần, nhớ kỹ danh tự này, hắn là người ân nhân cứu mạng, đồng thời, cũng là sẽ ở không lâu sau, danh chấn vực ngoại người. Phần Long tử địa bên bờ khu vực, mấy người đang ở chỗ này khai thác mỏ sắt, trong đó một cô gái thỉnh thoảng hướng tử địa vào miệng phương hướng nhìn quanh. Ở nàng bên cạnh nam tử,
khẽ cau mày nói, cửu muội, ngươi còn ảo tưởng thằng nhóc kia có thể còn sống đi ra. Đừng xem, nhiều ngày như vậy đi qua, ta và ngươi bảo đảm, hắn khẳng định chết ở phần long tử địa bên trong. Cô gái này, chính là ngày đó khuyên can Diệp Thần không nên tiến vào phần long tử địa người nọ. Nàng nghe được ca ca mình như thế nói, tựa hồ muốn phải phản bác liền mở miệng nói, nhưng mà. Nhưng, nói vừa ra miệng sau đó, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, càn khôn cảnh muốn ở phần long tử địa trung sinh tích chữ mấy ngày, quá khó khăn. Đây là, một người khác nam tử cũng là hừ lạnh một tiếng nói, cửu muội, ngươi cũng không muốn đáng thương hắn, thằng nhóc này không nghe ngươi khuyên can, tự làm tự chịu, chết liền cũng là đáng đời. Chung quanh mấy người đều là phụ họa, bọn họ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nếu như phần long tử địa tốt như vậy vào, bọn họ những thứ này ở bên bờ đào mỏ người không là được kẻ ngu. Có thể, ngay tại lúc này, một bóng người nhưng là từ vậy phần long tử địa lối vào, chậm rãi đi tới. Đám người hướng bóng người kia nhìn, trên mặt, đều là hiện lên đờ đẫn thần sắc. Cái này từ tử địa bên trong đi tới, là một tên thần sắc có chút lãnh đạm thanh niên, trong tay còn cầm chơi một quả toàn thân màu xích kim mỏ sắt. Người này, chính là Diệp Thần. Vậy một đám đào mỏ người, trừ được gọi là cửu muội cô gái, rối rít mặt hiện khó tin thần sắc, thằng nhóc này lại thật còn sống. Hơn nữa, nhìn như còn có thu hoạch. Trong chốc lát, mặt của bọn họ sắc đều có chút âm trầm xuống, tâm lý không thăng bằng. Cửu muội hướng về phía Diệp Thần phất phất tay, lại gặp mặt. Diệp Thần thấy được người phụ nữ kia, khẽ mỉm cười, đi tới nói, vẫn khỏe chứ. Cửu muội tiểu mạch sắc gương mặt, hơi có chút ửng đỏ nói, xem ra, người ta cũng coi là có duyên phận, biết một chút đi, ta bổn mạng Hồ Dương Tử Ngọc, bởi vì ở tháng 9 ra đời, mọi người cũng gọi ta cửu muội, người tên gọi là gì? Diệp Thần. Hồ Dương Tử Ngọc nhìn một cái Diệp Thần trong tay mỏ sắt, có chút hiếu kỳ nói, Diệp Thần, đây là ngươi ở phần long tử địa bên trong đào được sao? Ta đào mỏ lâu như vậy, thật giống như còn không gặp qua như vậy mỏ sắt đây. Diệp Thần tiện tay đem vậy cái mỏ sắt, quăng cho Hồ Dương Tử Ngọc nói, ừ, tùy tiện đào. Hắn lúc rời phần long tử địa trên đường, trong vô tình thấy được cái này cái mỏ sắt, ẩn chứa trong đó hỏa linh lực khá là đậm đà. Mặc dù không như ý linh hỏa thạch như vậy truyền thuyết cấp bậc, nhưng, cũng là khá là cao đẳng tồn tại, Diệp Thần liền thuận tay đào xuống. Bất quá, vật này đối với Diệp Thần mà nói ngược lại là không có ích gì. Có thể, làm Hồ Dương Tử Ngọc nhận lấy vậy cái mỏ sắt, một đám đào mỏ người vậy đưa mắt tập trung vào cái này mỏ trên đá thời điểm, tất cả người sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Chỉ gặp, cái này màu xích kim mỏ sắt bên trong có một đạo màu máu đỏ ngọn lửa đang thiêu đốt. Hơn nữa giống như là tim như nhau, có quy luật chớp động. Hồ Dương Tử Ngọc cầm vậy mỏ sắt tay cũng có chút run rẩy. Nàng có chút lắp ba lắp bắp mở miệng nói, Diệp. Diệp Thần, cái này cái mỏ sắt, hình như là xích tâm hỏa đá à? Xích tâm hỏa đá, nhưng mà cao cấp bên trong cao cấp, giá trị cực cao mỏ sắt một trong. Người ở tại tràng đều là nghề đào mỏ võ giả, dựa vào khai thác quặng để đổi lấy tu võ tài nguyên, có thể. Hồ Dương Tử Ngọ đưa tay bên trong nho nhỏ này một quả xích tâm hỏa đá, sợ rằng bọn họ tất cả người khai thác khoảng 10.000 năm lấy được tất cả mỏ sắt cộng lại, cũng kém hơn một quả này xích tâm hỏa thạch giá trị chứ. Nhìn cái này cái xích tâm hỏa đá, Hồ Dương Tử Ngọc còn không thế nào dạng, chung quanh những cái kia khai thác khoảng người, trong mắt chính là hiện lên vô cùng thần sắc tham lam, sắc mặt cũng là mơ hồ băng lạnh xuống, nhìn Diệp Thần giống như sói đói nhìn con mồi vậy. Thằng nhóc này bất quá là một cái càn khôn cảnh phế vật thôi, làm sao có tư cách đạt được tốt như vậy mỏ sắt. Tựa hồ phát giác anh mình cửa thần sắc, Hồ Dương Tử Ngọc có chút bối rối vội vàng đem vậy cái xích tâm hỏa đá, nhét vào Diệp Thần trong tay, có chút tức giận trách mắng, người kẻ ngu này. Người có biết trong tay mình cái này cái đá lửa giá trị sao? Tại sao có thể tùy tiện cầm ở trong tay đâu? Mau thu, rời đi nơi này đi. Cái khác mấy người nghe vậy, đều là ánh mắt trầm xuống. Mới vừa gọi Hồ Dương Tử Ngọc cửu muội tên kia cường tráng người đàn ông sắc mặt trầm xuống nói, cửu muội, cái vị công tử này làm việc, kia đến phiên ngươi tới chỉ trỏ. Cường tráng người đàn ông nhìn về phía Diệp Thần nói, tại hạ Hồ Dương Thạch, cửu muội mới vừa vô lễ, không bằng chúng ta mời công tử uống ly rượu, nói xin lỗi như thế nào. Hắn cũng không hy vọng, đầu này dê béo liền chạy như vậy à. Diệp Thần không có để ý Hồ Dương Thạch. Hắn mặc dù bị Hồ Dương Tử Ngọc dày, nhưng,
lại không có lộ ra bất mãn thần sắc, mà là đối với Hồ Dương Tử Ngọc tùy ý cười một tiếng nói, lửa này đá, đối với ta không có ích gì, ngươi thích, đưa cho ngươi tốt. Vừa nói, lần nữa đem vậy cái đá lửa ném cho Hồ Dương Tử Ngọc. Lần này, người ở tại tràng hoàn toàn thử ra. Đây chính là xích tâm hỏa đá à? Nói đưa sẽ đưa. Giống như trên trái đất có người lấy được 10.000 ca gia cực phẩm kim cương, nhưng tiện tay đưa cho người khác vậy à? Không đầu óc đến trình độ này. Quá rốt nát. Bất quá, đám kia nam tử nhưng là rối rít mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Thằng nhóc này mặc dù không đầu óc, nhưng, vậy coi là vì mình giữ được một cái mạng, bọn họ vậy không cần xuất thủ tranh đoạt. Có thể, Hồ Dương Tử Ngọc nhưng là liền vội vàng lắc đầu, lập tức đem mỏ sắt lần nữa nhét vào Diệp Thần trong tay, có chút nóng nảy nói, Diệp Thần. Ta không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Người biết như thế tùy tiện đem cái này xích tâm hỏa đá cho ta, chỉ là bởi vì không biết nó giá trị thôi, ta hiện tại nói cho ngươi. Nàng không biết, cái này làm sao đần như vậy chứ? Mặc dù, nữ sinh trời xanh đều thích đá quý, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng... cũng không phải cái gì đá quý cũng có thể nói đưa sẽ đưa à. Cái này xích tâm hỏa đá đã không phải là đá quý đơn giản như vậy, nó có thể tùy tiện thay đổi một cái võ giả vận mệnh. Có thể, không cùng Hồ Dương Tử Ngọc nói xong, Hồ Dương Thạch cũng đã là mặt giận dữ, hắn chợt giơ tay lên, thì phải hướng Hồ Dương Tử Ngọc gò má quạt đi, đồng thời phẫn nộ quát cửu muội, còn không ngừng miệng. Cái này đáng chết nha đầu, ăn cây táo, rào cây sung. Cùi trỏ đi bên ngoài rẽ, như thế hướng thằng nhóc này, liền các ca ca cũng không để ý. Trong chốc lát, mọi người thấy Hồ Dương Tử Ngọc ánh mắt cũng âm trầm xuống, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Thần đổi ý. Hồ Dương Thạch chính là nửa bước còn thật tồn tại, một tát này tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Hồ Dương Tử Ngọc có thể tránh được mở. Ngay tại mặt lộ vẻ hoảng sợ lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng chắn trước người của nàng, mà Hồ Dương Thạch bàn tay vậy định cách ở giữa không trung. Bị một cái tay vững vàng bắt được cổ tay. Hồ Dương Thạch sắc mặt biến đổi, hắn không dám tin tưởng, Diệp Thần lại có thể theo kịp mình tốc độ. Càng làm cho hắn không dám tin tưởng phải, hắn dùng sức một kiếm, nhưng căn bản không cách nào từ Diệp Thần trong tay nắm tay rút ra. Trong chốc lát, Hồ Dương Thạch nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng có chút không giống. Thằng nhóc này khí lực lớn như vậy. Mà vậy một đám khai thác quặng người, vậy mơ hồ đem Diệp Thần vây ở giữa. Diệp Thần nhìn lướt qua Hồ Dương Tử Ngọc nói, bọn họ là người nào? Hồ Dương Tử Ngọc mặt đầy thất vọng nhìn mình ca ca nói, ca ca ta, còn nữa, một ít từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Những thứ này trong ngày thường, cùng mình người thân cận nhất, giờ phút này, lại để cho nàng cảm giác rất xa lạ. Diệp Thần nghe vậy, theo buông tay ra liền Hồ Dương Thạch, rồi sau đó hướng về phía Hồ Dương Tử Ngọc cười nói, cửu muội, ta có một cái thói quen. Đưa cho bằng hữu đồ cho tới bây giờ sẽ không cầm về, ngươi không cần lo lắng, xích tâm hỏa thạch giá trị ta rất rõ ràng, cho nên, hiện tại ta còn muốn vì ngươi làm một chuyện. Hồ Dương Tử Ngọc nghe vậy, có chút ngơ ngác, Diệp Thần muốn làm gì? Diệp Thần ánh mắt quét qua tại chỗ những cái kia trong mắt mang lệ khí nam tử, nhàn nhạt nói, xem ở cửu muội phân thượng, ta lưu các ngươi một cái mạng, bất quá, lửa này đá là ta đưa cho cửu muội, nếu người nào muốn đánh lửa này thạch chủ ý. Diệp Thần nhìn lướt qua đống ở đám người bên chân một chồng mỏ sắt, đây là đám người này hôm nay thu hoạch. Hắn tiện tay một chút, một đạo sao hỏa từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào vậy đống lửa mỏ sắt bên trên. Một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp, vậy rất nhiều lửa mỏ sắt lại là rối rít đốt đốt, hơn nữa, cơ hồ là trong nháy mắt liền ở đó vàng bạc ngọn lửa bên trong biến thành hư không, liền chất lỏng cũng không có để lại. Trực tiếp bốc hơi được không còn một mống à. Vậy một đám xúm lại Diệp Thần nam tử, đều là theo bản năng lui về sau một bước. Thân là hỏa tu bọn họ, rất rõ ràng lửa kia kết quả có kinh khủng dường nào. Mới vừa rồi Diệp Thần bốc hơi cũng không phải là thông thường đá, mà là lửa mỏ sắt à. Mặc dù, đẳng cấp tương đối thấp, nhưng, lửa mỏ sắt thành tựu thuộc tính lửa vật liệu, thiên nhiên thì có cực mạnh kháng nóng tính. Nhưng dù vậy, đều là ngay tức thì bốc hơi, còn chỉ là bởi vì một viên cát lớn nhỏ sao hỏa. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần ngọn lửa kết quả có kinh khủng dường nào. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã mang theo kính sợ thần sắc. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nghe hiểu sao?
Vậy một đám nam tử hoảng không ngừng khom người trả lời, nghe hiểu. Diệp Thần hướng về phía đã rơi vào thất thần trạng thái Hồ Dương Tử Ngọc, khẽ mỉm cười nói, ta đi trước, đi về sau, có duyên phận tạm biệt. Cùng lúc đó, thiên nhân vực một chỗ khác. Vạn khoảnh bạc đào không ngừng đánh bờ biển, tiếng nổ không ngừng, cũng chính là bởi vì cái này hàng năm không ngừng, sấm sét giống vậy tiếng sóng, nơi đây, được đặt tên Lôi Đào Thành. Lôi Đào Thành, tiếp giáp thiên nhân vực Bắc Hải, coi như một cái khá là phồn vinh thành phố. Mà ở Lôi Đào Thành bên trong, cường đại nhất thế lực, chính là Thông Huyền Tông. Vạn Nặng Thanh Sơn bên trong, một nơi rộng lớn sơn môn dựa vào núi, ở cạnh sông mà xây, sơn môn sau đó là từng ngọn làm công vô cùng là tinh xảo, hình dáng tao nhã đền phòng. Giờ phút này, một cô gái đang nhắm mắt tu hành, cô gái này khí chất vô cùng mát mẻ, sạch sẽ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, chính là Diệp Thần ban đầu ở Trầm Nguyệt Hải bên trong quen biết. Cũng ở ảo cảnh bên trong cùng vi phu vợ qua Trầm Nguyệt ám tử một trong, Lâm Trúc Thanh. Đây là, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Trúc Thanh mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói, đi vào. Cửa phòng mở ra, vào một tên có chút bụ bẩm thiếu nữ khả ái. Lâm Trúc Thanh nhìn nàng một mắt, cô gái này tên là Trương Hàm, là nàng sư muội. Trương Hàm có chút kích động nói, Lâm sư tỷ, ta mới vừa đã lấy được tin tức. Người bị chọn tham gia lần này Bắc Lăng Thiên Điện nạp mới. Phải không? Lâm Trúc Thanh nghe vậy nhàn nhạt kêu, nhưng, giọng nói mặc dù bình thản, có thể mắt đẹp bên trong nhưng là lóe lên một hồi sạch bóng. Trước đây không lâu, Diệp Thần khắc tên Huyền Thiên Bia Trăm Xích bên trên, dẫn động mấy đại thiên điện tới giữa mâu thuẫn, liền trở thành thiên nhân vực nhân vật quan trọng, lúc ấy, Lâm Trúc Thanh thì đã quyết định muốn gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện. Mà sau đó, Bắc Lăng Thiên Điện vậy hoàn toàn bắt đầu đại lực phát triển, đoạn thời gian này tới lại đánh vỡ truyền thống, thường xuyên nạp mới. Hôm nay Diệp Thần tựa hồ đã cách nàng càng ngày càng xa vời, có lẽ gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện sau đó, hai người khoảng cách có thể rút ngắn một chút. Lâm Trúc Thanh âm thầm thuyết phục mình, hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì Diệp Thần thân phận, cái đó truyền thuyết bên trong có thể dẫn Trầm Nguyệt Hải con dân lần nữa quật khởi, trở lại thần tộc thiên tuyển chi tử thân phận. Cho nên nàng muốn ở hắn bên người, phụ tá hắn, chỉ đơn giản như vậy. Có thể, chẳng biết tại sao, hôm nay mỗi lần nghĩ đến Diệp Thần, vậy đã từng ở ảo cảnh bên trong trải qua đủ loại, liền lại một lần nữa trào hiện tại nàng đầu óc bên trong, liền kiên định linh lung đạo tâm cũng làm hơi dao động, thậm chí, đến mỗi đêm khuya, hai người tới giữa thân mật nhất, nhất từ mật trí nhớ, vậy luôn là xuất hiện, khuấy được nàng luôn là có chút tâm trạng không yên. Có lẽ những vấn đề này ở mình gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện sau đó vậy có thể giải quyết chứ? Đây là, Trương Hàm mặt đẹp bên trên mang một phần có chút say mê nụ cười nói, Lâm sư tỷ, ta thật hâm mộ ngươi nha, bằng Lâm sư tỷ tư chất, khẳng định có thể tiến vào Bắc Lăng Thiên Điện, như vậy, nói không chừng là có thể thấy truyền thuyết bên trong Diệp Thần, Diệp Công Tử. Lâm sư tỷ, ngươi vậy rất muốn gặp Diệp Công Tử chứ? Lâm Trúc Thanh nghe vậy, mắt đẹp run rẩy một tí, nàng không trả lời. Có thể mặt đẹp bên trên nhưng là hiện lên lau một cái đỏ ửng. Thấy trong ngày thường tuy ôn hòa, lễ độ, nhưng hơi có vẻ đạm bạc trong trẻo lạnh lùng sư tỷ, lại lộ ra cái này biểu tình thẹn thùng, Trương Hàm dương cái miệng nhỏ nhắn trong chốc lát cũng quên nhắm lại. Bất quá rất nhanh, Trương Hàm liền nhớ tới cái gì tới, có chút do dự đối với Lâm Trúc Thanh nói, Lâm sư tỷ, người còn nhớ An công tử sao? Lâm Trúc Thanh nghe vậy, mặt đẹp rất nhanh liền khôi phục đạm bạc thần sắc nói, An thiếu vũ. Thế nào? Trương Hàm nói, nghe nói, lần trước nạp mới, An công tử đã gia nhập Thái Tuyệt Điện, chính là Diệp công tử chỗ ở vậy một điện, cũng là hôm nay Bắc Lăng Thiên Điện cường đại nhất một điện, An công tử vẫn đối với sư tỷ ngươi rất kính mến. Nàng gãi đầu một cái, lại là mở miệng nói, sư tỷ, nếu không, ngươi không muốn mỗi lần cũng cự tuyệt và An công tử cùng nhau lịch luyện mời, hôm nay hắn thân phận đã xưa không bằng nay, nếu như có hắn ở đây, người gia nhập Thái Tuyệt Điện nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Mặc dù, ở Trương Hàm xem ra, Lâm Trúc Thanh có thể bị chọn chúng tiến vào Bắc Lăng Thiên Điện, nhưng, có thể không thể gia nhập Thái Tuyệt Điện có thể không nhất định. Lâm Trúc Thanh nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt nói, ta sẽ không tiếp nhận cùng An Thiếu Vũ cùng lịch luyện, vậy không cần người bất kỳ trợ giúp. Nàng có mình kiêu ngạo, khinh thường tại làm loại chuyện này, hơn nữa, nếu quả thật muốn đi cửa sau, một cái An Thiếu Vũ lại coi là cái gì? Chỉ cần nàng nói ra Diệp Thần tên chữ,
chính là Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng cũng sẽ đối với nàng phân biệt đối xử chứ. Nhưng, Lâm Trúc Thanh không sẽ làm như vậy. Trương Hàm nghe vậy, có chút bận tâm nói, nghe nói, An Thiếu Vũ người này nhưng mà rất nhỏ mọn, trước hắn không gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện còn không có vấn đề, có thể hiện tại, hắn đã là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, nếu như hắn đối với sư tỷ ngươi trước cự tuyệt hắn chuyện oán hận ở lòng nói. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Hàm cũng có chút sợ hãi. Lâm Trúc Thanh nghe vậy, nhưng là không có phản ứng, Trương Hàm đang chuẩn bị tiếp tục nói gì, đây là, ngoài cửa lại truyền tới một đạo giọng nữ nói, Lâm sư tỷ, tông chủ tìm ngươi đi qua một chuyến. Thông Huyền tông chủ điện bên trong, giờ phút này, tông chủ Lý Hoàng Nghiêm mặt đầy nụ cười cùng người trò chuyện với nhau cái gì, đây là, cửa điện bên trong vào một cô gái. Phụ nữ kia hướng về phía Lý Hoàng một thi lễ một cái nói, đệ tử Lâm Trúc Thanh, gặp qua tông chủ. Lý Hoàng vừa nhìn thấy Lâm Trúc Thanh, cười ha ha một tiếng nói, Trúc Thanh, ngươi xem, ai đến thăm ngươi. Đây là, ngồi ở trong điện tên thanh niên kia nam tử chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lâm Trúc Thanh giọng ôn hòa mở miệng nói, Trúc Thanh, thật lâu không gặp. Lâm Trúc Thanh hướng tên kia nam tử nhìn, nhưng là không khỏi được khẽ cau mày, cái này nam tử nhìn qua ngược lại cũng khá là anh tuấn, ăn mặc một kiện màu tím đậm bên ngoài bộ, cả người có một loại tự nhiên mà ác liệt mùi vị. Người này, chính là vậy An Thiếu Vũ. An Thiếu Vũ, trước đây là một cái tên là Thiên Môn Tông Tông Môn đệ tử, một lần tình cờ cơ hội, biết nàng, sau đó bất luận nàng như thế nào cự tuyệt, An Thiếu Vũ nhưng thủy chung không có buông tha đối với nàng theo đuổi. Lần trước Bắc Lăng Thiên Điện nạp mới, An Thiếu Vũ thành công gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện ngược lại là không có xuất hiện lại qua, Lâm Trúc Thanh lấy là An Thiếu Vũ hẳn ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong phát hiện điều kiện tốt hơn cô gái, rốt cuộc buông tha. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là lại tới. Hơn nữa, lần này xuất hiện An Thiếu Vũ, cùng lúc trước rất không giống nhau. Nguyên bản, An Thiếu Vũ thực lực, so nàng cường thượng một ít, nhưng cũng không có vô cùng là chênh lệch thật lớn, có thể hiện tại. An Thiếu Vũ lại đã đột phá như thế nhiều. Hắn mới gia nhập thiên điện bao lâu, thực lực liền có to lớn như vậy bay vọt. Lâm Trúc Thanh vậy coi như tiến bộ thần tốc, nhưng... hôm nay vậy so An Thiếu Vũ thấp mấy cái nhỏ cảnh. Thấy Lâm Trúc Thanh vậy bộ dáng khiếp sợ, An Thiếu Vũ trong mắt hiện lên lau một cái thần sắc kiêu ngạo. Hắn gia nhập thiên điện sau đó, sở dĩ không có xuất hiện, chính là bởi vì đang không ngừng tăng lên thực lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn gia nhập thiên điện sau đó chính là kỳ ngộ liền liền, tiếp liền đột phá, trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể nói ở trên trời điện bên trong tiệm đầu lộ sừng. Nói thật, bây giờ Lâm Trúc Thanh, ở hắn xem ra tựa hồ cũng có chút không xứng với mình. Bất quá, hắn An Thiếu Vũ vẫn là một người kiêu ngạo, trước đây, một mực bị Lâm Trúc Thanh cự tuyệt, ở hắn xem ra là một loại đả kích, hắn cảm thấy Lâm Trúc Thanh cự tuyệt mình, là bởi vì là hắn còn chưa đủ ưu tú, mà hiện tại hắn đã chứng minh mình, bởi vì... An Thiếu Vũ đôi mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn Lâm Trúc Thanh, mở miệng nói, Trúc Thanh, người biết không? Ta đã vào Bắc Lăng Thiên Điện Thiên Bảng. Lời vừa nói ra, Lý Hoàng vừa mãn mặt vẻ rung động, nhìn An Thiếu Vũ ánh mắt đều có chút thay đổi. Bắc Lăng Thiên Bảng. Vậy ý vị như thế nào, Lý Hoàng một nhưng mà rất rõ ràng. Nói cách khác, An Thiếu Vũ cho dù ở trên trời điện bên trong vậy coi như yêu nghiệt, vậy thì là tiềm lực chân chính vô cùng à. An Thiếu Vũ sau khi nói xong, cũng là mặt đầy ngạo ý, đây là hắn lần này dám đến gặp Lâm Trúc Thanh chỗ dựa lớn nhất, hắn tin tưởng. Lần này tuyệt đối có thể khuất phục Lâm Trúc Thanh. Lâm Trúc Thanh nhìn An Thiếu Vũ một mắt, mỉm cười nói, chúc mừng An công tử. Nàng không có gì quá nhiều ý, chỉ là nếu và An Thiếu Vũ coi như biết, đối phương có thành tựu, liền chúc mừng một câu thôi. Có thể rơi vào An Thiếu Vũ trong lỗ tai nhưng hoàn toàn khác nhau à? Hắn cười, hài lòng cười, ở hắn xem ra Lâm Trúc Thanh câu này chúc mừng chính là một loại thỏa hiệp, nàng ở tự mình nói, nàng từ. Dẫu sao, trước kia Lâm Trúc Thanh đạm bạc được xem thanh như gió, cũng không thế nào cười qua, tại sao sẽ đột nhiên chúc mừng hắn. Hết thảy đều cùng hắn dự liệu như nhau, Lâm Trúc Thanh rốt cuộc vẫn bị hắn chinh phục. Lý Hoàng một cũng là gật đầu một cái, tán thưởng nhìn Lâm Trúc Thanh, tựa như và An Thiếu Vũ ý tưởng không sai biệt lắm. Đây là, An Thiếu Vũ đi tới Lâm Trúc Thanh trước người, ngưng mắt nhìn cái này mình vẫn luôn không cách nào có được người phụ nữ. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút kích động, hắn ôn hòa mở miệng nói, Trúc Thanh, lập tức, ngươi thì phải tham gia Bắc Lăng Thiên Điện nạp mới chứ.
Lâm Trúc Thanh lui về phía sau nửa bước, đối với An Thiếu Vũ đứng được gần như vậy, có chút khó chịu, nhưng, vẫn là gật đầu nói, không sai. An Thiếu Vũ rực rỡ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể gia nhập Thiên Điện, hơn nữa, gia nhập Thái Tuyệt Điện. Ở hắn xem ra, Lâm Trúc Thanh lui về phía sau, bất quá là lạt mềm buộc chặt, là dè đặt. Lâm Trúc Thanh nhướng mày một cái, đang muốn nói gì, nhưng, An Thiếu Vũ nhưng là trực tiếp hướng cửa điện bên ngoài đi tới, cất cao giọng nói, sau đó, ở nơi này nạp mới nghi thức bên trên, ta sẽ làm cho cả Thiên Điện biết ngươi là ta An Thiếu Vũ người phụ nữ. Trúc Thanh, hiện tại, ta còn có việc, đi trước. Chờ một chút. Lâm Trúc Thanh không nhịn được kêu một tiếng, nàng biết, An Thiếu Vũ hiểu lầm, nhất định phải giải thích rõ. Có thể, An Thiếu Vũ nhưng là âm thầm cười một tiếng nói, mới vừa rồi, còn trang dè đặt, xấu hổ, không dám cùng ta đến gần đâu, hiện tại, ta phải đi, cũng không bỏ được. Trúc Thanh, không nghĩ tới, ngươi nhìn như thanh thuần, ở ta trước mặt vậy biết chơi cái này một bộ à. Hắn không có dừng lại, ngay tức thì liền rời đi Thông Huyền Tông, hắn biết, loại thời điểm này không muốn thỏa mãn người phụ nữ, hiệu quả tốt hơn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định, Lâm Trúc Thanh tiếp nhận mình, cái này trong trẻo lạnh lùng cô gái vẫn bị mình chinh phục, trong lòng là dương dương đắc ý. Lý Hoàng một vậy là đối Lâm Trúc Thanh cười nói, Trúc Thanh, có An công tử giúp ngươi, chắc hẳn, ngươi ở trên trời điện bên trong rất nhanh vậy có thể đứng vững bước chân chứ. Nguyên bản, ta còn lo lắng, ngươi sẽ có một ít ngây thơ ý tưởng, ngược lại là bổn tông quá lo lắng. Lâm Trúc Thanh nghe vậy, âm thầm siết chặt quyền, nàng không có giải thích cái gì, nàng biết hiện đang giải thích liền cũng sẽ không có người tin. Nàng ở đáy lòng lẩm bẩm, xem ra, chỉ có ở nạp mới trong nghi thức, chứng minh mình, ta. Không thể để cho người kia sinh ra hiểu lầm. Lâm Trúc Thanh nói người kia, tự nhiên không phải An Thiếu Vũ, mà là Diệp Thần. Giờ phút này, thật thành phố mộc. Diệp Thần đột nhiên hắt hơi một cái, Thiên Lão có chút cổ quái nhìn hắn nói, ai đang suy nghĩ ngươi. Tu võ người cũng không sẽ tùy tiện nhảy mũi. Diệp Thần cười lắc đầu một cái, đem một cái hộp ngọc giao cho Thiên Lão nói, Thiên Lão, ngươi thuốc chủ yếu. Thiên Lão nghe vậy ánh mắt chớp mắt, có chút kinh ngạc vui mừng nhận lấy hộp ngọc. Mở ra vừa thấy, ngay sau đó ha ha phá lên cười nói, không nghĩ tới, ngươi thật lấy được. Diệp Thần nói, ta nếu đáp ứng, tự nhiên biết làm đến, Thiên Lão, còn có một việc, đạo hỏa mồi lửa, ta đã bắt được, hiện tại ta cũng nên trở lại Bắc Lăng Thiên Điện. Thiên Lão nghe vậy, nhưng là đột nhiên hỏi, Diệp tiểu tử, ngươi lần này trở về, là vì tham gia vậy năm phương loạn chiến chứ? Diệp Thần gật đầu nói, ừ. Thiên Lão ánh mắt hơi lóe lên nói, thằng nhóc, trước mấy ngày, ta nhận được một cái tin, ngươi lần này trở về vừa vặn thay ta đem tin tức này mang cho Bắc Lăng Thịnh. Tin tức gì? Diệp Thần vậy có chút tò mò, phải biết, Thiên Lão đã không hỏi thế sự, liền hắn cũng phải làm cho Diệp Thần đặc biệt mang về tin tức, nhất định không đơn giản. Thiên Lão ngừng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi có biết, thiên nhân vực có cái địa phương gọi là bỏ đời tuyệt cảnh. Diệp Thần nghe vậy ánh mắt chợt ba động một tí. Ngày đó, thu phục luyện thần đỉnh lúc đó, hắn ý chí tình cờ kể cả đến bỏ đời tuyệt cảnh, còn ở trong đó gặp một tên nam tử, rất nhiều xuống một cái cam kết. Cũng chính là bởi vì tên nam tử này tử, hắn mới có thể sống đến hiện tại, có thể không nghĩ tới, từ Thiên Lão trong miệng lần nữa nghe được cái này bốn chữ. Thiên Lão nói, tin tức này, và bỏ đời tuyệt cảnh có liên quan, cái này bỏ đời tuyệt cảnh, trên thực tế là một tòa nhà tù. Nhốt vực ngoại trên lịch sử, một ít đã từng có làm cho cả vực ngoại kế cận diệt vong kẻ ác. Mà tống giam bọn họ chính là thiên đạo. Ngươi có thể biết, thiên đạo vì sao chỉ là đem bọn họ tống giam ở bỏ đời tuyệt cảnh bên trong. Diệp Thần lắc đầu một cái. Thiên Lão trầm giọng nói, bởi vì, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ những thứ này kẻ ác, chỉ có thể đem bọn họ giam lại. Hơn nữa, những người này còn dính dấp đến một cái thế lực thần bí. Người có lẽ chưa từng nghe qua, Vạn Khư. Nghe được Vạn Khư hai chữ, Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng, từ Thiên Lão trong miệng sau khi chứng thật còn chưa miễn lộ ra rung động thần sắc. Vực ngoại thiên đạo, có thể nói là chân chính ở vực ngoại, nắm giữ hết thảy lực lượng, vậy Vạn Khư cường giả sẽ không quá mức tùy ý ra tay, chính là bởi vì tránh cho bị thiên đạo chú ý tới, nếu không, dễ dàng rơi xuống trách phạt. Thiên đạo trách phạt,
liền Vạn Khư một ít cường giả cũng không gánh nổi. Có thể gặp, thiên đạo có cường đại dường nào? Cả thiên đạo và Vạn Khư vậy giết tồn tại không chết, có bao nhiêu nghịch thiên, có thể tưởng tượng được. Thiên lão thở dài nói, căn cứ tin tức ta lấy được, thiên nhân vực thời tiết muốn thay đổi, có thể một năm sau, có thể 10 năm sau, có thể liền vào ngày mai, cái này đổi trời chính là liên quan tới thiên đạo, vậy liên quan tới cái này bỏ đời tuyệt cảnh, cụ thể là cái gì, ta hiện tại còn không cách nào nói cho ngươi, nhưng, có một chút, ta có thể khẳng định, bão tố muốn lại tới. Trên thực tế, thiên nhân vực bên trong, cất giấu rất nhiều so năm đại thiên điện kinh khủng hơn thế lực, bọn họ sở dĩ ẩn núp, thoái ẩn, cũng cùng thiên đạo và Vạn Khư có liên quan, nếu như thiên đạo sanh biến, những thế lực này cũng đem tái hiện thế gian, như vậy, thiên địa liền muốn đại loạn. Đầu tiên mang tới ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là, năm phương loạn chiến sẽ rời ngày, ở dưới mắt giờ phút quan trọng này, mỗi cái thiên điện cho dù lẫn nhau tới giữa có thủ oán hận, vậy sẽ không muốn bên trong dây dưa. Ngươi trở về sau này, để cho Bắc Lăng Thịnh chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái nói, Rời đi thiên lão viện tử sau đó, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, lẩm bẩm, đại loạn muốn tới, cho dù không có năm phương loạn chiến, cũng nên hồi đi xem một chút. Một khắc sau, hắn liền hóa là một đạo tàn ảnh, biến mất ở nơi chân trời. Một ngày này, Bắc Lăng thiên điện bên trong, vô cùng là náo nhiệt, thỉnh thoảng có từng chiếc một phi thuyền, long xa, ở một phiến thương khung sau đó biến mất, tiến vào thiên điện bên trong. Trên quảng trường, tụ tập đông đảo thanh niên trai gái, trừ cái này ra, còn có bọn họ sư trưởng, đồng môn Vân. Vân. Mặt của bọn họ bàng trên đều là mang hưng phấn, khẩn trương, cùng với kính sợ thần sắc. Hôm nay là Bắc Lăng thiên điện nạp mới nghi thức. Trước quảng trường phương, dựng lên một khối đài cao, đây là, 7 đạo quang hoa ngay tức thì từ trên trời hạ xuống. Rơi vào vậy phương trên đài cao, toàn bộ quảng trường ngay tức thì yên tĩnh lại. Đám người hướng đài cao nhìn, chỉ gặp, trên đài cao xuất hiện 7 đạo thân ảnh. Cái này 7 đạo thân ảnh, nữ có nam có, nhưng, bọn họ điểm giống nhau phải, mỗi một cái, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nhàn nhạt ngạo ý, hơn nữa, thực lực, cũng cực kỳ khủng bố. Có thể có được tư cách tới tham gia nạp mới nghi thức võ giả, ở thiên nhân vực đã thuộc về thiên tài, có thể. Và 7 người này một so nhưng cái gì cũng không phải à. Trên đài võ giả, lại là không có một cái tu vi ở còn thật cảnh tầng 8 thiên dưới. Thiên điện nội tình, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Đây là, vậy mấy tên thanh niên trai gái bên trong, đứng ở chính giữa một người, tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta, là 7 điện phái ra đại biểu, phụ trách ở các ngươi khảo hạch trong quá trình, xem xét các ngươi tư chất, tâm tính vân. Vân mỗi cái phương diện. Ở các ngươi thông qua khảo hạch sau đó, thì sẽ đại biểu tất cả điện, mời chào các ngươi. Đám người nghe vậy, ánh mắt rối rít rơi vào người thanh niên này trên mình. Bọn họ thật là tò mò, cái này có thể đại biểu 7 điện lên tiếng thanh niên đến từ vậy một điện. Đây là, tên thanh niên kia mỉm cười mở miệng nói ta, Thái Tuyệt Điện, An Thiếu Vũ. Nghe được Thái Tuyệt Điện 3 chữ sau đó, vô số nam nữ trẻ tuổi đều là tròng mắt sáng choang. Thái Tuyệt Điện là đại đa số người mục tiêu. Mà bọn họ nhìn về phía An Thiếu Vũ lúc đó, thần sắc vậy bộc phát cung kính. Ai cũng biết, Thái Tuyệt Điện ở Bắc Lăng Thiên Điện có ý nghĩa đặc biệt, chọc ai, đều không thể chọc Thái Tuyệt Điện đệ tử. Bởi vì, vậy tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Thần liền là tới từ Thái Tuyệt Điện. Giờ phút này, An Thiếu Vũ ở sau khi nói xong, nhưng là không có xuống đài, mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nơi nào đó, đám người thấy vậy. Không khỏi được thần sắc động một cái, theo hắn ánh mắt nhìn, ở cuối tầm mắt là một tên khí chất thoát tục, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần cô gái, chính là Lâm Trúc Thanh. Đứng ở An Thiếu Vũ sau lưng một tên thanh niên tóc muối tiêu, tò mò hỏi, An Huynh, là ai để cho ngươi xem được mê mẫn như vậy? An Thiếu Vũ nghe vậy, tựa như mới hoàn hồn lại vậy, khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, Sở Huynh, là ta thất thố. Bất quá, hắn cũng không có rời đi tầm mắt. Mà là đối với Lâm Trúc Thanh cười nói, Trúc Thanh, ngày hôm nay, ngươi có thể phải thật tốt cố gắng hả? Câu này đơn giản khích lệ, nhất thời làm cho cả quảng trường sôi trào lên. Dẹp An Thiếu Vũ thân phận, lại khích lệ người đàn bà này. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Trong chốc lát, không thiếu cô gái đều là đối với Lâm Trúc Thanh ném ánh mắt ghen tị. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc.
An Thiếu Vũ quay đầu đối với vị thanh niên tóc muối tiêu nói, vị này, là Thông Huyền Tông Lâm Trúc Thanh, cũng là ta An Thiếu Vũ đạo lữ, Trúc Thanh thiên tư hơn người, bất quá tánh tình có chút thanh đạm, khảo hạch lúc đó, mấy vị xin giúp ta chăm sóc nàng, miễn được, ta không có ở đây nàng bên người lúc đó, được cái gì khi dễ. Trên đài ngoài ra mấy điện đệ tử đều là hiểu ý lộ ra một nụ cười, An Thiếu Vũ lời đã nói rất rõ ràng, chính là không muốn cùng hắn cướp người. Chỉ cần Lâm Trúc Thanh thông qua khảo hạch, chính là Thái Tuyệt Điện người. Trong chốc lát, tất cả mọi người là phát ra một tiếng hâm mộ khen ngợi, Lâm Trúc Thanh tìm được một cái An Thiếu Vũ, vận khí quá tốt hà. Có thể, ngay tại lúc này, ra tất cả người dự liệu một màn, xuất hiện. Chỉ gặp Lâm Trúc Thanh từ đầu chí cuối đều là mặt không cảm giác, không có chút nào thần sắc chập chờn, bỗng nhiên, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, An công tử, ta muốn ngươi là hiểu lầm, ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi, cũng không muốn trở thành phụ nữ của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường ngay tức thì tĩnh mịch xuống. Cô gái này nói gì? Không muốn trở thành là An Thiếu Vũ người phụ nữ. Cái này, nhất định chính là ngay trước mọi người đang đánh An Thiếu Vũ mặt à. Mà Lý Hoàng nhất đẳng người lại là ngay tức thì bị sợ hết hồn, sắc mặt cũng tái nhợt. An Thiếu Vũ thần sắc, cũng là ngay tức thì cứng lên xuống, hắn nhìn Lâm Trúc Thanh, trong mắt bên trong, mơ hồ nhúc nhích âm trầm ngọn lửa, hắn mạnh chống nụ cười, đối với Lâm Trúc Thanh mở miệng nói, Trúc Thanh, chớ có nói đùa, người xem, đem mọi người cũng hù dọa. Có thể, Lâm Trúc Thanh cùng An Thiếu Vũ đối mặt, nhưng là không có nhượng bộ chút nào ý, nhàn nhạt nói ta là nghiêm túc. Cái này một tí, dưới sàn đám người còn không dám như thế nào, trên đài cao, cái khác mấy điện đệ tử mặc dù không có nói gì, nhưng nhìn về phía An Thiếu Vũ ánh mắt bên trong đã mang theo lau một cái nghiền ngẫm. Giờ phút này, An Thiếu Vũ chặt chẽ trợn mắt nhìn Lâm Trúc Thanh, cặp mắt đã hoàn toàn ứ máu, mặt mũi cũng hơi vặn vẹo. Hắn không rõ ràng, cái này nữ nhân đáng chết đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Hắn An Thiếu Vũ, nhưng mà mới lên thiên bảng yêu nghiệt à. Hiện tại, liền bị Lâm Trúc Thanh ngay trước mọi người đánh mặt, quét mặt mũi. Đi về sau, hắn ở Bắc Lăng Thiên Điện đều đưa sẽ lâm vào là một cái trò cười chứ. Hắn thật là khí được cũng muốn nổi điên. Một khắc sau, An Thiếu Vũ trực tiếp đi xuống đài cao, từng bước một, hướng Lâm Trúc Thanh đi. Đám người theo bản năng cũng là An Thiếu Vũ nhường ra một con đường, Thiên Điện yêu nghiệt dám khinh thị An Thiếu Vũ, bọn họ cũng không dám. Cùng lúc đó, Bắc Lăng Thiên Điện ra. Một bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời, trong tay hắn lấy ra một quả lệnh bài, hướng về phía trước người đánh ra một đạo quang hoa, cửa không gian từ từ mở ra, nhìn sau cửa tuyệt đẹp thắng cảnh, Diệp Thần không khỏi được lộ ra lau một cái hoài niệm nụ cười. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, liền tiến vào trong môn. Trở lại Bắc Lăng Thiên Điện sau đó, Diệp Thần đang chuẩn bị trực tiếp đi chuông tinh các, chỉnh đốn một phen gặp sư huynh một chút đệ, nhưng đột nhiên, hắn thần sắc động một cái nhìn một cái quảng trường phương hướng nói, hôm nay, có nạp mới nghi thức. Nguyên bản, hắn không dự định để ý, nhưng đột nhiên gian ở hắn trong thần niệm, hiện lên một đạo quen thuộc hơi thở, Diệp Thần trong mắt hơi rung rung một chút nói, là nàng. Một khắc sau, thân hình chớp mắt, liền hướng quảng trường vị trí đi. Rất nhanh, An Thiếu Vũ, liền đi tới Lâm Trúc Thanh trước mặt, hắn sắc mặt lạnh như băng một phiến, nhìn vậy trương xinh đẹp tuyệt trần gương mặt. Nội tâm bên trong phun trào ra lửa giận cùng một loại dục vọng, hận không được hiện tại liền đem Lâm Trúc Thanh cưỡng ép có, hơn nữa, hành hạ nàng, để cho đáng chết này người phụ nữ vì mình sai lầm mà cầu xin tha thứ. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng âm lãnh nói, Trúc Thanh, ta có thể có chọc ngươi tức giận địa phương, nhưng, ngươi không cần dùng loại phương thức này, trả thù ta, được không? Hiện tại, thu hồi ngươi mà nói, có vấn đề gì, chúng ta nói riêng một chút. Trong chốc lát, tất cả mọi người là ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ, chỉ là Lâm Trúc Thanh nháo nóng này? Có thể, Lâm Trúc Thanh nhưng là lập tức mở miệng nói, An công tử, mời ngươi đừng bảo là cái loại này để cho người hiểu lầm, trên thực tế, chúng ta không quen. Không quen? Cái này một tí, liền vậy trên đài mấy người đều là lắc đầu một cái này gọi là Lâm Trúc Thanh người phụ nữ quá không biết làm người, một chút mặt mũi cũng không cho An Thiếu Vũ lưu à. Nàng cho dù gia nhập Thiên Điện, tương lai vậy sẽ rất thê thảm. Mà Lý Hoàng một cũng là mặt đầy tức giận quát lên, Trúc Thanh. Ngươi ở nói nhăng gì đó, An công tử có thể vừa ý ngươi, đó là phúc phần của ngươi,
ngươi không nên quá không biết điều. Hắn rất sợ bởi vì Lâm Trúc Thanh ngu xuẩn mà liên lụy đến toàn bộ Thông Huyền Tông à, Dẹp An Thiếu Vũ thân phận tùy tiện cho hắn an cái tội danh, cũng đủ để cho Thông Huyền Tông trực tiếp bị diệt chứ. Giờ phút này, An Thiếu Vũ hoàn toàn nhìn không nổi nữa, hắn mặt mũi hoàn toàn bị Lâm Trúc Thanh tiện nhân này làm hỏng à. Mình hảo tâm ý tốt không có để ý tiện nhân kia rác dưới thực lực, để cho nàng làm người phụ nữ mình, tiện nhân kia cứ như vậy hồi báo mình. An Thiếu Vũ đối với Lâm Trúc Thanh hận ý đã đạt đến không cách nào nhìn được bước. Hắn mặt mũi bỗng nhiên dữ tợn, cặp mắt bên trong vậy tràn đầy hung tàn ý, ầm một tiếng, khí tức cường đại ngay tức thì bùng nổ, chung quanh không thiếu võ giả đều là bị hơi thở này đánh vào được đổ lùi lại mấy bước, nhìn An Thiếu Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, giống như nai gặp hổ vậy. Lâm Trúc Thanh thừa nhận An Thiếu Vũ uy áp, mặc dù lấy nàng đạo tâm chút nào sẽ không dao động, nhưng thân thể nhưng có chút không cách nào chống đỡ, sắc mặt vậy dần dần trắng bệch, bất quá, nàng nhưng một bước vậy cũng không lui lại. An Thiếu Vũ dữ tợn cười một tiếng nói, không biết điều con đê tiện, ngày hôm nay, ta thì phải để cho ngươi biết xúc phạm thiên bảng yêu nghiệt, ở ta Bắc Lăng Thiên Điện sẽ có kết quả gì. Tiếng nói vừa dứt, An Thiếu Vũ giơ tay lên, một cái tát thì phải hướng Lâm Trúc Thanh quạt đi. Một tát này, hắn mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng, nếu như đánh thật, Lâm Trúc Thanh tất nhiên sẽ vô cùng là thê thảm. Dù sao, Lâm Trúc Thanh bất quá là một cái không nhập môn đệ tử, mà hắn nhưng mà Thái Tuyệt Điện đệ tử, cho dù thật cầm Lâm Trúc Thanh bị thương nặng, vậy sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt nào chứ. Lâm Trúc Thanh hơi biến sắc mặt, tựa hồ muốn đánh lại, có thể ở An Thiếu Vũ uy áp dưới áp chế, căn bản không cách nào làm được. Mắt thấy, một tát này thì phải phiến ở Lâm Trúc Thanh mặt đẹp bên trên. An Thiếu Vũ cũng là mặt lộ sảng khoái nụ cười. Lâm Trúc Thanh theo bản năng nhắm hai mắt lại. Có thể, rất nhanh, nàng mặt đẹp bên trên liền hiện lên vẻ không hiểu, An Thiếu Vũ một cái tát kia, tại sao chậm chạp không có rơi xuống. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp, một đạo thân ảnh chắn mình trước người. Diệp Thần một cái tay vững vàng nắm An Thiếu Vũ cổ tay, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gần đây. Mình thật giống như thường xuyên giúp người khác ngăn cản bàn tay. Bất quá rất nhanh, mặt mũi chính là ngay tức thì băng lạnh xuống. Ngay tại mới vừa, An Thiếu Vũ một tát này sắp rơi xuống lúc đó, một bóng người lại là không biết từ chỗ nào ngay tức thì xuất hiện ở Lâm Trúc Thanh trước người, hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắt được An Thiếu Vũ cổ tay. Vô số võ giả đều là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. An Thiếu Vũ cũng không phải là giống vậy yêu nghiệt cường giả à. Cho dù là tiện tay một cái tát, cũng không khả năng bị một tên càn khôn cảnh thanh niên bắt được chứ. Có thể, trước mắt tên nam tử này từ hết lần này tới lần khác làm được, kết quả này là chuyện gì xảy ra? An Thiếu Vũ đôi mắt chợt chừng một cái, thật là muốn giận điên lên. Bị đáng chết này người phụ nữ quét mặt mũi, còn không coi là, hiện tại còn không biết từ nơi nào nhảy ra một cái tiểu phế vật trực tiếp nắm hắn tay. Ông trời, là muốn cùng hắn đối nghịch. Để cho hắn lại cũng không cách nào ở Bắc Lăng Thiên Điện ngẩng đầu lên sao. An Thiếu Vũ trong mắt ngay tức thì dâng lên một đạo sát ý, hắn giống như đói như sói vậy nhìn chằm chằm trước người thanh niên nói, ngươi, buông tay. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, đánh người phụ nữ, cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Giờ khắc này, An Thiếu Vũ hoàn toàn bộc phát, hắn lại cũng không lo đạt tới cái gì dáng vẻ vân. Vân, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, ngươi là thứ gì? Cũng dám quản lão tử. Lão tử đánh người phụ nữ của lão tử, không phục. Người có biết hay không, lão tử là thiên bảng yêu nghiệt, Thái Tuyệt Điện đệ tử. Không muốn chết liền cho ta cút. Ngay tại lúc này, ba đạo khí tức vô cùng cường đại bỗng nhiên xuất hiện ở cái này bầu trời quảng trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên, hướng bầu trời nhìn, liền liền giận dữ bên trong An Thiếu Vũ, đồng dạng cũng là như vậy. Một khắc sau, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, ngay sau đó, rối rít mặt hiện vẻ khó tin. Chỉ gặp, bầu trời bên trong xuất hiện ba đạo hơi thở sâu không lường được bóng người. Cái này ba người, bất ngờ là Bắc Lăng đế quân, Nhâm lão, cùng với Ninh Xích Âm. Tất cả người óc cũng không đủ dùng, những thứ này chí cao vô thượng tồn tại, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mà bọn họ giờ phút này, ánh mắt đều rơi vào cùng một phương hướng. Chính là An Thiếu Vũ cùng tên kia đột nhiên xuất hiện thanh niên chỗ chỗ. Đây là, Bắc Lăng Thịnh đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, thằng nhóc, người rốt cuộc xuất hiện.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt một chút rốt cuộc xuất hiện. Đây là ý gì? Bỗng nhiên, đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì, bá một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần buông ra An Thiếu Vũ tay, hắn chậm rãi từ trên mặt lấy xuống một tấm mặt nạ, lộ ra vốn là mặt mũi. Vậy Trương Tuấn Tú bên trong, mang hờ hững gương mặt. Vậy Trương thuộc về Diệp Thần gương mặt. Trong chốc lát, mọi người tại đây tìm tựa như cũng ngay tức thì ngưng một tí. Diệp Thần. Là Diệp Thần. Trước mắt người thanh niên này lại chính là cái đó vô số gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử cũng làm hướng tới siêu cấp yêu nghiệt, Diệp Thần à. Diệp Thần hướng về phía Bắc Lăng Thịnh ba người mỉm cười hành lễ nói, đệ tử Diệp Thần trở lại Thiên Điện, gặp qua đế quân, Xích Âm Tỷ, Nhâm Lão. Sau đó, hắn nhìn về phía An Thiếu Vũ, cười nhạt một cái nói, người mới vừa rồi hỏi ta là thứ gì? An Thiếu Vũ nghe vậy cơ hồ đều muốn khóc lên à. Đầu óc hắn cũng muốn chuột rút. Phốc thông một tiếng, An Thiếu Vũ không chút do dự quỳ trên đất, run rẩy đối với Diệp Thần nói xin lỗi, Diệp. Diệp sư huynh, thật xin lỗi. Diệp Thần mặt không thay đổi mắt nhìn xuống hắn nói, còn có một việc, ta muốn nói cho ngươi, Trúc Thanh không phải là nữ nhân của ngươi, nghe rõ ràng. Rõ ràng. Thấy một màn này, đám người gần như hít thở không thông. Diệp Thần lại duy trì Lâm Trúc Thanh, hơn nữa, từ gọi xem ra, quan hệ tựa hồ còn khá là thân mật. Cái này một tí, bọn họ hiểu, tại sao Lâm Trúc Thanh muốn chối và An Thiếu Vũ quan hệ à? Người ta là Diệp Thần người phụ nữ, sẽ vừa ý một cái An Thiếu Vũ. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là đối với An Thiếu Vũ lộ ra vẻ khinh bỉ, liền cái này tánh tình còn muốn cùng Diệp Thần cướp người phụ nữ. An Thiếu Vũ mặt đầy vẻ tuyệt vọng, hắn biết mình xong rồi, cho dù Diệp Thần không có đối với hắn động thủ, có thể, Thiên Điện bên trong sợ rằng lại vậy không có một người sẽ phản ứng hắn, tiền đồ của hắn hoàn toàn phá hủy. Mà giờ khắc này, Lâm Trúc Thanh mặt đẹp hơi ửng đỏ, cúi đầu, đáy lòng có loại khó hiểu cảm giác vui sướng, nàng không thích bị người khác bảo vệ, nhưng, chẳng biết tại sao, Diệp Thần bảo vệ nàng lại để cho nàng cảm giác không cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 260.